Đương nhiên, ta là ai chứ? Lão đại của đệ đó. Lục Lâm Thiên cười nói. Ngươi đừng vội tự đắc, ta có cảm giác có không ít người cũng vô cùng bất phàm. Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh nói. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ. Những người tham gia lần đại hội lần này không ít người ẩn giấu thực lực. Bản thân hắn cũng vậy, mới vòng thứ nhất mà thôi, người chân chính có thực lực cường hãn, chỉ ít phải tới vòng thứ ba, thậm chí là thứ tư mới có thể nhìn ra. Lúc này trở lại đình viện cũng đã là buổi chiều. Khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi cho tới ngày mai, Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu tu luyện điều tức. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng không ăn vào viên đan dược ngũ phẩm mà Vân Khiếu Thiên vừa đưa cho. Bởi vì ngày hôm nay hắn xuất thủ mới có hai chiêu mà thôi, đối với đan điền khổng lồ trong cơ thể hắn thì chút tiêu hao ấy không đáng vào đâu, chỉ trong chốc lát là có thể khôi phục. Khi Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện thì trong Thiên Kiếm Thành lúc này có không ít người bàn luận về những trận đấu trong ngày hôm nay, cũng đã kiến thức được thực lực đệ tử thân truyền của Tam Tông Tứ Môn. Mà ngày mai 28 đệ tử tiến vào vòng 2 cũng là đối tượng chủ yếu để bàn luận. Tư liệu về 28 người này cũng được ghi chép rõ ràng, dán vào trên vách tường. Dưới sự chờ mong của mọi người, vòng thứ 2 đã tới. Trong phòng, Lục Lâm Thiên mở mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe, tiêu hao trong cơ thể ngày hôm qua lúc này đã sớm khôi phục. Một đêm điều tức tu luyện khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy cơ thể sảng khoái, tràn đầy lực lượng. Hắn khẽ vặn lưng, các đốt xương toàn thân rung động, cảm giác vui sướng không nói nên lời tràn ngập cơ thể. Sau ngày hôm nay có lẽ nên chọn vũ khí hỏa hệ huyền cấp thôi. Lục Lâm Thiên thầm nói. Trên vũ đài trong Thiên Kiếm Thành, lúc này mới là sáng sớm nhưng đã có không ít bóng người. Khi Lục Lâm Thiên lần thứ hai từ trên lưng yêu thú phi hành của Thiên Kiếm Môn tới trên vũ đài, lúc này phía dưới còn có không ít người đang tới, đều ở phía ngoài vũ đài, không thể đi vào, khiến cho mấy con đường chung quanh đông nghịt. Trong tiếng ầm ĩ, 28 đệ tử nhảy lên vũ đài. Lúc này khiến cho không ít người gọi tên 28 người này. 28 người, chỉ trong một đêm đã có không ít người ủng hộ mình. Nghe tiếng ầm ĩ kia, Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong đám đông này hắn cũng nghe thấy được thanh âm của ba người Vân Hồng Lăng, Nguyên Nhược Lan, Lam Linh, ngay cả Khuất Đao Tuyệt cũng có không ít thiếu nữ ủng hộ, thế nhưng lại không có ai ủng hộ hắn. Mắt mũi quá kém nha. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh. Ngưng thần lắng nghe một hồi thế nhưng lại không nghe thấy tên của mình, điều này khiến cho hắn phiền muộn không ngớt. Hôm qua dường như hắn biểu hiện cũng không tồi nha, hay là do khoảng cách quá xa cho nên khán giả không nhìn rõ. Vòng thứ hai, lúc này sẽ rút thăm quyết định đối thủ. Quy cách không khác gì ngày hôm qua, 28 người lập tức tiến tới rút thăm, trên vũ đài lập tức vang lên một tiếng chuông thật lớn. Đông! Khi tiếng chuông vang lên, mọi người vây xem chung quanh lúc này cũng lập tức yên tĩnh lại. Vòng thứ hai ngày hôm nay quy tắc giống như ngày hôm qua. Trưởng lão Mặc Đạo Bào chủ trì đại hội ngày hôm qua nói. 28 người lần lượt đi tới trước mặt một hộ pháp của Thiên Kiếm Môn rút thăm. Sau khi nhìn thấy con số trong ngọc bài của mình liền lập tức tới khu vực có con số đó. Lục Lâm Thiên, vòng thứ hai này ngươi không được thua. Khuất Đao Tuyệt vừa nói xong lập tức rời đi. Tiểu tặc. Người số mấy? Vân Hồng Lăng tới bên người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Số 3. Nhìn con số trên ngọc bài của mình, Lục Lâm Thiên trả lời. Ta là số 5, ngươi cẩn thận một chút. Vân Hồng Lăng nói với Lục Lâm Thiên, chân khí dưới chân chợt lóe, lập tức tới khu vực số 5. Khu vực số 3, khi thân ảnh Lục Lâm Thiên hạ xuống đã thấy lúc này bên trong có một thanh niên mặc hoàng y đứng đó, thân hình gầy yếu, thế nhưng trong hai mắt lại bắn ra tinh quang. Vũ tướng tam trọng đỉnh phong, đệ tử Huyền Sơn Môn. Lục Lâm Thiên đánh giá người thanh niên này, từ khí tức tỏa ra bên ngoài có thể nhận biết được tu vi người này đã đạt tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Nếu như trong Vân Dương Tông có lẽ phải xếp thứ nhất, thứ hai trong Long Bảng. Đồng thời lúc này người thanh niên kia cũng đang đánh giá Lục Lâm Thiên, ánh mắt không có biến hóa gì. Không biết những đệ tử này ai sẽ tiến vào top 14 đây? Trên khán đài. Tông chủ các môn phái, trưởng môn, trưởng lão đều có chút ngưng trọng nhìn về phía các khu vực. 28 người cạnh tranh top 14, tuyệt đối là kịch liệt. Vậy phải xem thực lực của những đệ tử này thế nào rồi. Đông. Trong khi các vị tông chủ, trưởng môn nói chuyện với nhau thì một tiếng chuông vang lên, vòng thứ hai bắt đầu. Bốn mắt nhìn nhau,
không có lời nói dư thừa, thân ảnh lập tức lao vào nhau. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy mắt dường như hoa lên, từng đạo quang ảnh ầm ầm hiện ra, tiếng kim loại va chạm cùng với ánh lửa không ngừng hiện lên. Đại bộ phận mọi người chung quanh lúc này chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng lờ mờ trên vũ đài mà thôi, kinh khí xé rách không khí mang theo âm hưởng bén nhọn. Đất đá cứng rắn phía dưới võ đài lúc này bị chân khí tác động tạo thành những vết nứt dài ngắn khác nhau. Các đệ tử giao thủ đại bộ phận thực lực không kém nhau là mấy. Thế nhưng cho dù không nhìn thấy thân ảnh của 28 người này thì mọi người đứng xem cũng có thể từ khí thế hiện ra mà có thể cảm nhận được sự kịch liệt trong đó. Trong khu vực số 3, chân khí hai người đột nhiên bạo phát. Trong vũ đài, hai cỗ khí tức khiến cho không gian ngưng động xuất hiện. Quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này đã được một cương quyển màu vàng bao phủ. Phanh! Trong tay người thanh niên kia xuất hiện hai thanh loan đao. Hai thanh loan đao đan xen vào cùng một chỗ, giống như là một hình tròn, bên ngoài là lưỡi đao sắc bén, trên mặt tỏa ra hàn mang. Loại binh khí này tuyệt đối là hiếm thấy. Lục Lâm Thiên nhíu mày, bản thân hắn vẫn còn chưa có binh khí, quả thực có chút không công bằng. Siêu! Đối phương không nhiều lời. Đôi loan đao trên tay mang theo một đám khí lưu trong nháy mắt lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Đao mang chưa tới thì kình khí sắc bén đã khiến cho đất đá chung quanh vũ đài bị đập nát tạo thành một cái rãnh sâu. Phù quang lược ảnh. Chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên bạo phát, hai đạo vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện. Thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Siêu. Thanh niên mặc hoàng y của Huyền Sơn môn này thực lực tuyệt đối không kém, tốc độ cũng cực nhanh. Một đôi loan đao trong tay giống như hai đầu mãng xà, hai đạo quang nhận tạo thành một đường vòng cung, cắt vỡ không khí chung quanh tiến về phía Lục Lâm Thiên. Đại địa cương thuẫn. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, một hộ thuẫn màu vàng lập tức xuất hiện trước người. Hai đạo quang nhận đánh vào bề mặt của hộ thuẫn mang theo lực xuyên thấu cường hãn, chỉ trong chốc lát, trên bề mặt của hộ thuẫn xuất hiện vết nứt nẻ. Phanh. Lúc đại địa cương thuẫn vỡ tan cũng chính là lúc thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên nhảy ra, khóe miệng hiện lên tiêu ý, trong tay xuất hiện một hỏa cầu đã được ngưng tụ. Hỏa viêm bạo. Một tiếng quát khẽ vang lên. Hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay trước người Lục Lâm Thiên trong nháy mắt bắn ra, toàn bộ không gian lúc này vô cùng nóng bỏng, khí tức cường hãn xuất hiện, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh thanh niên mặc hoàng y kia. Sắc mặt thanh niên mặc hoàng y kia trầm xuống, đôi loan đao trong tay huy động. Không ngừng đánh ra từng đạo tàn ảnh cắt vỡ không khí chung quanh. Tàn ảnh quang nhận càng ngày càng nhiều, sắc mặt của người thanh niên này cũng theo đó biến hóa, ngày càng tái nhợt. Trong sát na cánh tay hắn đột nhiên run lên, các khớp xương vang lên tiếng lách cách, trước người xuất hiện một hộ thuẫn bằng các quang nhận, trên bề mặt có hơi nước tràn ngập, bao phủ không khí, khiến cho không gian tràn ngập trong hơi nước. Lúc này, hỏa bạo viêm của Lục Lâm Thiên không ngừng xoay tròn, không ngừng bành trướng. Không gian trực tiếp bị xé rách tạo thành một đường vong cung, một cỗ uy áp kinh khủng nóng bỏng, bài sơn hải đảo khuếch tán ra bốn phía. Cỗ lực lượng kinh khủng chút xuống khiến cho thanh niên hoàng y kia có chút kinh ngạc. Cảm nhận được sự đáng sợ của kình khí này, dường như hắn không ngờ thực lực của đối phương lại cường hãn như vậy. Phanh phanh, năng lượng khuếch tán, hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung khiến cho không gian chấn động, hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bầu trời. Mà lúc này, quang nhận hộ thuẫn do thanh niên mặc hoàng y kia vất vả ngưng tụ ra dưới lực lượng đáng sợ này bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được nó trực tiếp bị chấn vỡ thành những mảnh nhỏ, hóa thành năng lượng biến mất trong không gian. Phanh! Dưới lực lượng cường hãn, hai người đều bị đẩy lui về phía sau. Lục Lâm Thiên nhìn vào thanh niên mặc hoàng y đệ tử thân truyền của Huyền Sơn môn này thầm đánh giá. Người này tuyệt không dưới khuất đao tuyệt hoặc là hàn phong. Lúc này trong các vũ đài khác, bóng người thoát ẩn thoát hiện, chân khí va chạm vào nhau tạo thành tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, kinh khí cường hãn va chạm vào cùng một chỗ, năng lượng khuếch tán ra bên ngoài khiến cho bụi bặm chung quanh vũ đài bị quét sạch. Trong khu vực số 3, bốn mắt lần thứ hai nhìn nhau. Lúc này ánh mắt người thanh niên mặc hoàng y kia nhìn về phía Lục Lâm Thiên đã có chút ngưng trọng. Các hạ thực lực không kém, ta buộc phải dùng toàn lực. Nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, thanh niên mặc hoàng y kia nói. Nói xong, hai tay hắn khẽ động thu hồi đôi loan đao lại. Trong nháy mắt, quanh thân có một cỗ chân khí xuất hiện, phía sau lưng đột nhiên ngưng tụ ra một đôi cánh bằng chân khí. Cũng là vũ giả song hệ sao? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn thanh niên mặc hoàng y trước mặt này, vừa rồi thanh niên này mới thi triển vũ kỹ thủy hệ,
lúc này đã là phong hệ. Phong hệ sao, ta cũng giống vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Phong chi dực phía sau mở rộng, thân ảnh lập tức bắn lên không trung. Hai người ở giữa không trung, quanh thân lúc này có chân khí thuộc tính phong nồng đậm bao vây, hai cánh mở ra không ngừng rung động khiến cho không gian lắc lư. Liệt phong trưởng. Không ngừng nghỉ một chút nào, thanh niên mặc hoàng y hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi, một đạo trưởng ấn nhanh chóng được đẩy đi, trên thủ ấn tràn ngập kình khí cuồng bạo. Nơi trưởng ấn đi qua khiến cho không gian chắc quanh vang lên tiếng ma sát và gấp khúc. Chu trưởng môn, không nghĩ tới người đệ tử kia của ngươi là lại vũ giả song hệ nha. Vân Khiếu Thiên nhìn vào người thanh niên mặc hoàng y đang đấu với Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Vân Tông Chủ. So ra cũng kém hai vũ giả tam hệ của Vân Dương Tông các ngươi mà. Chu Hoành Viễn nhất thời mỉm cười, ánh mắt cũng nhìn về phía đệ tử trong môn. Đệ tử của Vân Dương Tông kia chỉ có thực lực vũ tướng nhất trọng, tuy rằng là vũ giả tam hệ cũng có chút bất phàm, thế nhưng đệ tử trong bổn môn hắn lại là vũ tướng tam trọng, lại là vũ giả song hệ, trong lòng hắn hiện tại đã cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lục Lâm Thiên. Cũng không có vẻ gì là khẩn trương cả. Siêu. Thanh niên mặc hoàng y kia cũng không dừng lại, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa. Trưởng ấn vốn đang bắn về phía Lục Lâm Thiên kia lúc này đột nhiên bạo phát, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cung bằng chân khí này bao phủ không gian, kình khí cuồng bạo khiến cho không gian gợn sóng. Hai cánh cung dương lên, trong nháy mắt này thanh niên mặc hoàng y hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bắn về phía Lục Lâm Thiên. Nhíu mày. Lục Lâm Thiên cũng không quá ngưng trọng, thủ ấn bắt đầu biến hóa, thầm nói. Sớm kết thúc một chút cũng được. Vừa nói xong, thân thể Lục Lâm Thiên cũng lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, không lùi mà tiến tới. Đồng thời trong hai tay xuất hiện hai đạo công kích đang nhanh chóng được ngưng tụ. Thiên thủ liệt cương ấn. Phong quyển tàn vân. Một tiếng quát nhẹ vang lên, trong tay Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện hai cỗ công kích thuộc tính khác nhau bạo phát ra. Đồng thời thi triển công kích của hai loại thuộc tính khác nhau, điều này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả trên đài trực tiếp kinh ngạc. Trong những cường giả này cũng có không ít vũ giả song hệ, cho nên bọn họ hiểu rõ, nếu như không phải cùng một thuộc tính, muốn đồng thời thi triển ra căn bản không có khả năng. Lúc này lại nhìn thấy Lục Lâm Thiên có thể làm như vậy khiến cho chúng cường giả vô cùng kinh ngạc, đồng thời thi triển hai loại thuộc tính khác nhau, không khác gì là hai người liên thủ công kích. Uy lực tăng lên gấp bội. Vân Khiếu Thiên, Vũ Ngọc Tiền, còn những trưởng lão Vân Dương Tông khác lúc này khẽ mỉm cười, đệ tử trong tông môn như vậy khiến cho bọn họ cũng có mặt mũi. Lão đại sắp thắng. Trên vai Lục Vô Song, Tiểu Long lúc lắc cái đầu nói. Nhưng vào lúc này, hai đạo công kích của Lục Lâm Thiên nhanh chóng bắn tới, chân khí không ngừng di chuyển trong kinh mạch. Độ dày và rộng của kinh mạch hắn hiện tại hoàn toàn có thể chống đỡ được sự vận chuyển chân khí khi đồng thời thi triển hai loại vũ kỹ hoàng cấp cao giai khác nhau. Trên tay trái của hắn, năng lượng phong thuộc tính nhanh chóng hội tụ đến. Toàn bộ không gian lúc này có một vòng xoáy xuất hiện, giống như một cơn cuồng phong gào thét, khí thế phô thiên cái địa tỏa ra chung quanh. Trên tay phải, một cỗ năng lượng hệ thổ khổng lồ cũng lấy xu thế phô thiên cái địa bạo phát ra. Trong đó có một cỗ lực lượng cuồng bạo như thủy triều tản mát ra chung quanh, trong nháy mắt tạo thành một trường ấn. Năng lượng kinh khủng, đầy rẫy, một cơn cuồng phong lớn tới cực hạn được ngưng tụ, mà trong cơn cuồng phong này lại có một đạo trường ấn kinh khủng. Nói thì chậm, thế nhưng trên thực tế lại không đến thời gian một hô hấp, ba đạo lực lượng khổng lồ nhanh chóng va chạm với nhau. Kinh khí kinh khủng khuếch tán, từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, không ngừng vang vọng trong không gian. Kình khí cuồng bạo ầm ầm lan rộng trong không trung. Phanh phanh phanh. Ba đạo lực lượng mạnh mẽ va chạm với nhau, trong chốc lát bộc phát ra vô số tia lửa kình khí. Kình khí tứ tán mang theo tiếng xé gió hung hăng đập vào mặt đất, nhất thời tạo thành từng tiếng nổ mạnh, đất đá cứng rắn phía dưới lập tức nứt nẻ. Kình khí kinh khủng giữa không trung bạo phát ra, trong chốc lát lập tức khuếch tán ra không gian phía xa. Nhìn thấy một màn này, không ít khán giả phía ngoài tức thì há hốc mồm. Trong 14 vũ đài thì hai người giữa không trung kia không thể nghi ngờ là hai người giao thủ có tràng diện đồ sộ nhất. Đồng thời thi triển hai cỗ thuộc tính, uy lực mạnh hơn phân nửa rồi. Trên khán đài, chúng cường giả cũng âm thầm kinh ngạc. Siêu! Kinh khí kính khuếch tán,
đồng thời thân ảnh của thanh niên mặc hoàng y trực tiếp bị rơi xuống phía dưới, dập vào mặt đất. Khục khục, mặt đất phía rướt nứt ra, người thanh niên kia phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Ta thua. Thanh niên mặc hoàng y kia lau vết máu ở khóe miệng nhìn Lục Lâm Thiên đang đứng trên bầu trời nói. Các đệ tử của các tông môn, trước các kỳ đại hội đều được các trưởng lão dặn dò qua, nếu như cảm thấy mình không thể tái chiến, vô lực thì trực tiếp chịu thua. Nếu như mạnh mẽ tái chiến, bản thân lại bị trọng thương ảnh hưởng tới căn cơ thì thảm rồi. Vì vậy lúc này thanh niên mặc hoàng y cảm giác mình không còn lực tái chiến nên trực tiếp nhận thua. Đa tạ. Thu hồi phong chi dực. Lục Lâm Thiên đáp xuống mặt đất, ý nghĩ đầu tiên trong đầu đó là bản thân hắn đã lại chiếm được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Vân Tông Chủ, đệ tử vũ giả tam hệ này của các ngươi quả thực rất bất phàm. Chỉ có thực lực vũ tướng nhất trọng mà có thể đánh bại vũ tướng tam trọng lại còn là vũ giả song hệ nữa. Trên khán đài, Cố Kiếm Phong nói, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Đệ tử này của chúng ta quả thực có chút bất phàm. Cho nên mới dám mang hắn đến tham dự đại hội tam tông tứ môn. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, ánh mắt vô cùng thỏa mãn nhìn về phía Lục Lâm Thiên ở phía xa. Lúc này Lục Lâm Thiên đang nhìn về một hướng, lập tức nhìn thấy Vân Hồng Lăng đang giao thủ với một thiếu nữ khác, tiên ảnh bao phủ không gian, tiên ảnh phá không, một mực áp chế đối phương. Đối với Vân Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên không có bao nhiêu lo lắng, nữ nhân điêu ngoa này trên người nàng không có khả năng không có con bài nào chưa lật. Cho nên chuyện bị thua ở vòng thứ hai này là chuyện không có khả năng. Lam Linh. Tại khu vực thứ 11, Lục Lâm Thiên nhìn thấy Lam Linh, bóng hình xinh đẹp khiến người ta sôi máu đang không ngừng di chuyển, mê hoặc giống như trời sinh mà thành, khiến cho người xem quên rằng bọn họ đang xem ca múa chứ không phải luận võ. Lúc này trong tay Lam Linh là một trường kiếm màu xanh, kiếm ảnh bao phủ không gian, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc. Tu vi của Lam Linh này không ngờ cũng đã tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong, phỏng chừng sau khi trở về vạn thú tông nàng đã có kỳ ngộ gì đó. Cuối cùng ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy được Khuất Đao Tuyệt đang ở trong khu vực số 6 cách đó không xa. Mà đối thủ của Khuất Đao Tuyệt chính là vũ giả tam hệ của Thiên Kiếm môn Nguyên Nhược Lan. Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn vào thì thấy quang mang trên người Khuất Đao Tuyệt đã có chút lờ mờ, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ có chút chật vật. Mà Nguyên Nhược Lan kia, một thân y phục màu tím, dáng người lồi lõm mê người, khí tức có chút ba động, rõ ràng thực lực hơn hẳn Khuất Đao Tuyệt. Khuất Đao Tuyệt lần này phiền phức lớn rồi. Lục Lâm Thiên thầm nói, hắn cũng chỉ có thể khẽ thở dài mà thôi. Rút thăm quyết đấu tuy rằng là công bằng thế nhưng vẫn có chỗ thiếu sót. Giả dụ như một người thực lực có thể tiến vào top 2 thế nhưng lại bắt phải thăm đối đầu với người thực lực đứng đầu, vậy sẽ lập tức thua ở vòng đầu tiên. Lại ví như có người thực lực có thể tiến vào top 3 thế nhưng bởi vì vận khí cho nên phải dừng chân ở vòng thứ nhất. Đây cũng chí NS là một trong những khuyết điểm của đại hội, thế nhưng cũng không có cách nào khác. Quy tắc chính là quy tắc, sẽ không quan tâm tới vận khí của ngươi tốt hay không. Trở về. Chiến đao Khuất Đao Tuyệt tuy rằng rơi vào thế hạ phong, thế nhưng khí thế bá đạo quanh người vẫn không giảm. Hắn hét lớn một tiếng, chân dậm mặt đất khiến cho mặt đất nứt nẻ. Siêu siêu. Ngay trong lúc này, Khuất Đao Tuyệt đồng thời nhảy dựng lên, chân khí bạo phát ra, chiến đao trong tay vung lên trực tiếp bổ ra một đao khiến cho không gian chung quanh gợn sóng. Đao mang cắt ngang không gian, chân khí cuồng bạo bắn ra bốn phía. Chiến đao đệ tứ thức, đại địa lưu đao. Đao mang bổ ra khiến cho không gian gợn sóng, kinh khí bạo phát, thực lực cường hãn như vậy giống như là trực tiếp xé mở không gian vậy. Trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan tung lên. Thân thể mềm mại lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Loại tốc độ như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên đứng ở phía xa nhìn lại cũng có chút hoa mắt. Phi Vân Kiếm Quyết. Trong nháy mắt thân ảnh của Nguyên Nhược Lan biến mất, đến khi thân ảnh của nàng xuất hiện thì trên trường kiếm có một đạo kiếm quang vô thanh vô tức cắt ngang không gian, ngay cả không gian chung quanh cũng không bị ba động. Phanh. Kiếm quang vào đao quang va chạm, thế nhưng cũng không có âm hưởng quá lớn. Chỉ là chỗ va chạm giữa kiếm quang và đao quang lúc này có một đạo quang mang chói mắt giống như pháo hoa hiện lên, khiến cho không gian chấn động. Siêu siêu. Một mảnh kình khí mang theo tiếng xé gió khuếch tán, lực lượng cuồng bạo đủ để cắt vỡ gợn sóng của không gian. Thân ảnh của chiến đao Khuất Đao Tuyệt nhanh chóng thối lui, đồng thời nhanh chóng bố trí vũ khí phòng ngự.
Thế nhưng vừa mới thối lui vài bước bỗng nhiên hắn phát hiện ra cánh tay và bàn chân mình không có cảm giác. Vội vàng cúi đầu xuống thì thấy không biết từ khi nào cánh tay và chân hắn lúc này có mấy dây mây quấn lấy không thể di chuyển. Không xong. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, kết quả coi như đã định. Ngươi thua, vũ khí mộc hệ này của ta có chút đặc biệt, nếu như ngươi còn giãy giụa nó sẽ trực tiếp siết chặt làm đứt chân tay ngươi. Ta thua. Khuất Đao Tuyệt thở dài, ánh mắt có chút thất vọng. Nguyên Nhược Lan này hình như cũng ẩn tàng không ít thực lực. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thực lực của Khuất Đao Tuyệt Lục Lâm Thiên hắn rất rõ ràng. Thế nhưng Nguyên Nhược Lan này đánh bại Khuất Đao Tuyệt dường như cũng không quá mức cật lực. Cho nên chỉ có một giải thích chính là nữ nhân này ẩn tàng không ít. Tức thì Lục Lâm Thiên nhìn qua nữ nhân này vài lần. Có thể nữ nhân này sẽ trở thành kình địch của hắn. Đông. Trên vũ đài, lúc này lần thứ hai vang lên tiếng chuông. Ngay khi Lục Lâm Thiên nhìn qua Khuất Đao Tuyệt và Nguyên Nhược Lan vài lần thì luận võ vòng 2 đã kết thúc. Những đệ tử thắng lợi tiến lên, những đệ tử bị thua lùi lại. Âm thanh của trưởng lão Thiên Kiếm Môn mặc áo bào đỏ lần thứ hai vang lên. Triệu Kình Hải không ngờ cũng bị thua. Lúc 14 người thắng lợi cùng tiến lên, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua lúc này cũng phát hiện ra Vân Dương Tông hiện tại cũng chỉ còn có hắn và Vân Hồng Lăng mà thôi. Còn Triệu Kình Hải cường giả đứng đầu Long Bảng không biết vừa rồi cùng ai giao thủ, không ngờ lại thất thủ ngay vòng thứ hai. Thực lực dường như không tồi. Trong ánh mắt của Lục Lâm Thiên lúc này cũng nhìn về phía một đường cong quen thuộc. Trong 14 người bọn lại, thân ảnh Lam Linh cũng ở trong đó. Lúc này ánh mắt Lam Linh cũng đang nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt lộ ra chút tiêu ý. Có thể là bởi vì nữ nhân quá mức xinh đẹp khiến cho ánh mắt nhìn qua hắn lúc này gần như là ánh mắt khiêu khích vậy. Tiểu tặc, không được nhìn loạn. Thanh âm của Vân Hồng Lăng truyền tới tai của Lục Lâm Thiên khiến cho hắn lập tức cúi đầu, cũng không dám đặc tội nữ nhân điêu ngoa này. Ồ, người này có chút kỳ quái. Ngay khi cúi đầu xuống, dư quang trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe. Hắn nhìn về thân ảnh thứ ba bên trái, lúc này thân ảnh này dường như đang không ngừng nhìn về phía hắn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lại thì ánh mắt kia lập tức thu hồi. Mà lúc này Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc, bởi vì người này mặc một trường bào, vóc dáng gầy gò, thế nhưng trên mặt lại đeo một cái khăn màu trắng, căn bản không nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương. Trong ngày đầu tiên Lục Lâm Thiên cũng từng nhìn qua người này. Khí tức tầm vũ tướng, cũng không phải đệ tử Tam Tông Tứ Môn, không biết là thuộc về thế lực nào, cho nên Lục Lâm Thiên cũng không chú ý nhiều lắm. Thế nhưng lúc này, Lục Lâm Thiên bởi vì ánh mắt vẫn luôn chú ý trên người hắn cho nên mới chú ý tới đối phương. Hắn có cảm giác dường như bản thân mình đã gặp kẻ này, thế nhưng loại cảm giác này cũng chỉ chợt hiện lên mà thôi, lập tức cũng không suy nghĩ nhiều nữa. 14 người hiện tại Lục Lâm Thiên đều thầm lưu ý. Có 2 người không phải là đệ tử của Tam Tông Tứ Môn, 12 người còn lại, Vân Dương Tông có hắn và Vân Hồng Lăng, Thiên Kiếm Môn cũng chỉ còn lại Nguyên Nhược Lan và thanh niên mặc hắc y mà thôi. Vạn Thú Tông còn Lam Linh và một thanh niên khác, khí tức của người thanh niên này đã đạt tới vũ tướng tam trọng. 14 người còn lại các ngươi, chúc mừng các ngươi đã tiến vào vòng 3. Hiện tại mỗi người đều có thể tiến lên nhận một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ của Thiên Kiếm Môn nói. Thanh âm vừa dứt khiến cho mọi người phía dưới lập tức hưng phấn, nhanh chóng tiến lên nhận một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Mà lúc này chung quanh vũ đài từng tiếng ầm ĩ vang lên, đối với những đệ tử còn lại trên vũ đài lúc này đều vô cùng sùng bái và cuồng nhiệt. Lục Lâm Thiên, thực lực bất phàm a, hy vọng ngày mai ngươi còn có thể nhận một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai từ trong tay ta. Khi tới phiên Lục Lâm Thiên tiến lên nhận vũ khí, nhìn thấy Lục Lâm Thiên, vị trưởng lão của Thiên Kiếm Môn kia lập tức mỉm cười nói. Đệ tử nhất định cố gắng hết sức. Lục Lâm Thiên đáp. Cuối cùng dựa theo lựa chọn từ trước của mình, chọn một bộ vũ khí hỏa hệ huyền cấp sơ giai. Khi trở lại đình viện của Vân Dương Tông, sắc mặt của Khuất Đao Tuyệt vẫn còn đang thất lạc. Lục Lâm Thiên, ta thua rồi. Trở về ta sẽ mời ngươi uống rượu. Ngày mai ngươi nhất định phải cố gắng tiến vào top 3. Sau khi rời khỏi lưng yêu thú phi hành, trong đình viện Khuất Đao Tuyệt vỗ vai Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, Hồng Lăng. Hai người các ngươi mau cùng chư vị trưởng lão tới đại sảnh. Vân Khiếu Thiên nói. Lục Lâm Thiên để cho Tiểu Long và Bạch Linh về trước rồi lập tức tới đại sảnh.
Trong đại sảnh lúc này cũng chỉ có 4 vị trưởng lão, còn có tông chủ Vân Khiếu Thiên. Vân Hồng Lăng cũng đi theo Lục Lâm Thiên tiến vào trong đại sảnh. Lâm Thiên, biểu hiện của con không tồi, ngày mai phải tiếp tục cố gắng đấy. Vũ Ngọc Tiền vui vẻ không ngớt, đệ tử của hắn có thể tiến vào vòng 3, ngay cả Triệu Kình Hải xếp thứ nhất trong Long Bảng, còn có đệ tử Khuất Đao Tuyệt của Dương trưởng lão cũng không thể tiến vào, cho nên hắn cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi, cười tới mức nở hoa. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Lục Lâm Thiên đáp. Được rồi, ngồi đi. Lục Lâm Thiên, Hồng Lăng, hai người các ngươi ngồi xuống. Vân Khiếu Thiên nói. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, ba vị trưởng lão khác đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn vào Lục Lâm Thiên và Vân Hồng Lăng. Lục Lâm Thiên, Hồng Lăng, vòng thứ 3 ngày mai Vân Dương Tông ta chỉ còn lại hai người các ngươi mà thôi. Ngày mai 14 người sẽ chỉ có 5 người được tiến vào. Vòng thứ 3 ngày mai đầu tiên sẽ đấu ra chọn lấy 7 người, tiếp theo sẽ rút thăm quyết định 4 người đấu một lần nữa. Cuối cùng lưu lại 2 người thắng. Nếu như các người muốn tiến vào top 3 thì luận võ ngày mai vô cùng trọng yếu. Rất có thể các người sẽ phải liên tục đánh 2 trận. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn về phía hai người Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng rồi nói. Cha, thế này cũng không phải là quá khó, thực lực của bọn họ tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng con cảm giác, nếu như muốn tiến vào top 5 không thành vấn đề. Vân Hồng Lăng khẽ cười nói. Hồng Lăng, con không được sợ ý. 14 người còn lại không thể nghi ngờ đều là kẻ có thực lực cực mạnh, có thể ai cũng có con bài chưa lật của mình. Vòng thứ 3 ngày mai mới thực lực là bạo phát triệt để, nhất định phải cẩn thận. Cha, con biết rồi. Vân Hồng Lăng lè lưỡi nói. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, 14 người hiện tại không phải là thứ đèn cạn dầu. Lục Lâm Thiên, vòng thứ 3 sắp tới ngươi có nắm chắc không? Vân Khiếu Thiên lại hỏi Lục Lâm Thiên. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Lục Lâm Thiên mỉm cười, có thể tiến vào top 5 hay không Lục Lâm Thiên cũng không biết. Chủ yếu là vận khí phải tốt một chút mới được, nếu như vận khí không tốt gặp phải cường giả vậy thì khó nói. Hai người các ngươi đều về phòng điều thức đi, ngày mai nhất định phải chú ý. Vân Khiếu Thiên nói xong. Lần thứ hai lấy ra hai viên đan dược ngũ phẩm đưa cho hai người. Sau khi trở lại phòng của mình, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, Bạch Linh Hàn huyên một lát mới bắt đầu điều tức. Vòng thứ 3 ngày mai thực lực đối thủ của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, phải bảo trì trạng thái tốt nhất mới có hy vọng chiến thắng. Trong một chỗ tinh xảo ở thành Thiên Kiếm, có một đình viện có chút cổ xưa lúc này có mấy đạo thân ảnh đang ở trong đó, mà mấy đạo thân ảnh này chính là trưởng môn cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Tông. Còn có Cổ Phong trưởng lão, Sử trưởng lão, Hồng Bào trưởng lão, mặt khác còn mấy lão giả khác ngồi đó, từ khí tức mà phán đoán có lẽ cũng là cấp bậc trưởng lão của Thiên Kiếm Môn. Trừ bọn họ ra lúc này còn có một thân ảnh màu tím, khí chất cao quý chính là Nguyên Nhược Lan còn có một thanh niên mặc hắc y ở trong đó. Nhược Lan, hai ngày qua con có nhìn thấy ai có thể tạo thành uy hiếp tới con hay không? Trong phòng, Cổ Kiếm Phong hỏi. Sư phụ! Từ thực lực bọn họ thể hiện ra bên ngoài hai ngày nay đệ tử cảm thấy không có ai có thể uy hiếp được đệ tử. Nguyên Nhược Lan nói, vòng thứ 3 ngày mai phải cẩn thận một chút, nếu như không cần thiết thì cố gắng không được bại lộ thực lực chân chính của con. Cổ Kiếm Phong nói, đệ tử hiểu rồi. Nguyên Nhược Lan đáp, tinh quang trong mắt chợt lóe. Nhược Lan chính là đệ tử ngàn năm khó gặp của Thiên Kiếm Môn chúng ta. Chúng ta phong tỏa tin tức vài chục năm chỉ chờ vào lần đại hội tam tông tứ môn này, tin tưởng tới lúc đó, thực lực của nó sẽ khiến cho mọi người giật mình. Vẻ mặt của Cố Phong trưởng lão lúc này không khỏi hiện lên tiêu ý. Đúng thế, thiên phú như vậy 155 trở lại đây, hơn 10 lần đại hội tam tông tứ môn cũng chính là đệ nhất. Sử trưởng lão cười nói. Ban đêm, trong thành Thiên Kiếm lại giống như ban ngày. Khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt. Người trong thành, người thì ở tử quán, người thì ở tử điếm bình dân, đều không ngừng nói chuyện về đại hội tam tông tứ môn. Vòng thứ 3 vào ngày mai chính là tâm điểm nghị luận của mọi người. Có đôi khi ý kiến không đồng nhất thức thì lớn tiếng đối đáp, vỗ bàn đứng dậy khắp nơi đều có. Coi như là vung tay đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Về phần chuyện đàm luận đương nhiên còn có cuộc chiến ban ngày của những đệ tử nằm trong top 14 đó. Không ít vũ giả trong thành hiện tại nước bọt văng tung tóe, không ngừng hăng hái vung tay kể lại như chính mình đang giao thủ trên vũ đài vậy. Náo nhiệt như vậy cứ thế trôi qua. Một đêm kết thúc,
ánh bình minh bắt đầu thay thế màn đêm, mà dòng người lúc này cũng bắt đầu đổ về phía diễn vũ trường. Hôm nay chỉ chọn ra 5 người cho nên mọi người cực kỳ chờ mong, không biết là ai sẽ tiến vào vòng trong, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Con đường dẫn tới diễn võ trường lúc này chật như nêm, những đệ tử tuần tra của Thiên Kiếm Thành mấy ngày nay cảm giác mệt muốn chết. Có những đệ tử thậm chí vài ngày không ngủ. Diễn võ trường có thể chứa được 100 vạn người, thế nhưng số người trong Thiên Kiếm Thành hiện tại chỉ sợ đã tăng lên tới con số hàng ức. Trên trời cao, màn đêm biến mất, mấy ngôi sao vẫn đang lơ lửng trên bầu trời lưu luyến chưa muốn rời đi. Cơn gió khẽ thổi qua khiến cho mọi người phía dưới cảm thấy thoải mái. Một lát sau toàn bộ Thiên Kiếm Thành được ánh sáng mặt trời nhu hòa bao phủ. Nhân số trên diễn võ trường của Thiên Kiếm Thành lúc này không ngừng tăng lên, ngay từ đầu vào trong chỉ mất 20 kim tệ, vòng thứ 2 mất 50 kim tệ, về phần vòng thứ 3 ngày hôm nay muốn đi vào xem mất tới 80 kim tệ. 80 kim tệ, đối với người thường mà nói đó chính là một số tiền lớn, thế nhưng những người tiến vào diễn võ trường đều là vũ giả, linh giả, 80 kim tệ cũng không phải là con số lớn, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy đắt. Trên 100 vạn người vây quanh xem, một người 80 kim tệ, một vòng đấu xong chỉ sợ riêng tiền phí thu vào cửa cũng 600 ngàn vạn, huống chi vị trí gần võ đài nhất ngoại trừ cấp cho một số thế lực khác ngoài Tam Tông Tứ Môn ra cũng bán ra ngoài. Những người khác muốn ngồi chỗ này phí vào xem cũng là một ức kim tệ, đây mới chính là chỗ thu tiền tốt nhất của Thiên Kiếm Môn trong khoảng thời gian này. Phù! Thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể, Lục Lâm Thiên mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, vòng thứ 3 ngày hôm nay đã sắp bắt đầu. Mang theo Tiểu Long và Bạch Linh Thu nhỏ thân thể đi ra khỏi phòng, lúc này mọi người trong Vân Dương Tông cũng thấy trên vai của Lục Lâm Thiên có Tiểu Long và Bạch Linh, thế nhưng bọn họ chỉ biết Tiểu Long vô cùng cường hãn mà thôi cũng không biết Bạch Linh ra sao. Mà đối với Tiểu Long, Vân Khiếu Thiên không ngừng quan sát, có vẻ vô cùng hiếu ý với nó. Tiểu Tặc, hôm nay nhất định phải tiến vào top 5 đấy. Vân Hồng Lăng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, quần áo che hết đường cong mê người. Khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác gần đây vóc dáng của cô gái nhỏ Vân Hồng Lăng này dương như tốt lên không ít, nếu như nàng chịu ăn mặc như Lam Linh phỏng chừng còn mê hoặc hơn nhiều nha. Nàng cũng vậy, nhớ phải thận trọng không được khinh địch. Lục Lâm Thiên nói, tiến vào top 5 không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy rằng hắn biết Vân Hồng Lăng còn có con bài chưa lật, thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi có chút lo lắng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Khiếu Thiên nói. Hắn có thể nhìn ra được vẻ mặt vô cùng lo lắng của những trưởng lão trong Vân Dương Tông. Muốn tiến vào top 3 thì nhất định phải tiến vào top 5. Mà tiến vào top 5 tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, mà bọn họ cũng không có điểm gì chắc chắn cả. Sáng sớm mỗi ngày đều có một đầu yêu thú phi hành của Thiên Kiếm Tông tới đây chở mọi người tới thành Thiên Kiếm. Khi Lục Lâm Thiên đi tới diễn võ trường thì bốn phía đã đông nghịt. Theo sự xuất hiện của các đệ trong top 14 trong đám người lập tức vang lên tiếng gào thét ầm ĩ. Lúc này, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, trong đám người rốt cuộc đã nghe thấy tên hắn, dường như lúc này hắn cũng đã có không ít người ủng hộ. Sau hai vòng đấu, mọi người đối với quy tắc của đại hội đã hiểu vô cùng rõ ràng. Khi toàn bộ 14 người đứng trên diễn võ trường thì Hồng Bào trưởng lão kia cũng đã xuất hiện chủ trì đại hội. Đông. Sau một tiếng chuông. Tức thì chung quanh diễn võ trường lập tức yên tĩnh lại. Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói một số quy tắc trong ngày hôm nay. Sau một vòng đấu còn lại 7 người thì có 4 người phải rút thăm phân chia cao thấp tiếp. Vòng thứ 3 này cũng lại dùng phương pháp có chút công bằng chính là rút thăm quyết định đối thủ. Lúc này trên khu vực số 28 của diễn võ trường đã chia làm 7 chỗ khác nhau, mỗi một chỗ đều được dựng lên một võ đài. Số 2. Nhìn ngọc bài trong tay. Lục Lâm Thiên mỉm cười thầm nói, không biết đối thủ của hắn ở vòng này là ai. Tiểu Tặc, ta là số 3, ngươi là số mấy? Vân Hồng Lăng tay cầm ngọc bài đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Số 2. Lục Lâm Thiên đáp. Chúng ta phải cùng nhau tiến vào top 5. Vân Hồng Lăng mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ khiến cho mấy nam đệ tử chung quanh nhìn đến thất thần. Khi Lục Lâm Thiên chạy tới khu vực số 2 thì một thanh niên mặc áo bào màu xanh đã đứng ở đó rồi. Vũ tướng tứ trọng. Nhìn thanh niên trước mắt này Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu mày. Người này Lục Lâm Thiên biết, hắn chính là đệ tử của Huyền Hồn Môn, thực lực vũ tướng tứ trọng. So với Hàn Phong bài danh thứ 3 trên long bảng của Vân Dương Tông, khuất đao tuyệt đều mạnh hơn nhiều.
có lẽ phải thi triển một ít con bài chưa lật. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, bằng vào thực lực bình thường của bản thân muốn chống lại vũ tướng tam trọng đã vô cùng khó khăn, lúc này lại phải đối mặt với vũ tướng tứ trọng, không thi triển một ít con bài chưa lật thì rất khó có thể vượt qua. Đông, tiếng chuông vang lên, thi đấu vòng thứ 3 chính thức bắt đầu. Trong khu vực số 2 lúc này hai đối thủ đang nhìn nhau, không ngừng đánh giá đối phương. Không ai sốt ruột xuất thủ cả, tới vòng thứ 3 này không một ai dám sơ ý. Vân Tông Chủ, vũ giả tam hệ Lục Lâm Thiên của Vân Dương Tông ngươi không ngờ lại đụng phải Xài Thanh Nhân tuyển trưởng môn của Huyễn Hồn Môn A. Vận khí của hắn quả thực không tốt chút nào. Vi Bang Ngạn của Quy Nguyên Môn nhíu mày nói với Vân Khiếu Thiên ở bên cạnh. Vũ tướng tứ trọng, đệ tử trẻ tuổi của Huyễn Hồn Môn quả thực là bất phàm. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, đối phương là vũ tướng tứ trọng, Lục Lâm Thiên cho dù mạnh thế nào đi nữa cũng chỉ là vũ tướng nhất trọng mà thôi, tu vi chênh lệch quá lớn. Hắc hắc, Vân Tông Chủ, Lục Lâm Thiên của các ngươi cũng coi như là rất mạnh rồi, vũ giả tam hệ nha, cho hắn thời gian phát triển tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhâm Trường Thanh, trưởng môn của Huyễn Hồn Môn cười nói. Một đệ tử cực mạnh trong môn phái hắn đối phó với một vũ tướng nhất trọng, tuy rằng đó là vũ giả tam hệ, thế nhưng cũng không có khả năng chống lại vũ tướng tứ trọng. Lẽ nào Nhâm trưởng môn cho rằng đệ tử của ngươi đã nắm chắc chiến thắng? Vân Khiếu Thiên nói, tuy rằng trong lòng hắn lo lắng, thế nhưng trên phương diện mặt mũi tuyệt đối không thể để thua thiệt được. Đúng vậy. Nhâm Trường Thanh mỉm cười, ánh mắt không có chút ý tốt nào nói. Vân Tông Chủ đối với đệ tử của mình tự tin vậy tại sao chúng ta không đánh cược một ván? Nếu như Xài Thanh của chúng ta thua ta sẽ đưa cho Vân Tông Chủ một bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Nếu như Lục Lâm Thiên của Vân Tông Chủ thua vậy ngươi cũng mất một bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Vân Tông Chủ, ngươi có dám không? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên lóe lên, không nghĩ tới bản thân lại bị Nhâm Trường Thanh này khiêu khích. Xem ra Nhâm Trường Thanh này đối với Xài Thanh có tự tin vô cùng lớn. Tuy rằng hắn ôm hy vọng vô cùng lớn với Lục Lâm Thiên, thế nhưng trước mặt một vũ tướng tứ trọng, nếu như vũ tướng nhất trọng muốn thắng lợi trừ khi phải thi triển một ít con bài chưa lật. Vân Tông Chủ, người thực sự không dám sao? Nhìn thấy sắc mặt biến hóa của Vân Khiếu Thiên, Nhâm Trường Thanh lập tức cười nói. Chỉ là một bộ vũ khí huyền cấp cao giai nho họ mà thôi, có gì không dám? Vân Khiếu Thiên nói. Vân Mỗ sẽ bồi tiếp Nhâm Trường Môn. Vân Tông Chủ, Nhâm Trường Môn, các ngươi náo nhiệt như vậy không nên bỏ ta lại đằng sau chứ, ta cũng tới. Từ biểu hiện hiện tại dường như Xài Thanh có cơ hội lớn giành chiến thắng nha. Ta đặt cho Xài Thanh. Xuân Ngạc của Vạn Thú Tông lúc này nói. Ta cũng đặt một ván, trợ hứng cho mọi người, ta đặt Xài Thanh thắng. Không có lý nào bỏ ta lại phía sau nha, ta cũng đặt Xài Thanh thắng. Trong nháy mắt, sáu sơn môn khác trong Tam Tông tứ môn gồm Cổ Kiếm Phong, Vi Bang Ngạn, Âu Dương Huyền Anh, Chu Hoành Sa đều yêu cầu tham dự, loại chuyện tình chiếm tiện nghi của kẻ khác thế này bọn họ sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Cái này, Vân Khiếu Thiên thầm mắng trong lòng không ngớt. Đám cáo giả này đều là kẻ thành tinh, ở nơi nào có lợi sẽ lập tức bù tới. Tới mức độ này hắn lại không thể cự tuyệt, biết rõ không nắm chắc chiến thắng nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Được, Vân Mỗ bồi tiếp các vị lần này. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói, ánh mắt lập tức chuyển về phía Lục Lâm Thiên và Xài Thanh. Trong lòng cũng chỉ có thầm cầu khẩn Lục Lâm Thiên không được thua Xài Thanh, bằng không trong một lúc thua 6 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Chảy máu rất lớn đó nha. Đồ đệ bảo bối, ngươi không được thua. Vũ Ngọc Tiền nghe thấy Vân Khiếu Thiên và các sơn môn khác đặt cược, nhất thời lẩm bẩm nói. Lúc này, bởi vì liên quan tới tiền đặt cược, hầu như các cường giả của các sơn môn tông phái khác đều nhìn về phía hai người Lục Lâm Thiên và Xài Thanh. Phanh phanh. Lúc này trên diễn võ trường đã có không ít người giao thủ với nhau. Tiếng binh khí va chạm trong nháy mắt truyền tới. Vũ tướng nhất trọng lại có thể tiến vào vòng 3, quả thực ngươi vô cùng may mắn. Nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, thanh niên mặc áo bào màu xanh nói. Ngươi cũng như vậy. Lục Lâm Thiên đáp, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đối mặt với vũ tướng tứ trọng, Lục Lâm Thiên không dám có một chút sơ ý nào. Ngươi ra tay trước đi. Thanh niên áo xanh nói xong, một cây trường côn màu đỏ lập tức xuất hiện. Tay cánh tay hắn vung lên, trường côn rơi xuống mặt đất, một cỗ kình phong tỏa ra chung quanh khiến cho bụi bặm dưới mặt đất bị thổi bay, trên mặt đất có những khe nhỏ lan tràn.
Minh khí của thanh niên áo xanh kia xuất hiện, quanh thân hắn có một tầng quang cháo màu đỏ bao phủ chắc quanh, khiến cho không gian lắc lư gợn sóng, bộc phát ra khí thế hung hãn. Trong không gian lúc này có một cỗ khí thế áp bách tràn ra khiến cho vô hình trung Lục Lâm Thiên bị áp chết. Cảm giác được cỗ khí thế này của Sài Thanh, Vân Khiếu Thiên không khỏi nhíu mày, trên long bảng của Vân Dương Tông cũng không có ai có được khí thế như vậy. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thanh niên áo xanh trước mặt này, một cỗ chân khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, hắn nói. Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt này thân thể bắn về phía trước giống như một mũi tên rời cung, tốc độ cực nhanh, khiến cho những người xem chỉ thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Thiên thủ liệt cương ấn. Không có bất luận chiêu thức thăm dò nào, Lục Lâm Thiên trực tiếp thi triển vũ khí hoàng cấp cao giai thiên thủ liệt cương ấn, thực lực đối phương đã không cần thử nữa, tuyệt đối khiến cho hắn phải toàn lực ứng phó. Trên trưởng ấn lúc này có vô số năng lượng thổ hệ nhanh chóng hội tụ, trưởng ấn phóng lên cao, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo trưởng ấn không rõ ràng, đem theo từng đạo tàn ảnh liên miên trong nháy mắt đánh về thanh niên mặc áo xanh kia. Lúc này ánh mắt thanh niên áo xanh mở ra, trường côn màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, từng đạo côn ảnh hiện lên trong không trung, côn ảnh xuất hiện, không gian dường như bị hỏa diễm thiêu đốt qua, khí tức nóng bỏng tức thì khuếch tán ra bốn phía. Cuối cùng quỹ tích côn ảnh đột nhiên biến đổi, nhanh chóng xoay mang theo kình khí mạnh mẽ trong nháy mắt bắn thẳng về phía trưởng ấn của Lục Lâm Thiên. Không nghĩ tới Sài Thanh đã tu luyện thiên trọng hỏa ảnh côn của huyễn hồn môn tới mức này rồi, quả thực vô cùng tinh diệu. Không đơn giản đâu, công pháp này chính là vũ khí hoàng cấp cao giai, hầu như tiếp cận với vũ khí huyền cấp sơ giai. Vũ khí Lục Lâm Thiên thi triển dường như cũng là vũ khí hoàng cấp cao giai, cũng tu luyện tới mức độ thâm bất khả chắc. Trên khán đài, chúng cường giả không ngừng nghị luận, đối với chiêu số hai người thi triển ra trong lòng không khỏi tán tưởng. Siêu! Trong nháy mắt công kích của hai người giống như lưu tinh va chạm với nhau, không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, trực tiếp va chạm với nhau tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra. Phanh phanh! Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một cỗ kình khí cuồng bạo khuếch tán trên không trung. Hai thân ảnh lại lao tới, côn ảnh tung bay, trường ấn trùng điệp. Nhất thời khiến cho tia lửa bắn tứ tung, năng lượng cường hãn khiến cho không gian gợn sóng. Kình phong sắc bén xé rách không khí mang theo tiếng rít gào khiến cho màng nhĩ của những người đứng xem có cảm giác đau đớn. Siêu! Trên côn ảnh lúc này bằng mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt đột nhiên hiện lên 10 đạo côn ảnh, khí tức nóng bỏng tạo thành 10 đạo vòng cung giữa không trung. Trường ấn tung bay lúc này cũng tạo ra từng đạo trường ấn, khí thế phô thiên cái địa đánh xuống. Đám người gần đó dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn hai thân ảnh đang giao chiến trong khu vực số 2. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy tia lửa bắn ra mà thôi, còn có côn ảnh đỏ rực cùng với trưởng ấn sáng láng mang theo khí tức thổ hệ. Phanh! Mạnh mẽ va chạm, thời gian cũng không đến 5 tức, hai đạo lực lượng mạnh mẽ nổ tung, hai đạo thân ảnh chợt phân ra. Khục khục! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lảo đảo lui về phía sau hơn 10 bước mới có thể đứng vững. Hai tay có chút tê dại. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn một ngụm máu, dáng vẻ lúc này vô cùng chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt. Góc áo của hắn còn bị hỏa diễm của đối phương đốt mất một đoạn, mùi khét tỏa ra. Kịch! Thanh niên áo xanh của huyễn hồn môn lúc này chỉ lùi lại hai bước, khí tức vẫn mạnh mẽ ổn định, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Vũ tướng tứ trọng quả thực khó đối phó. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, cố gắng áp chế chân khí cuồng loạn trong cơ thể. Dưới tình huống không bố trí thanh linh khải giáp hắn không thể phòng ngự lực công kích của đối phương. Xem ra Lục Lâm Thiên này tuy rằng không đơn giản, thế nhưng thực lực lại quá thấp, chung quy không chống lại được vũ tướng tứ trọng. Trên khán đài, chúng cường giả khẽ cười nói, nếu như Lục Lâm Thiên thua bọn họ có thể kiếm được một bộ vũ khí huyền cấp cao giai, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, sắc mặt ngưng trọng thầm nghĩ. Lục Lâm Thiên! Ngươi cũng nên thi triển mấy con bài chưa lật đi chứ. Các hạ, ngươi chịu thua đi thôi. Thanh niên áo xanh mỉm cười, đấu với đối thủ trước mắt này kết quả hắn đã dự đoán trước. Cho nên không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Thanh âm vừa dứt, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trường côn trong tay không ngừng huy động, khiến cho không gian gợn sóng, hung hăng đánh về phía trước. Khí thế một kích này dường như còn mạnh hơn trước.
Trong suy nghĩ của thanh niên áo xanh này, đối phương chỉ là vũ tướng nhất trọng, tiếp một chiêu của hắn đã trọng thương, căn bản không thể tiếp được chiêu này của hắn nữa. Mà lúc này, nhìn côn ảnh nóng bỏng cường hãn tiến tới, Lục Lâm Thiên cũng có chút ngưng trọng. Một kích của vũ tướng tứ trọng, nếu như hắn không dùng một chút thủ đoạn sẽ không thể chống lại được. Mà hiện tại Lục Lâm Thiên hiểu rõ, nếu như hắn thi triển thanh linh khải giáp không phải là không có cơ hội chống lại vũ tướng tứ trọng, thế nhưng hắn lại muốn đánh bại đối phương chứ không phải là thủ hòa. Thi triển con bài chưa lật. Suy tư một lát, Lục Lâm Thiên nhanh chóng quyết định, thủ ấn trong tay đột nhiên xuất hiện. Hư linh huyễn ấn. Ngay khi côn ảnh xé không đi tới vị trí cách hắn 10 thước, miệng Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt này, một đạo ánh mắt quỷ dị bắn về phía trước đem theo lực lượng vô hình mà quỷ dị bao phủ chung quanh. Lực lượng này dường như tỏa ra trong không khí, xuyên thấu côn ảnh mà tới, bao phủ ở chung quanh. Nhìn vào ánh mắt của Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt thân thể thanh niên áo xanh này run lên. Một cỗ lực lượng quỷ dị nhanh chóng tiến vào trong đầu hắn. Đúng lúc này, linh vũ phối hợp hoàn mỹ, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lại biến đổi, sắc mặt trầm xuống, tay trái đánh ra một chưởng, tay phải xuất hiện một vòng xoáy. Phong quyển tàn vân, thiên thủ liệt cương ấn. Một cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ khí thế phô thiên cái địa bạo phát, tản ra lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt hội tụ tại trưởng ấn, một đạo trưởng ấn màu vàng lập tức bắn lên cao. Mà đạo trưởng ấn cuồng bạo này trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh hư ảo, lấy xu thế trùng trùng điệp điệp va chạm với côn ảnh. Hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho không gian gấp khúc. Lập tức từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong không trung, kinh khí cuồng bạo khuếch tán ra chắc quanh. Phanh phanh phanh. Âm bạo liên tiếp vang lên trên không trung, năng lượng cuồng bạo trên bầu trời va chạm, đồng thời thanh niên áo xanh lúc này gây ra như phóng, bị linh lực công kích khiến hắn đình trệ trong thời gian ngắn. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trưởng ấn và côn ảnh trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Mà một vòng xoáy mang theo khí tức cuồng bạo giống như một cơn lốc đánh về phía thanh niên áo xanh kia. Chờ tới khi thanh niên mặc áo xanh kia phục hồi tinh thần lại thì vẻ mặt đột nhiên đại biến. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho trong lòng hắn kinh hãi. Trong đầu lúc này u mê rồi lập tức mất đi tri giác, mà chỉ trong một chớp mắt mà thôi mọi thứ đã thay đổi. Trong khoảnh khắc này, thanh niên áo xanh phục hồi tinh thần lại, thế nhưng bản thân hắn đã ở trong dòng xoáy kinh khủng này, lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh xuống. Công kích thật quỷ dị. Vân Tông Chủ, Lục Lâm Thiên thi triển vũ kỹ gì của Vân Dương Tông các ngươi? Không ngờ lại quỷ dị như vậy. Dường như giống như công kích linh hồn, vũ giả thi triển công kích bằng linh hồn, dường như không có khả năng nha. Lúc này nhìn thấy biến cố xảy ra trong sân, sắc mặt chúng cường giả đột nhiên đại biến. Không xong, phiền phức lớn rồi. Sắc mặt Cổ Kiếm Phong kinh ngạc nói. Vòng xoáy cuồng bạo giống như một cơn lốc nổ tung, hơn nữa lại còn thiên thủ liệt cương ấn trọng điệp khiến cho không trung rung động, một tiếng nổ đinh tai nhức óc hiện lên. Phanh, phanh. Toàn độ không gian chấn động, lực lượng cuồng bạo tới cực hạn khuếch tán. Trong kình khí cuồng bạo này không gian dường như dừng lại trong một thời gian ngắn. Siêu! Chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên hóa thành dòng xoáy, lập tức thi triển phù quang lược ảnh trong nháy mắt phi tới bên người thanh niên áo xanh vũ tướng tứ trọng kia, trong tay hắn xuất hiện từng đạo tàn ảnh trưởng ấn hội tụ lập tức hóa thành một đạo trưởng ấn hung hăng đánh vào ngực người thanh niên kia. Với đan điền khổng lồ cùng với kinh mạch dày rộng, hơn nữa lại có vũ đan ngũ sắc, tất cả công kích đều được tăng cường vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng dưới sự thi triển của Lục Lâm Thiên lại lưu loát liền mạch giống như là hành văn vậy. Tới một trình độ vô cùng hoàn mỹ. Khục khục. Một đạo trưởng ấn đánh vào ngực thanh niên áo xanh, công kích liên tiếp đã sớm đánh tan phòng ngự của thanh niên áo xanh này. Lúc này lại bị một trưởng của Lục Lâm Thiên đánh vào ngực, lập tức miệng phun ra một ngụm máu, thân thể bị đánh bay về phía sau mấy chục thước, rơi xuống mặt đất. Khục khục, lại một ngụm máu được phun ra, thanh niên áo xanh chật vật cố gắng đứng lên, trong hai mắt lúc này hiện lên sự kinh hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Còn muốn tái chiến không? Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên áo xanh nói. Ta thua. Thanh niên áo xanh sắc mặt tái nhợt có chút uể oải nói. Vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, hiện tại nhớ lại dường như hắn vẫn không thể tin tưởng, không ngờ hắn lại thua, còn thua ở trong tay vũ tướng nhất trọng. Phù. Nghe thấy đối phương chịu thua, Lục Lâm Thiên thu hồi chân khí, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, công kích liên tiếp vừa rồi không cần nói cũng biết,
tiêu hao vô cùng lớn. Chỉ sợ cũng chỉ có Lục Lâm Thiên mới có thể chịu được tiêu hao liên tiếp như vậy. Ha ha, hảo tiểu tử, hay lắm. Trên khán đài, một tiếng cười chói tai vang lên, chính là Vũ Ngọc Tiền, Vũ trưởng lão. Lúc này vị trưởng lão này không ngừng vỗ đùi mình cười ha hả. Vũ trưởng lão, người vui vẻ kích động như vậy ta hiểu được. Thế nhưng đừng có quá trớn như vậy chứ. Tống trưởng lão nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên ở dưới không khỏi có chút kích động. Ta quá trớn có quan hệ gì với ngươi? Vũ trưởng lão quay đầu lại nói. Bởi vì ngươi là một tên giám thí, kích động đến nỗi vỗ đùi ta. Tống trưởng lão nói. Hắc hắc, có chút kích động mà thôi, lần sau ta sẽ chú ý. Vũ trưởng lão cười hắc hắc, vừa rồi có chút kích động, không nghĩ tới lại đánh vào đùi tống trưởng lão, thảo nào vừa rồi hắn không cảm thấy đau. Hảo tiểu tử, quả nhiên còn có một ít con bài chưa lật. Vân Khiếu Thiên âm thầm cười nói. Một vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ tướng tứ trọng, tuy rằng là vũ giả tam hệ thế nhưng cũng quá kinh khủng nha. Đặc biệt là một đạo công kích quỷ dị vừa rồi, Sài Thanh dường như thua là bởi vì đạo công kích kia. Một chúng cường giả không ngừng sợ hãi than, Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Đệ tử mạnh nhất trong tông môn mình ngay cả một vũ tướng nhất trọng của Vân Dương Tông không ngờ cũng không đánh lại được, tâm tình hiện tại của hắn vô cùng xấu. Vân Tông Chủ, đạo công kích quỷ dị Lục Lâm Thiên vừa mới thi triển là vũ kỹ gì của Vân Dương Tông các ngươi vậy? Uy lực không kém nha. Cổ Kiếm Phong quay về phía Vân Khiếu Thiên kinh ngạc hỏi. Bí mật. Vân Khiếu Thiên thầm nghĩ trong lòng, các ngươi muốn biết sao? Ta còn muốn biết hơn đây. Hắn lại lập tức biến sắc. Cười hắc hắc không chút khách khí nói. Hắc hắc, các vị trưởng môn, đã cá cược thì phải chấp nhận chịu thua, mỗi người một bộ vũ khí huyền giao cao cấp. Vân Tông Chủ, người quả thực không khách khí một chút nào. Cổ Kiếm Phong bất đắc dĩ cười, làm chủ nhà, đương nhiên hắn sẽ không tiếc một bộ vũ khí huyền cấp cao giai, lập tức từ trong tay áo móc ra một ngọc giản giao cho Vân Khiếu Thiên. Ai? Các đại trưởng môn thở dài một tiếng, vốn tưởng có thể chiếm một chút tiện nghi. Không ngờ lại thua một bộ vũ khí huyền cấp cao giai, đối với bọn họ mà nói giá trị của nó không cao, thế nhưng nói thấp cũng tuyệt không thấp. Các trưởng môn sau khi móc ngọc giản trong người ra đưa cho Vân Khiếu Thiên đều trừng mắt nhìn Nhâm Trường Thanh, ý tứ trong đó vô cùng rõ ràng, đều trách đệ tử của Nhâm Trường Thanh quá kém cỏi, vũ tướng tứ trọng lại thua vũ tướng nhất trọng. Bị mọi người trừng mắt, Nhâm Trường Thanh không thể làm gì khác hơn. Đại hội lần này toàn quân thất thủ. Hắn cũng thua một bộ vũ khí huyền cấp cao giai, hắn đi tìm ai mà trừng mắt đây. Chư vị trưởng môn, đa tạ, ha ha. Tâm tình của Vân Khiếu Thiên hiện tại vô cùng tốt, thắng 6 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, loại chuyện tốt như vậy quả thực khó kiếm được. Giữ đài, Lục Lâm Thiên sau khi thắng lợi lập tức nhìn về phía khu vực số 3. Lúc này Vân Hồng Lăng trong khu vực số 3, thân thể mềm mại tạo thành những đạo tàn ảnh. Trường tiên trong tay giống như một đầu dao long đang bay lượn không ngừng bao phủ quanh thân thể một người thanh niên có tu vi vũ tướng tam trọng của Địa Linh Tông. Sắc mặt người thanh niên kia biến sắc liên tục, binh khí trong tay mang theo khí thế khai sơn tích địa tạo thành những đạo tàn ảnh không ngừng dây dưa với những đạo tiên ảnh trên không trung. Phá! Lúc này, đại phủ trong tay người thanh niên kia đột nhiên bổ xuống, quang mang bắn ra. Đạo quang mang này vô cùng quỷ dị. Đột nhiên tiến vào phía trước rồi tỏa ra chung quanh, giống như một kiếm chém ngang thiên địa khiến cho không gian vang lên tiếng rít gào chói tai. Quang mang bổ ra, giống như là mang theo lực lượng khai sơn trực tiếp bổ một bổ về phía đám tiên ảnh trên bầu trời. Cũng vào lúc thanh niên bổ ra một phủ đánh vào tiên ảnh thì thân thể của Vân Hồng Lăng trước mặt hắn đột nhiên biến mất. Hai mắt người thanh niên này đột nhiên co lại, quang mang dưới chân nhanh chóng xuất hiện, chân khí bắn ra, thân hình nhanh chóng thối lui. Thế nhưng lúc này đã muộn rồi. Ngay trong khoảnh khắc này, một thân ảnh xinh đẹp hiện lên. Thân thể như quỷ dị xuất hiện trước người hắn, đem theo một đạo trưởng ấn màu trắng vô thanh vô tức xuất hiện, cuối cùng đánh vào thân thể hắn. Tất cả chuyện này xảy ra vô cùng nhanh chóng, ngoại trừ một số ít người ra căn bản không có nhiều người có thể thấy rõ cảnh tượng này, bởi vì tốc độ quá nhanh. Phanh! Trong nháy mắt, trưởng ấn đánh xuống, đại phủ trong tay người thanh niên kia trong nháy mắt vỡ tan. Thân thể lảo đảo lui về phía sau vài bước. Khục khục, thanh niên áo xanh này phun ra một ngụm máu, lập tức đặt mông ngồi xuống mặt đất, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Ta thua,
Thanh niên này nhìn Vân Hồng Lăng nói, lúc này quả thực hắn đã không còn lực để tái chiến. Tốt! Một màn này khiến cho tạ trưởng lão trên khán đài không hỏi hô lên một tiếng tốt. Hai người còn lại của Vân Dương Tông lúc này đã tiến vào top 7 rồi. Khi Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn tới khu vực khác, lúc này cũng đã có kết quả rồi. Đông! Một tiếng chuông lại vang lên. Trên khán đài lập tức xuất hiện đám người trưởng môn Quy Nguyên môn Vi Băng Ngạn, trưởng môn Huyền Sơn môn đứng dậy trợ giúp. Trưởng môn Huyền Sơn môn Nhâm Trường Thanh lúc này có chút bất đắc dĩ đứng lên. Môn hạ đệ tử của bọn họ ngay cả top 7 cũng không tiến vào được. Thanh âm của trưởng lão Thiên Kiếm Tông Hồng Bào vang lên. Người thắng lưu lại, người thua rời khỏi. 7 đệ tử bị thua có chút bất đắc dĩ cùng với thất vọng lùi về phía sau. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này rơi vào 5 người còn lại. Trong 7 người còn lại, ngoại trừ Vân Hồng Lăng, Nguyên Nhược Lan, Lam Linh Gia thì còn có 3 người khác. Lục Lâm Thiên cũng biết đó là một thanh niên mặc hắc y của Thiên Kiếm Môn. Có chút kỳ lạ đó là lưng hắn không đeo trường kiếm. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng phát hiện ra không ngờ hắn lại là linh giả. Người thứ hai là một nữ tử xinh đẹp của Địa Linh Tông, nhìn kỹ thì thấy dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, hai hàng lông mi thon dài, nhìn qua vô cùng thanh tú, quyến rũ. Mà sau khi thấy khí tức của nữ tử này Lục Lâm Thiên không khỏi kinh ngạc. Nàng cũng là một linh giả, khí tức còn trên triệu kình hải. Là linh tướng tứ trọng. Người cuối cùng chính là người mà Lục Lâm Thiên cảm thấy tò mò nhất chính là một thanh niên trên mặt mang một tấm vải màu trắng. Không biết là người của thế lực nào, không ngờ có thể vượt qua 3 vòng đánh bại đệ tử của Tam Tông Tứ Môn tiến vào top 7, quả thực không hề dễ dàng. Người này không hề đơn giản. Lục Lâm Thiên mơ hồ có cảm giác, Nguyên Nhược Lan kia và người thanh niên này tuyệt đối là kình địch của hắn. 7 người các ngươi lần thứ 2 giúp thăm chọn ra 4 người xác định top 5. Nhưng hiện tại trước tiên 7 người các ngươi tiến lên nhận vũ khí huyền cấp sơ giai đi. Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói. 7 người tiến lên nhận lấy vũ khí huyền cấp sơ giai. Lục Lâm Thiên, khá lắm. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên một lần nữa tiến lên nhận vũ khí huyền cấp sơ giai, Hồng Bào trưởng lão mỉm cười, vẻ mặt vô cùng tán thưởng. Sau khi 7 người nhận được vũ khí huyền cấp sơ giai thì có một hộ pháp của Thiên Kiếm Tông lập tức mang một chiếc hộp đến. Trong này có 7 khối ngọc bài, trong đó có 2 khối số 1, 2 khối số 2, 3 khối còn lại chính là ngọc bài trống. Người nào rút được số 1 số 2 thì phải lên đài, 3 người còn lại được nghỉ. Hồng Bào trưởng lão nói. Trưởng lão, nếu như lại thắng lợi, còn có thể nhận được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai hay không? Thanh âm của Hồng Bào trưởng lão vừa dứt thì một thanh âm khác truyền tới. Loại câu hỏi này ngoại trừ Lục Lâm Thiên ra đương nhiên cũng sẽ không còn ai khác. Đương nhiên là có. Hồng Bào trưởng lão mỉm cười, nhìn về phía Lục Lâm Thiên hỏi. Ngươi còn vấn đề gì khác không? Không còn nữa. Lục Lâm Thiên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, nếu như lại có thể thu được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai coi như phải giành vào tay. Ở đây có thể dễ dàng nhận được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai thế nhưng ở bên ngoài lại không dễ dàng như vậy. Loại ý nghĩ như ở trong này dễ kiếm được vũ khí huyền cấp sơ giai như Lục Lâm Thiên nếu như bị những kẻ tham gia đại hội khác biết được nhất định sẽ phiền muộn không ngớt. Luận võ ở đây chỉ sợ không có mấy ai có thể tự tin mình sẽ vượt được ải. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, 6 người còn lại lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên. 7 người lập tức tiến tới trước mặt vị hộ pháp của Thiên Kiếm Môn móc ra một ngọn giản cho riêng mình. Lục Lâm Thiên xòe tay ra thì thấy bên trong ngọc giản có số 1. Thực sự là phải đánh lần nữa. Lục Lâm Thiên trầm tư, phải luận võ một hồi nữa mới có thể tiến vào top 5, còn 3 người nữa có thể trực tiếp tấn cấn. Quả thực 3 người lấy được ngọc giản trống không này vô cùng tiện nghi, không tốn chút sức lực nào nha. Cũng tốt, chỉ ít khi đánh xong cũng có được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, động thủ một lần nữa cũng không sao. Đó là vũ khí huyền cấp sơ giai nha, giá trị vô cùng xa xỉ. Chỉ bằng điểm này hắn cũng sẽ lên đài. Tiểu tặc, ta rút được ngọc bội trống không, không cần luận võ lần nữa. Vân Hồng Lăng vui vẻ đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Nhìn ngọc bài đánh số 1 trong tay hắn, tức thì tâm tình nàng đi xuống, lại nói. Tiểu tặc, không ngờ ngươi lại rút phải số 1. Phải lên đó đánh một trận nữa rồi. Không sao. Lục Lâm Thiên nói, tuy rằng vừa rồi hắn tiêu hao không ít,
thế nhưng mọi người ở đây cũng vừa trải qua một vòng đều tiêu hao cực lớn. Hắn lại có âm dương linh vũ quyết, tốc độ khôi phục cực nhanh. Vừa rồi chỉ đứng nghỉ một lát đã khôi phục không ít, huống chi đan điền của hắn cũng không giống người thường. Vô cùng khổng lồ. Được rồi, những ai rút được số 1 và số 2 mau lên đài. Ba người còn lại lập tức lùi ra. Hồng bào trưởng lão lập tức nói. Tiểu tặc, người cẩn thận một chút, nhất định phải tiến vào top 5. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Được, ta sẽ cẩn thận. Lục Lâm Thiên nói. Khi ba người còn lại cầm ngọc bài tiến lên, giữa vũ đài hiện tại cũng chỉ còn lại 4 người bọn họ. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua thì thấy ngoại trừ bản thân hắn ra còn có thanh niên mặc hắc y của Thiên Kiếm Môn, nữ linh giả của Địa Linh Tông còn có Lam Linh. Tự phân ra đi, quy tắc không đổi, hai người thắng lợi sẽ tiến vào top 5. Ngày mai tiếp tục luận võ. Hồng bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói. Nhìn vào ba người khác một lát, sau đó Lục Lâm Thiên mới đi tới khu vực số 1. Hai linh giả, hơn nữa lại có Lam Linh của Vạn Thú Tông kia, ba người này dường như đều khó đối phó. Siêu! Ngay khi Lục Lâm Thiên đáp xuống khu vực số 1 thì một thân thể xinh đẹp cũng hạ xuống. Trong không khí xuất hiện mùi hương nhàn nhạt, một cặp chân dài hiện lên trước mắt, bụng phẳng lì, đôi ngọc thỏ căn tràn, chính là Lam Linh kia. Lam Linh, cố gắng lên! Giản Tâm Nhi, chúng ta ủng hộ ngươi! Khấu Tử, tiến vào top 5! Lục Lâm Thiên, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong đám người vây quanh lúc này truyền đến tiếng kêu ầm ĩ. Những người đi tới top 7 này đã tích lũy được không ít nhân khí. Vận khí quả thật không tốt chút nào. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, nhìn thấy Lục Lâm Thiên rút phải tham luận võ một lần nữa lúc này hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Tái chiến một lần nữa, chỉ sợ càng thêm khó đối phó so với khi trước. Chỉ sợ có chút khó khăn rồi. Sắc mặt Vũ Ngọc Tiền có chút ngưng trọng, hai tay khẩn trương ma sát trên đùi, hai mắt chăm chú nhìn về phía đồ đệ bảo bối của hắn. Trên khán đài lúc này cũng có một ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía trước, hai hàng lông mi nhíu lại. Vô Song tỷ, tỷ không cần lo lắng, thực lực của lão đại muốn đi vào top 5 vô cùng dễ dàng. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Vô Song. Tiểu Long, có thật như vậy không? Lục Vô Song quay đầu lại nhìn Tiểu Long. Hai hàng lông mi nhíu lại. Lời nói của Tiểu Long nàng đương nhiên là tin tưởng. Vô Song tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, chỉ ít tiểu tặc còn một con bài chưa lật vô cùng lợi hại chưa từng thi triển. Lúc này Vân Hồng Lăng vừa mới rút được ngọc bài trống đi tới khán đài. Trong lòng Vân Hồng Lăng vẫn còn nhớ rõ Lục Lâm Thiên có một chiêu thức kinh khủng chưa thi triển. Khi còn ở trong vụ Đô Sơn Mạch chính nó làm nàng bị thương. Vân Tông Chủ, hiện tại ngươi đoán xem. Là Lục Lâm Thiên trong tông môn người thắng hay là Lam Linh của chúng ta thắng? Trên khán đài, tông chủ Vạn Thú Tông Duẫn ngạc nghiêng người nhìn Vân Khiếu Thiên nói. Duẫn tông chủ, xem ra người đối với đệ tử trong môn phái có hy vọng cực lớn nha. Vân Khiếu Thiên nói, đối với Vạn Thú Tông này Vân Khiếu Thiên vô cùng hiểu rõ. Đệ tử thân truyền đều có yêu thú bản mạng của mình, nữ tử trên đài kia từ đầu vẫn chưa xuất ra yêu thú bản mạng của mình, chứng minh nàng vẫn chưa dùng toàn lực. Trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng cho Lục Lâm Thiên một phen. Đó là điều đương nhiên, đệ tử trong môn phái ta vô cùng hy vọng, lẽ nào Vân Tông chủ đối với đệ tử trong tông môn mình không ôm hy vọng sao? Duẫn ngạc trừng mắt nói. Đệ tử trong tông ta đương nhiên ta cũng hy vọng hắn có thể chiến thắng. Vân Khiếu Thiên nói, sĩ khí đương nhiên không thể thua được. Vậy là tốt rồi, nếu như Vân Tông chủ tin tưởng đối với đệ tử mình như vậy chúng ta lại đánh cược một hồi nha. Tiền đặt cược chính là một bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Vân Tông Chủ vừa mới thắng ta một bộ vũ khí huyền cấp cao giai mà, hiện tại có lẽ cũng nên cho ta một cơ hội gỡ vốn chứ. Duẫn ngạc cười hắc hắc, vừa rồi thua một bộ vũ khí huyền cấp cao giai, khiến cho hắn nhỏ máu, cho nên hiện giờ đương nhiên phải nghĩ biện pháp kiếm lại. Không sai ta cũng có ý nghĩ như vậy, cược một ván xem đệ tử Lục Lâm Thiên của Vân Dương Tông hay môn hạ của Duẫn Tông Chủ sẽ chiến thắng. Một bộ vũ khí huyền cấp cao giai mà thôi, Vân Tông Chủ sẽ không cho chúng ta cơ hội gỡ vốn đó chứ. Đúng vậy, ta cũng đặt. Chúng trưởng môn nhanh chóng hùa vào nói. Vừa rồi thua một bộ vũ khí huyền cấp cao giai hiện giờ phải kiếm về mới được, nhất thời cả đám hứng thú ảo ảo đặt cược. Được rồi, ta tiếp nhận đặt cược của chư vị. Vân Khiếu Thiên đáp, trận doanh mặt mũi này hắn không thể cự tuyệt, cho nên chỉ có thể đáp ứng mà thôi.
Đông. Một tiếng chuông tuyên bố bắt đầu vang lên. Tiếng chuông quanh quẩn trên diễn võ trường. Tiếng ầm ĩ bốn phía lúc này cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Trong khu vực số 1, Lục Lâm Thiên và Lam Linh vẫn đứng đó. Trong khu vực số 2, thanh niên mặc hắc y của Thiên Kiếm Môn và nữ linh giả của Địa Linh Tông theo tiếng chuông bắt đầu vang lên đột nhiên bắt đầu xuất thủ. Linh lực tràn ra, hai người trong nháy mắt được bao phủ bởi một tầng quang cháo vô hình. Hai người này đều là linh giả, đều có tu vi linh tướng tứ trọng, thực lực bằng nhau cho nên vẻ mặt hai người đều vô cùng ngưng trọng. Siêu siêu. Trong nháy mắt linh lực của hai người chớp động, hung hăng va chạm vào nhau. Linh lực hỗn loạn mang theo linh hồn công kích tạo thành tiếng vang lớn ầm ầm trong không trung. Tại khu vực số 2 đã ầm ầm giao thủ thế nhưng trong khu vực số 1, hai người này vẫn đang nhìn nhau, không có phản ứng gì. Lâm Thiên đệ đệ, ta thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Lam Linh khẽ thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía Lục Lâm Thiên. Bộ ngực dường như ưỡn về phía trước, đường cong linh lung kia lúc này dường như lại càng thêm nóng bỏng. Đối với bất luận một nam nhân nào mà nói đây có thể coi là một loại khiêu khích. Ta cũng không nghĩ tới, xem ra ông trời đối với ta không tồi. Không ngờ cho ta cơ hội đem những thứ năm đó lấy lại. Lục Lâm Thiên nói, vừa nhìn thấy nữ nhân này lửa giận trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà dâng trào. Chuyện năm đó ta thừa nhận là ta sai. Thế nhưng ngươi cũng không có thiệt đâu, ta hao tổn tâm cơ thế nhưng thứ có được cũng chỉ là hai cái túi chữ vật trống không. Lam Linh khẽ nói, ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đáng đời nàng. Lục Lâm Thiên nói, năm đó nếu không phải hắn cẩn thận đem mọi thứ chuyển vào trong nhẫn chữ vật thì linh thần dịch và những vật khác trong bảo tàng kia đã mất rồi. Lâm Thiên đệ đệ khi trước ta cũng không có độc ác lấy mạng của ngươi. Tâm ý của tỷ tỷ lẽ nào đệ còn không rõ hay sao? Ta vốn nghĩ rằng đời này không còn được gặp đệ nữa. Lần trước gặp lại trong thành, mấy ngày nay ta đều nghĩ tới đệ nha. Lam Linh nói, trong ánh mắt không hề che giấu sự quyến rũ với Lục Lâm Thiên. Coi như xong, đạo bất tương đồng không thể chung đường. Ý tốt của nàng trong lòng ta coi như đã nhận. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, loại nữ nhân như vậy hắn tốt nhất nên tránh xa. Nói không chừng một ngày nào đó hắn lại bị nữ nhân này chơi một vố nữa. Đệ không cần phải đề phòng, nếu ta có tâm tư hại đệ thì đệ cũng không sống được tới bây giờ. Lam Linh nói xong khẽ thở dài không khỏi khiến cho nam nhân sinh lòng thương tiếc. Khi trước là ai hạ độc với ta? Lục Lâm Thiên nói. Ta cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì bảo vật trong tay đệ có tác dụng vô cùng to lớn với ta. Thế nhưng ta thực sự không có ý giết đệ. Ở chung với đệ lâu như vậy biết đệ là một chính nhân quân tử, cùng một phòng cũng không có ý xấu với ta. Cho nên tỷ tỷ ta trong lòng đã sớm có đệ. Lam Linh nói, chuyện gì xảy ra vậy, tiểu tặc kia không ngờ lại chưa động thủ, hai người lại còn trò chuyện hăng say như vậy. Trên khán đài, Vân Hồng Lăng vốn ban đầu vô cùng lo lắng, thế nhưng lúc này thấy mặt bắt đầu tức giận. Ồ, một màn này khiến cho không ít cường giả có chút nghi hoặc. Hai người này không ngờ lại không có chút chiến ý nào, dường như đang tâm sự việc nhà vậy. Quên đi, động thủ đi, ân oán giữa ta và ngươi không có bất luận ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc nào, coi như tiện nghi cho ngươi rồi. Lục Lâm Thiên nói, Lâm Thiên đệ đệ, đệ quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Lam Linh khẽ thở dài nói, vốn tỷ tỷ ta không muốn động thủ với đệ, thế nhưng bây giờ vì vạn thú tông ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc đánh với đệ một trận. Đến đây đi, ta đang đợi. Lục Lâm Thiên nói, chân khí đã vận chuyển trong cơ thể từ lâu. Lam Linh này có thực lực vũ tướng tam trọng Lục Lâm Thiên không dám kinh địch. Vũ tướng tam trọng hắn không hề sợ hãi, thế nhưng Lam Linh lại là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, cũng không biết bản mạng yêu thú của nàng đã tới trình tự nào rồi. Khanh khách, Lâm Thiên đệ đệ, tỷ biết thực lực của đệ rất mạnh, vậy tỷ cũng không khách khí nữa. Lam Linh cười tới mức run cả người. Cái eo thon kia không ngừng lắc lư, đôi ngọc thỏ rung động khiến cho mọi người không khỏi nhìn thêm vài lần. Nói xong, Lam Linh ngừng cười, vẻ mặt thu liễm lại, lập tức quanh thân xuất hiện chân khí, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm lam sắc, một cỗ khí tức nóng bỏng bao quanh trường kiếm, trong sát na, một đạo kiếm ảnh xẹt qua nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Lâm Thiên mà tới. Chân khí bùng lên, chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên chợt lóe, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Siêu. Một đạo kiếm quang đánh xuống,
hung hăng đánh xuống mặt đất nơi Lục Lâm Thiên vừa mới đặt chân, mặt đất cứng rắn ngay lập tức bị nứt nẻ. Nhìn thấy thân ảnh của Lục Lâm Thiên biến mất, vẻ mặt Lam Linh sửng sốt, không có một chút do dự nào, quanh người có một tầng quang mang màu đỏ bao phủ, khí tức hỏa hệ lập tức khuếch tán. Chân khí lập tức được rót vào trên trường kiếm lam sắc, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo kiếm quang về phía sau. Thân ảnh Lục Lâm Thiên tiếp tục xuất hiện, lúc này hắn đã tới phía sau Lam Linh, trường ấn trong tay khuếch tán, vô số trường ảnh đánh xuống khiến cho không gian gấp khúc lập tức va chạm với kiếm quang của Lam Linh. Thiên thủ liệt cương ấn. Đột nhiên một đạo trường ấn mang theo một đạo tàn ảnh hung hăng xuyên thấu không gian bắn về phía Lam Linh. Khí tức cuồng bạo bắt đầu xuất hiện mang theo kình khí cường hãn bạo phát. Lam Linh từ lúc giao thủ chiêu đầu tiên sắc mặt đã chuyển thành ngưng trọng, lúc này lập tức đại biến, tốc độ và lực lượng của đối phương đã vượt qua dự liệu của nàng. Hỏa ảnh kiếm quyết. Thân thể mềm mại nhanh chóng thối lui, đồng thời miệng Lam Linh khẽ kêu lên một tiếng. Thân thể tạo thành một đường cong vô cùng mê người, trường kiếm trong tay đánh ra một đạo kiếm quang phá không, mang theo một đám hỏa diễm như hóa thành thực chất trực tiếp đánh về phía trường ẩn đang phóng tới của Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo lực lượng va chạm với nhau mang theo một cỗ kình khí vô cùng hung hãn, nhanh chóng va chạm với nhau. Hai đạo công kích va chạm với nhau, trong nháy mắt tạo ra một đạo lực lượng khiến cho không gian gấp khúc. Mà lúc này, thân thể mềm mại của Lam Linh giống như một chiếc lá rụng, chật vật nhanh chóng lùi lại mấy bước. Nàng cảm nhận được bên trong trường ấn của Lục Lâm Thiên ẩn chứa một đạo kình khí cường hãn xuyên qua kiếm ảnh bắn vào trong tay nàng. Lực lượng xuyên qua lòng bàn tay ầm ầm đánh về phía lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Lâm Thiên đệ đệ, không nghĩ tới thực lực của đệ lại mạnh mẽ tới tình trạng này rồi. Thật không ngờ, đệ lại là đệ tử của Vân Dương Tông. Xem ra hôm nay tỷ tỷ ta phải dùng toàn lực rồi. Thân thể mềm mại vững vàng đứng lại, nhìn vào Lục Lâm Thiên trước, vẻ mặt Lam Linh vô cùng ngưng trọng. Ta cũng không nghĩ tới, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi thực lực của nàng lại tăng lên tới vũ tướng tam trọng. Lục Lâm Thiên nói, nhìn vào Lam Linh trước mặt, mặc dù là vừa rồi nàng rơi vào thế hạ phong, thế nhưng khí tức chỉ có chút ba động, thân thể vẫn vô cùng mê hoặc như trời sinh vậy. Đôi ngọc thỏ trước ngực không ngừng rung rinh, càng thêm khiêu khích. So ra vẫn kém Lâm Thiên đệ đệ ngươi nha, tỷ tỷ ta phải gọi ra yêu thú bản mạng, nếu như ngươi không địch lại cần phải mở miệng sớm một chút, tỷ tỷ không muốn làm ngươi bị thương. Lam Linh mỉm cười. Khuôn mặt đỏ ửng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, nàng khẽ chu miệng, không giấu nổi vẻ khiêu khích. Hừ, yêu tinh chết tiệt. Trên khán đài, Vân Hồng Lăng giận dữ, thế nhưng cũng không có cách nào khác cho nên chỉ có thể chu miệng mắng mà thôi. Gọi liệt hỏa yêu ưng của nàng ra đi, ta đợi. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn về phía Lam Linh. Lúc này bộ ngực Lam Linh hơi phập phồng, nàng thu trường kiếm lại, thủ ấn trong tay được kết theo một quỹ tích quỷ dị. Sau đó vỗ một cái vào cái túi bên hông, lập tức một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn ra. Rát! Lưu quang phóng lên cao, lập tức hóa thành một đầu yêu ưng màu đỏ, một cỗ khí tức cường hãn khuếch tán. Đầu yêu ưng màu hồng này có móng vuốt vô cùng sắc bén, cái mỏ giống như một lưỡi dao găm vậy. Liệt hỏa yêu ưng ngũ giai trung kỳ. Trên khán đài, Vân Khiếu Thiên tức thì kinh ngạc, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vân Tông chủ quên nói cho ngươi một điều. Bản mạng của vị đệ tử này của ta đã đột phá tới ngũ giai trung kỳ, trong đám đệ tử trẻ tuổi có yêu thú đột phá tới ngũ giai trung kỳ cũng chỉ có mình nàng mà thôi. Tông chủ Vạn Thú Tông Duẫn Ngạc mỉm cười nói, ánh mắt như cười như không nhìn Vân Khiếu Thiên. Đầu liệt hỏa yêu ưng này dường như đột phá ngũ giai trung kỳ cũng không ngắn, tuy rằng chưa đạt tới ngũ giai trung kỳ đỉnh phong thế nhưng có lẽ ngay cả vũ tướng ngũ trọng cũng khó có thể đối phó được với nó. Cổ Kiếm Phong nhíu mày nói. Hắc hắc, không biết Lục Lâm Thiên có thể chống đỡ được hay không? Không nghĩ tới môn hạ đệ tử của Duẫn Tông chủ lại có yêu thú bản mạng đột phá tới mức độ này. Chúng trưởng môn đều dùng ánh mắt như cười như không nhìn Vân Khiếu Thiên. Dường như đang chờ bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai vừa rồi thua trở về túi của mình. Ngũ giai trung kỳ sao? Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, khi trước liệt hỏa yêu ưng của nàng chỉ có tam giai mà thôi. Từ khí tức hiện tại hẳn đã tới ngũ giai trung kỳ. Tuy rằng không tới đỉnh phong thế nhưng cũng đã tương đương với vũ tướng ngũ trọng của nhân loại, vô cùng khó đối phó. Lại là yêu thú nữa chứ? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Nếu như đối phó với vũ giả ngũ trọng, hắn chỉ cần thi triển con bài chưa lật một lần nữa là được.
Thế nhưng đối tượng hiện tại lại là yêu thú, đối với người khác mà nói, họ tình nguyện đụng độ với vũ giả vũ tướng ngũ trọng cũng không tình nguyện đụng phải đầu liệt hỏa yêu ưng ngũ trọng trung kỳ này. Yêu thú có bản thể cường hãn, lại là yêu thú phi hành, tuyệt đối là một đầu yêu thú cực kỳ khó đối phó. Nói cách khác, đối phó với một vũ tướng ngũ trọng sẽ đơn giản hơn một chút. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết mình không giống với vũ giả bình thường. Hắn từng chịu nhiều đau khổ, cửu tử nhất sinh mới luyện thành huyết hồn ấn, cũng là khắc tinh của yêu thú. Thực lực của mình tuy rằng hiện tại không thể trực tiếp khống chế yêu thú ngũ giai trung kỳ, thế nhưng đối phó với nó hẳn không lớn. Huyễn hồn ấn đối với yêu thú đều có lực khắc chế. Bằng không một yêu thú vương cấp như Thiên Sí Tuyết Sư đã không bị hắn hạ huyết hồn ấn. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại huyết hồn ấn này chính là khắc tinh của Vạn Thú Tông. Thậm chí Lục Lâm Thiên còn hoài nghi, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn có phải là có cửu oán gì với Vạn Thú Tông này hay không mà huyết hồn ấn lại hoàn toàn có thể trà đạp Vạn Thú Tông. Vô luận là phương diện khống chế yêu thú hay là công kích yêu thú đều có thể khắc chế Vạn Thú Tông một bậc. Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang suy nghĩ thì Lam Linh không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị, miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, một viên đan dược được móc ra, lập tức máu tươi và đan dược lẫn lộn, thủ ấn trong tay biến hóa, đan dược được ném cho đầu liệt hỏa yêu ưng ở phía trên. Rát! Liệt hỏa yêu ưng kêu lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu hư không. Nó há mỏ ra nuốt viên đan dược kia vào, trong nháy mắt thân thể bành trướng tới trăm thước, hai cánh khẽ vỗ lên, không gian lúc này giống như bị một đám mây dày đặc màu đỏ che lấy. Nhiệt độ trong không gian tăng lên, lúc này khí tức trên người liệt hỏa yêu ưng đã tới mức vô cùng cuồng bạo. Là yêu thú ngũ giai trung kỳ, bản mạng yêu thú của đệ tử Vạn Thú Tông. Lục Lâm Thiên này phiền phức lớn rồi. Khấu Tử Hào dường như cũng đã rơi vào hạ phong. Linh hồn công kích của Giản Tâm Nhi dường như mạnh hơn không ít. Đám người vây xem bốn phía lúc này không ngừng đưa mắt qua nhìn bốn người. Trên khán đài, Nguyên Nhược Lan cũng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía bốn người. Liệt hỏa yêu ưng, đi! Lam Linh quát lên một tiếng. Đầu liệt hỏa yêu ưng đang bay lượn trên bầu trời đột nhiên khẽ quạt cánh một cái mang theo hỏa diễm cuồng bạo đánh về phía Lục Lâm Thiên. Rát rát! Hai cánh khổng lồ của liệt hỏa yêu ưng không ngừng rung động. Một cỗ kình khí hung mãnh xuyên thấu hư không. Thân thể bắn tới phía trước mang theo tiếng gió rít gào. Giống như là đánh vỡ không gian vậy. Uy thế bất phàm, dưới uy thế cường hãn này khiến cho tâm thần những người đứng xem không khỏi sợ hãi. Đầu yêu thú ngũ giai trung kỳ khổng lồ này quả thực vô cùng kinh khủng. Hai cánh vỗ một cái nhanh chóng rút ngắn khoảnh cách, khí tức nóng bóng của liệt hỏa yêu ưng tỏa ra mang theo hỏa diễm nóng bỏng, khí tức sắc bén bắn về phía trước. Rát rát. Dưới uy thế khổng lồ này nhiệt độ trong không trung dần trở lên nóng bỏng, trong miệng đầu liệt hỏa yêu ưng này đột nhiên phun ra một hỏa cầu khổng lồ chừng mấy chục thước, ầm ầm xẹt qua hư không khiến cho hư không gợn sóng, đột nhiên đánh về phía Lục Lâm Thiên. Hỏa cầu này không ngừng bành trước, đang còn tiếp tục mở rộng, khí tức cuồng bạo ngày càng mạnh. Hỏa viêm bạo. Lúc này, Lục Lâm Thiên vốn vẫn đứng im bắt đầu quát khẽ một tiếng. Vòng xoáy dưới chân xuất hiện thân thể nhanh chóng thối lui. Đồng thời một đạo thủ ấn biến hóa, trên tay phải xuất hiện một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay, nhiệt độ không gian vốn nóng bỏng lúc này lại được tăng lên một lần nữa, khí tức cường hãn trực tiếp bao phủ không gian xung quanh. Trong nháy mắt này, thân thể Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến tới, thân ảnh thả người dựng lên, phong chi dực phía sau lưng mở rộng ra, thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh bắn tới. Thủ ấn trong tay đẩy về phía trước, hỏa cầu trong lòng bầy tay xoay tròn, không ngừng bành trướng rời đi. Trực tiếp xé nát không trung tạo thành một đường vòng cung, một cỗ khí tức nóng bỏng kinh khủng giống như bài sơn hải đảo khuếch tán ra bốn phía. Hỏa cầu cũng không ngừng bành trước, kinh khí đáng sợ đè nén không gian. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, hai hỏa cầu trong nháy mắt va chạm, tất cả mọi người đều thấy rõ, hỏa cầu do Lục Lâm Thiên tạo ra trong nháy mắt đã nhỏ đi không ít. Phanh phanh, hai hỏa cầu nổ tung giữ không trung khiến cho không trung rung động kịch liệt. Hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bốn phía, dưới nhiệt độ đáng sợ này ngay cả không gian cũng biến thành màu đỏ, khuếch tán chừng ngàn thước mới dừng lại. Bằng vào mắt thường là có thể thấy được thân thể Lục Lâm Thiên và đầu liệt hỏa yêu ưng kia lập tức bị đám mây màu đỏ kia bao phủ. Mây đỏ cuồn cuộn, khí thế phô thiên cái địa tỏa ra. Trên mặt đất những nơi bị hỏa diễm đảo qua tức thì nứt nẻ giống như là mạng nhện. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị hỏa diễm cuồng bạo này nuốt hết.
hỏa diễm bằng năng lượng tràn ra toàn bộ không gian vô cùng cuồng bạo khiến cho vô số khán giả chung quanh kinh hô. Ngay cả cường giả tam tông tứ môn trên khán đài cũng thực sự không nghĩ tới thực lực của Lục Lâm Thiên không bằng liệt hỏa yêu ưng thế nhưng lại lựa chọn phương thức ngạnh kháng như vậy. Nếu như dựa vào thân pháp phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông hoàn toàn có thể né đi mà. Tiểu tử này muốn làm gì? Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên cực kỳ kinh ngạc, loại ngạnh kháng, cứng đối cứng này đối với Lục Lâm Thiên vô cùng bất lợi. Lúc này hai nàng Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng không khỏi lo lắng cho Lục Lâm Thiên. Tình huống như thế này các nàng đương nhiên nhìn ra được đối với Lục Lâm Thiên vô cùng bất lợi. Trên vai Lục Vô Song, Bạch Linh nhìn chăm chú vào đó, vẻ mặt cũng không có chút ngưng trọng nào, thân thể có chút lười biếng ghé vào trên vai Lục Vô Song. Vô Song tỷ, các tỷ không cần lo lắng, chỉ bằng vào một đầu yêu thú ngũ giai trung kỳ nho nhỏ có thể đả thương được lão đại mới là lạ. Tiểu Long chớp mắt, nó dùng ánh mắt kinh bỉ liếc nhìn liệt hỏa yêu ưng trên trời. Loại yêu thú như thế này nó cũng không đặt vào mắt. Trên vũ đài, trong hỏa diễm cuồn cuộn kia, kinh khí nóng bỏng trong nháy mắt bạo phát hóa thành một đạo hỏa diễm hình cung, những nơi nó đi qua mặt đất đều lập tức nứt nẻ. Đá vụn bay bốn phía, vốn trên vũ đài vô cùng sạch sẽ, lúc này trở thành một mớ hỗn độn. Lúc này, trong khu vực số 2 thắng bại đã phân. Nữ linh giả của Địa Linh Tông kia đã đánh bại thanh niên mặc hắc y của Thiên Kiếm Môn. Mà dưới sự bao phủ của hỏa diễm khiến cho tất cả mọi người đều không nhìn rõ sự việc xảy ra chung quanh, chỉ có thể thấy hỏa cầu nổ tung rồi hỏa diễm khuếch tán ra phía ngoài mà thôi. Thời gian duy trì cũng chỉ tầm 4-5 tức mà thôi, khi hỏa diễm bằng năng lượng kia khuếch tán chỉ còn lại khí tức nóng bỏng, bụi bặm tràn ngập thì đầu liệt hỏa yêu ưng kia đã biến mất trước mặt mọi người. Lúc này, dưới bụi bặm và khí tức nóng bỏng tán đi thì cuối cùng dưới vô số ánh mắt nhìn kỹ. Đầu liệt hỏa yêu ưng trên bầu trời kia lúc này mới mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh phía sau nó. Phía sau đạo thân ảnh này có hai cánh bằng chân khí, quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang mang màu vàng. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra trong tầng quang mang này là một chiếc áo giáp bằng lân phiến tạo thành, ngoại trừ con mắt và non nửa khuôn mặt ở bên ngoài ra, ngay cả cánh tay cũng được bao phủ. Đây là vũ khí phòng ngự gì, không ngờ lại cường hãn như vậy. Nhìn thấy bóng người mơ hồ xuất hiện trong bầu trời lúc này tông chủ vạn thú tông Duẫn Ngạc đột nhiên biến sắc nói. Mà lúc này, mọi người cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn lên bầu trời. Dưới vô số ánh mắt chú mục thân thể Lục Lâm Thiên hiện lên, nhất thời toàn bộ diễn võ trường im lặng, mọi người đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, vẻ kinh ngạc mãi không biến mất. Hảo tiểu tử! Vân Khiếu Thiên nở nụ cười rất sáng lạn. Lục Lâm Thiên lúc này cũng đã bắt đầu phản kích, tốc độ chỉ có thể nói là nhanh như thiểm điện, thân thể như một mũi nhọn trực tiếp đánh về phía liệt hỏa yêu ưng, một ít người có thực lực mạnh mẽ lúc này cũng có thể nhìn rõ, trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên lúc này tràn ngập một mảnh quang mang huyết sắc. Ngao! Một tiếng thú giống từ trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên mơ hồ truyền ra. Trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên lúc này trong nháy mắt xuất hiện một cái ấn quỷ dị, ấn này dường như là rồng mà không phải là rồng. Giống hổ mà không phải là hổ, cả thân ấn đều là màu đỏ, một cỗ uy áp ngập trời khuếch tán ra bên ngoài. Dưới vô số ánh mắt, quỷ ấn trong tay Lục Lâm Thiên tạo thành những đường quỷ dị, cái ấn này giống như một con hổ mạnh mẽ xé rách không gian mang theo tiếng thú giống đập vào trong mi tâm của liệt hỏa yêu ưng, hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất không thấy. Cảm nhận được cỗ uy áp này, liệt hỏa yêu ưng lập tức kinh hãi, thân thể to lớn lập tức run rẩy, vô hình trung bị áp chế. Vũ khí quả nhiên vô cùng quỷ dị. Lúc này, trên khán đài, những cường giả lại thêm kinh ngạc, ánh mắt đều chăm chú nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Trên khán đài, Nguyên Nhược Lan thân thể mặc bộ y phục màu tím, đường cong linh lung lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt bắn ra tinh quang. Trong nháy mắt, tất cả trở nên nhanh chóng, ngay khi cái ấn quỷ dị kia đánh vào mi tâm liệt hỏa yêu ưng thì mọi người lập tức được chứng kiến một màn mà có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ tưởng tượng ra. Đầu liệt hỏa yêu ưng khổng lồ kia trong nháy mắt ngây ra như phỗng, thân thể to lớn lập tức từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Phịch! Mặt đất ầm ầm chấn động, thân thể to lớn vài trăm thước rơi từ trên không trung xuống, trọng lượng như thế nào không cần nói cũng biết. Khục khục! Trong miệng Lam Linh lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể mềm mại lảo đảo lui về phía sau vài bước mới có thể đứng vững. Lúc này ánh mắt nàng nhìn về phía Lục Lâm Thiên đã vô cùng kinh hãi.
Nàng hoàn toàn có thể cảm giác được vừa rồi trong đầu nàng dường như đã bị một đòn vô cùng nghiêm trọng, linh hồn lực nhanh chóng bị thương, công kích của Lục Lâm Thiên không ngờ có thể trực tiếp làm bị thương linh hồn lực của Liệt Hỏa Yêu Ưng. Liệt Hỏa Yêu Ưng thân là yêu thú bản mạng của nàng, lúc này nàng cũng bị thương. Rầm. Trên mặt đất, thân thể to lớn của Liệt Hỏa Yêu Ưng đập trên mặt đất hai cái, hai cánh rung động, thế nhưng không thể nào vỗ cánh được. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên vừa mới bố trí thanh linh khải giáp lúc này dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống, trưởng ấn trong tay lập tức hiện lên, dường như muốn đánh xuống. Lâm Thiên đệ đệ, tỷ tỷ chịu thua. Sắc mặt Lam Linh tức thì đại biến, yêu thú bản mạng nếu như bị đánh chết nàng sẽ gặp phải phiền phức cực lớn. Đa tạ. Lục Lâm Thiên thu hồi trưởng ấn, hai cánh phía sau rung lên, thanh linh khải giáp được giải trừ, thân thể đáp xuống mặt đất, vạt áo khẽ bay đem theo kình khí vô hình khuếch tán. Lục Lâm Thiên, quá đẹp. Lục Lâm Thiên, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong nháy mắt này, khắp bốn phía vang lên tiếng kêu ầm ĩ như tiếng sấm. Cảnh tượng ngày hôm nay Lục Lâm Thiên đã dùng thực lực cường hãn của mình chinh phục vô số ngươi, nhân khí tăng lên không ít. Loại cảm giác này kỳ thực không tồi. Nhìn về bốn phía Lục Lâm Thiên lần đầu tiên phất tay áo một cái, trong lòng không khỏi nhảy lên. Lục Lâm Thiên, chúng ta yêu ngươi. Một ít nữ đệ tử lớn mật. Triệt để bị Lục Lâm Thiên chinh phục lập tức hét lớn. Hừ. Trên khán đài, Vân Hồng Lăng nhìn Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt Lục Vô Song hiện lên vẻ vui mừng, nụ cười đủ để khuynh quốc khuynh thành. Lúc này Khuất Đao Tuyệt cũng có chút kích động, tới lúc này hắn mới hiểu được khi trước đấu cùng với Lục Lâm Thiên trên địa long đỉnh dường như Lục Lâm Thiên còn chưa dùng toàn lực. Hừ. Chỉ có Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, ánh mắt của hai huynh đệ này lạnh lùng. Đan sen lẫn chút ước ao, đố kỵ. Bạch, Lâm Thiên, không uổng công sư phụ thương ngươi. Vũ Ngọc Tiền lập tức vỗ đùi một cái, âm thanh vang dội vang lên. Toàn thân lúc này vô cùng kích động nhảy dựng lên, có đồ đệ như vậy sư phụ là hắn còn cầu mong gì nữa. Vũ trưởng lão, ngươi vừa đánh vào đùi ta. Thanh âm của Tống trưởng lão lập tức vang lên, thế nhưng vẻ mặt lập tức có chút tiếu ý nói. Nếu như đồ đệ bảo bối của ngươi có thể tiến vào top 3, ta cho ngươi đánh vào cả hai bên. Trong Vân Dương Tông lúc này, Dương trưởng lão, Tạ trưởng lão cũng vô cùng kích động. Vân Dương Tông có hai đệ tử tiến vào top 3, đặc biệt là Lục Lâm Thiên này một đường thẳng tiến, cường hãn tấn cấp, khiến cho mặt mũi của Vân Dương Tông tăng lên nhiều. Ai? Xuân Ngạc thở dài, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Đệ tử trong môn phái có yêu thú bản mạnh ngũ giai trung kỳ thế nhưng không ngờ lại vẫn thua. Hắc hắc, chư vị trưởng môn, nguyện đánh cược thì phải biết chịu thua. Vũ khí huyền cấp cao giai mỗi người một bộ, Vân Mỗ không khách khí nữa. Vân Khiếu Thiên cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía các đại trưởng môn. Ai? Các trưởng môn không ngừng cảm thán, hung hăng trừng mắt nhìn Duẫn Ngạc, có vẻ vô cùng không nỡ móc ra một bộ vũ khí huyền cấp cao giai đưa cho Vân Khiếu Thiên. Vân Tông Chủ, ta thua không sai. Thế nhưng ngươi phải nói cho ta biết, tên đệ tử Lục Lâm Thiên kia của ngươi thi triển ra vũ khí quỷ dị và vũ khí phòng ngự kia, rốt cuộc có cấp bậc gì? Duẫn Ngạc móc ra một bộ vũ khí huyền cấp cao giai, nhìn về phía Vân Khiếu Thiên nói. Lúc này các đại trưởng môn cũng vô cùng hiếu kỳ nhìn Vân Khiếu Thiên. Bọn họ cũng muốn biết, vũ khí quỷ dị kia còn có vũ khí phòng ngự kia, nhìn qua đã biết không phải là phàm vật rồi. Duẫn Tông Chủ, đây chính là cơ mật của Vân Dương Tông ta, làm sao có thể tùy tiện tuyên bố ra bên ngoài chứ? Vân Khiếu Thiên cười, nhanh chóng đem vũ khí huyền cấp cao giai trong tay Duẫn Ngạc đoạt lấy. Hắn vừa cười hắc hắc vừa nói, lại thêm 6 bộ vũ khí huyền cấp cao giai vào kho nha. 6 vị trưởng môn vô cùng phiền muộn, trong thời gian 2 ngày đã thua 2 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, khiến cho bọn họ nhỏ máu trong lòng, dù gì giá trị của chúng cũng không thấp đâu. Trong thành Thiên Kiếm, sau khi mọi người của Vân Dương Tông trở lại đình viện, Vân Khiếu Thiên vẫn cười không ngớt, đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này đệ tử Vân Dương Tông có 2 người tiến vào top 5, hắn không muốn cười cũng khó. Trong phòng khác, Vũ Ngọc Tiền vẫn còn hưng phấn không ngớt, tên đồ đệ này quả thực cấp cho hắn mặt mũi vô cùng lớn. 3 vị trưởng lão khác cũng vô cùng vui vẻ, đối với Lục Lâm Thiên đều nhìn với ánh mắt khác xưa. Lúc này bọn họ mới biết được không ngờ Lục Lâm Thiên lại ẩn giấu sâu tới như vậy. Trong đại sảnh lúc này chỉ có 4 vị trưởng lão Vân Khiếu Thiên, còn có Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng ở trong. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình,
thủ ấn trong tay Vân Khiếu Thiên biến đổi, một vòng quang cháo bao phủ đại sảnh, lúc này hắn mới nói. Lục Lâm Thiên, Hồng Lăng, trận này biểu hiện của hai người không tồi. Đặc biệt là Lục Lâm Thiên cũng khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Lâm Thiên mỉm cười thầm nghĩ chỉ sợ ngày mai tiến vào top 3 sẽ không dễ dàng như vậy. Hôm nay vận khí của hắn quả thực không tồi, thu được hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Tính ra thời gian 3 ngày qua hắn đã thu được 4 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, tuyệt đối là một bút lớn. Lục Lâm Thiên, Hồng Lăng, ngày mai tiến vào top 3 nhất định phải cẩn thận. Ba người còn lại mỗi một người đều không phải kẻ yếu. Vân Khiếu Thiên thu hồi thiếu ý trên mặt, nghiêm túc nói với hai người. Đệ tử sẽ cố gắng. Lục Lâm Thiên nói. Cha, con vẫn còn con bài chưa lật nha. Ngày mai không nhất định là không có cơ hội. Vân Hồng Lăng chu miệng nói. Hồng Lăng, con không thể sơ ý, lẽ nào ba người còn lại con đều cho rằng bọn họ sẽ không có con bài nào chưa lật sao? Vân Khiếu Thiên nói, lập tức nhìn về Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên, trong ba người còn lại ngươi thấy ai là người khó đối phó nhất? Lục Lâm Thiên nhíu mày, do dự một lát rồi nói. Ba người này đều vô cùng khó đối phó. Chỉ là đệ tử mơ hồ cho rằng, vũ giả tam hệ nguyên nhược lan của Thiên Kiếm Môn vẫn còn ẩn giấu hẳn là thực lực chưa từng bại lộ. Còn một đệ tử của thế lực khác nữa, chính là người che lụa trắng trên mặt, tuy rằng những trận thắng không tạo thành động tĩnh quá lớn, thế nhưng người này cũng khiến cho đệ tử có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cho nên đệ tử suy đoán thực lực hai người này là khó ứng phó nhất. Đúng vậy. Vân Khiếu Thiên tán thưởng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nguyên nhược lan của Thiên Kiếm Môn kia chắc chắc vẫn luôn ẩn giấu cho nên Cổ Kiếm Phong mới không lo lắng. Ta đoán Nguyên nhược lan kia có tự tin tuyệt đối với mình, tuyệt đối là kình địch của các ngươi. Thế nhưng thực lực mạnh yếu ra sao ngày mai mới biết được. Dừng lại một lát, Vân Khiếu Thiên lại nói. Về phần người thanh niên che mặt kia chính là một đầu hắc mã trong đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này. Ta và mấy trưởng môn khác đều đã chú ý tới hắn. Dựa theo danh sách đăng ký của Thiên Kiếm Môn, người này đến từ một thế lực không nhỏ trong thành Ma Vân, là Lăng Thanh, các ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, ta có cảm giác người này cũng đang ẩn giấu tu vi. Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên, ngày mai tiến vào top 3 phải nhờ vào các ngươi vậy. Dương trưởng lão nói với Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng. Đệ tử sẽ tận lực. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Lục Lâm Thiên, quy tắc ngày mai ta sẽ nói trước cho ngươi chuẩn bị tâm lý một chút. Vân Khiếu Thiên nói, ngày mai sẽ không đấu cùng nhau nữa mà là đơn đấu. Năm người các ngươi ngày mai vẫn sẽ rút thăm quyết định nhưng chỉ có 4 người lên võ đài. Một người còn lại trực tiếp tiến vào top 3. Nói cách khác, nếu như hai người các ngươi vận khí tốt, trong hai người sẽ có một người nhẹ nhàng tiến vào top 3, Vân Dương Tông ta cũng sẽ an toàn hơn. Năm người. Vân Dương Tông chúng ta hiện có 2, lấy ngẫu nhiên một người tấn cấp, cơ hội là rất lớn nha. Vũ Ngọc Tiền nói, cơ hội là 5/2, loại xác suất này tuyệt không thấp. Nếu như ngày mai thắng lợi thì còn được nhận vũ khí huyền cấp sơ giai không? Lục Lâm Thiên nói, không có, đệ tử tiến vào top 5 cũng sẽ không nhận được vũ khí nữa. Vân Khiếu Thiên nói, Lâm Thiên, nếu như ngày mai con tiến vào top 3. Sư phụ lập tức cho con một bộ vũ khí huyền cấp. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc nói với Vân Khiếu Thiên. Tông chủ, người có ý kiến gì không? Đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Vân Khiếu Thiên nói. Lục Lâm Thiên, chỉ cần ngày mai ngươi tiến vào top 3 ta lập tức cho ngươi một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai mà thôi Vân Khiếu Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí là nở nụ cười quỷ dị. Lục Lâm Thiên đã làm cho hắn thắng 12 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, một bộ huyền cấp sơ giai mà nói so với nó chính là chín châu mất một sợi lông. Đa tạ tông chủ. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, vũ khí huyền cấp sơ giai nha, có nhiều một chút cũng không sao. Hắn không dùng thì tặng người khác là được. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng không biết, Vân Khiếu Thiên hào phóng như vậy là bởi vì hắn đã thắng được 12 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Nếu như lúc này Lục Lâm Thiên biết được điều này nếu không moi ra một bộ vũ khí huyền cấp cao giai thì rất có thể hắn sẽ không lên võ đài. Hắn cá cược vũ khí thắng cũng nên cho Lục Lâm Thiên một chút chỗ tốt. Lục Lâm Thiên, ngươi nói cho ta nghe một chút, hôm nay ngươi đã dùng toàn lực hay chưa? Hay vẫn còn ẩn giấu? Vân Khiếu Thiên nghiêm túc hỏi Lục Lâm Thiên.
Ngày mai tiến vào top 3 cho nên hắn có chút lo lắng. Lúc này những trưởng lão cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa còn mong chờ câu trả lời của hắn. Bọn họ cũng muốn biết, việc ngày hôm nay Lục Lâm Thiên khiến cho bọn họ ngoài ý muốn ra có phải còn có ẩn giấu hay không. Nếu như thực sự còn thì quả thực Lục Lâm Thiên này vô cùng kinh khủng. Thấy mọi người đang nhìn mình, Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói. Đệ tử vẫn ẩn giấu một chút, ngày mai nhất định sẽ cố gắng tiến vào top 3. Thực sự còn ẩn giấu sao? Trong đại sảnh, mọi người gần như là hóa đá. Lúc Lục Lâm Thiên rời khỏi phòng khách thì lập tức tiến đến phòng của Lục Vô Song. Hai người hàn huyên một lát rồi Lục Vô Song lập tức đuổi đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng của mình điều tức. Sau khi Lục Lâm Thiên trở lại phòng đã là lúc chạng vạng. Hôm nay giao đấu hai trận cũng khiến cho hắn tiêu hao không ít. Mà lúc đấu với Lam Linh kia may mà có huyết hồn ấn có tác dụng khắc chế với yêu thú, bằng không cũng không dễ ứng phó như vậy. Lão đại, trận chiến ngày mai huynh định chuẩn bị thế nào? Trong phòng, Tiểu Long lắc lư cái đầu nói. Đến lúc đó xem tiếp. Lục Lâm Thiên đáp, chỉ mong ngày mai không phải đụng với người mạnh nhất, tốt nhất là có thể tiến vào top 3. Mấy người còn lại dường như đều không đơn giản. Bạch Linh đột nhiên xen vào nói. Ta đoán mỗi người đều có chút ẩn giấu. Lục Lâm Thiên nói. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên trầm tư. Ngày mai nếu như hắn không thể trực tiếp tiến vào top 3, đến lúc đó chắc chắc phải bộc lộ một chút con bài chưa lật. Tiến vào top 3 vô cùng khó. Hắn và Hồng Lăng đều có con bài chưa lật của riêng mình, thế nhưng những người khác không có khả năng không có con bài chưa lật. Điều tức một chút. Trầm ngâm một lát Lục Lâm Thiên lập tức bắt đầu điều tức. Một lát sau quanh thân hắn được một đoàn quang mang nhàn nhạt bao phủ. Về phần những con bài chưa lật của những người khác là gì, ngày mai có lẽ sẽ biết một chút. Có lẽ đấu trong top 3 mới là kịch liệt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong thành Thiên Kiếm lúc này vô cùng náo nhiệt. Quang cảnh vẫn giống như ban ngày, tất cả mọi người đều không ngừng nghị luận về những trận đấu ban ngày, trong đó tên của Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng được mọi người biết đến. Mà đối với cuộc đấu vào top 3 này cũng khiến cho mọi người vô cùng quan tâm. Hiện tại trong 5 người đều là cường giả trẻ tuổi, coi như là thua cũng có thanh danh vang dội. Trong một đình viện tinh xảo của Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong của Thiên Kiếm Môn, Cố Phong trưởng lão, Sử trưởng lão còn có Hồng Bào trưởng lão đang ngồi đó, ngay cả Nguyên Nhược Lan cũng có mặt. Nhược Lan, đấu top 3 ngày mai chỉ còn lại 4 người, còn có 5 chắc không? Cổ Kiếm Phong nói. Tông chủ. Bốn người còn lại đều có chỗ bất phàm, hẳn là đều khó đối phó. Nguyên Nhược Lan bình tĩnh nói. Top 3 ngày mai nhất định phải tiến vào. Ta vốn muốn ở thời khắc cuối cùng mới để cho con bại lộ thực lực. Thế nhưng nếu như ngày mai gặp phải đối thủ thì bại lộ trước cũng không sao. Dù sao đi nữa, ta đoán trong bốn người hẳn cũng không có ai có thể uy hiếp tới con. Cổ Kiếm Phong tự tin nói. Đệ tử nhất định sẽ chú ý. Nguyên Nhược Lan đáp. Nếu như ngày mai phải bại lộ thực lực ta đoán sẽ khiến cho mọi người há hốc mồm cho coi. Cổ Phong trưởng lão cười nói. Ha ha. Những trưởng lão của Thiên Kiếm Môn đều cười ha ha đứng lên. Dưới màn đêm, lúc này trong một tửu điểm bình dân có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Những địa phương khác đều đèn đuốc sáng trưng, duy chỉ có tửu điểm này lại không sáng sủa cho lắm, thế nhưng cũng vô cùng an toàn, không khiến cho người ta chú ý. Lúc này... Toàn bộ tửu điếm trong thành Thiên Kiếm đều là cung không đủ cầu, thế nhưng ở đây lại có chút vắng vẻ khiến cho không ít người đi qua có chút nghi hoặc. Có những người không tìm được chỗ đặt chân tiến lên hỏi một chút mới biết được toàn bộ tửu điếm đã bị người khác bao rồi. Lúc này trong tửu điếm có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Một người trong đó mặt che tấm lụa trắng, chính là người thanh niên cao gầy tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn kia. Một người khác có mái tóc màu đen, vẻ mặt mang theo một chút âm lệ. Tuổi tác chừng 50, quanh thân không có bất luận ba động khí tức nào, thế nhưng lại khiến cho người bên cạnh có cảm giác áp bách. Thiếu chủ, vừa mới thu được tin tức từ giới chủ, Tam Tông Tứ Môn gần đây đã chú ý tới chúng ta, vì sự an toàn của thiếu chủ, tốt nhất là sau khi tìm thấy bảo vật lập tức trở về. Lão giả có khuôn mặt âm lệ, tuổi chừng 50 nói. Ta biết rồi, chờ sau khi đại hội Tam Tông Tứ Môn kết thúc, ta sẽ đi tìm. Thanh âm khàn khàn của người thanh niên kia truyền ra. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này đối với thiếu chủ mà nói hẳn không có độ khó quá lớn. Thiếu chủ sao lại có hứng thú đến như vậy, quả thực có chút.
Do dự một lát, lão giả có khuôn mặt âm lệ nói với thanh niên gầy gò này. Ngươi muốn nói ta trẻ con hay sao? Người thanh niên này quay đầu lại nhìn vào lão giả nói. Luận võ trong đám đệ tử trẻ tuổi của Tam Tông Tứ Môn, nếu như ta thắng thì chính là cho bọn chúng một lần đả kích, điều này đối với chúng ta vô cùng có lợi. Hóa ra thiếu chủ lại nghĩ sâu tới như vậy, bội phục. Lão giả có khuôn mặt âm lệ nói. Trong thành Thiên Kiếm vô cùng náo nhiệt, một đêm cứ như thế chậm rãi trôi qua. Khi màn đêm lặng lẽ rút đi, con gió thổi đến khiến cho sắc trời se lạnh. Thế nhưng trên đường hiện tại lại có vô số người đang kéo đến diễn võ trường. Cuộc đấu top 3 ngày hôm nay, còn có những màn đặc sắc ngày hôm qua, khiến cho cuộc đấu top 3 ngày hôm nay tự nhiên mọi người càng không thể bỏ lỡ. Phù! Khi ngoài cửa bắt đầu có tia sáng đầu tiên, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí, hắn mở đôi mắt, ánh mắt lóe lên tinh quang giống như ngôi sao. Khôi phục xong hết rồi. Cảm nhận được chân khí và linh lực trong đầu tràn đầy, Lục Lâm Thiên khẽ lẩm bẩm nói. Trên khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tu luyện âm dương linh vũ quyết, tuy rằng tốc độ bình thường chậm như ốc sên. Thế nhưng tốc độ khôi phục lại kinh người. Chỉ trong một đêm Lục Lâm Thiên có cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục. Lão đại, hôm nay phải tiến vào top 3 nha. Tiểu Long thấy lão đại nó tỉnh dậy lập tức xuất hiện trên vai Lục Lâm Thiên, lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào nói. Đi, chúng ta nên xuất phát rồi. Lục Lâm Thiên nói. Trời trong nắng ấm, không khí mùa xuân vô cùng dễ chịu, một cơn gió xuân thổi qua làm cho lòng người thoải mái. Trên diễn võ trường của thành Thiên Kiếm lúc này vừa mới hừng đông đã có lớp lớp người đi vào trong. Mà thu phí ngày hôm nay đã tới 100 kim tệ, tăng 20 kim tệ so với ngày hôm qua. Khi Lục Lâm Thiên cưỡi yêu thú phi hành của Thiên Kiếm môn tới thì trong diễn võ trường lúc này đã dày đặc người. Trên khán đài, trưởng môn của những sơn môn khác đều đã tới. Thấy Lục Lâm Thiên tới không ít người đều nhìn qua một lát. Không đơn giản nha. Trên khán đài, ánh mắt Lục Lâm Thiên quét về phía Nguyên Nhược Lan kia. Từ khí tức xem ra đã tới vũ tướng tứ trọng, chỉ là khí tức này dường như cũng không quá ổn định, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy kỳ lạ. Tiểu tặc, nhìn cái gì? Không được nhìn loạn. Thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vân Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên lúc này phiền muộn không ngớt. Nữ nhân điêu ngoa này quả thực chính là khắc tinh của hắn a. Trong Vân Dương Tông có một người như vậy, hắn làm sao có thể tán gái đây? Không biết Giản Tâm Nhi này có con bài nào chưa lật hay không? Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên lần thứ hai rơi vào nữ nhân của Địa Linh Tông có tu vi linh tướng tứ trọng kia. Giản Tâm Nhi này hẳn cũng có con bài chưa lật của mình. Mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Đại hội Tam Tông Tứ Môn hiện tại có thể nói là âm thịnh dương suy. Trong top 5 chỉ có hắn và người thanh niên gầy gò kia là nam nhân. Ba người còn lại đều là nữ nhân, quả thực đây là điều hiếm thấy trong Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Lâm Thiên, tiến vào top 3 hôm nay nhất định phải cẩn thận. Lục Vô Song mở miệng khẽ nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng không nhiều lời. Top 3 đối với hắn cực kỳ quan trọng, mặc kệ thế nào, cho dù phải bại lộ con bài mạnh nhất hắn cũng phải đạt được top 3 này. Lục Lâm Thiên tiến vào top 3. Nguyên Nhược Lan, chúng ta ủng hộ nàng, tiến vào top 3. Từng thanh âm ầm ĩ phía dưới truyền tới, 5 người hôm nay lên đài tuyệt đối đã tích được không ít nhân khí của trăm vạn khán giả phía dưới. Đông. Khi tiếng chuông vang lên, trên khán đài lập tức xuất hiện 4 đạo thân ảnh, động tác nhẹ nhàng như lá rụng. Nhất thời thu được không ít tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Một thân ảnh gầy gò cũng từ phía dưới nhảy lên, tốc độ nhanh chưa từng có. Thế nhưng người này lại khiến cho 4 người còn lại không dám xem thường, một đường khiêm tốn lại có thể tiến vào top 5. Người như vậy tuyệt đối là kinh khủng. Lúc này, 4 phía vốn cuồng nhiệt ầm ĩ lập tức tĩnh lặng. Quy tắc ngày hôm nay vẫn vậy, trong đây có 5 khối ngọc bài, 2 cái số 1 và 2 cái số 2. Đầu tiên là luận võ giữa đệ tử bắt được số 1, trận thứ hai là do hai đệ tử bắt được số ai. Một ngọc bội trống, ai rút được sẽ trực tiếp tấn cấp lên top 3. Hồng bào trưởng lão của Thiên Kiếm môn nói. Lúc này Lục Lâm Thiên không nhịn được mà khẽ ngưng trọng. Trận chiến này, nếu như hắn phải lên võ đài thì chính là phải liều mạng rồi. Mọi người lần lượt tiến lên trước mặt một vị hộ pháp Thiên Kiếm môn đang ôm hộp ngọc. 5 người lần lượt rút ra một ngọn giản bên trong.
khi năm người mở ra ngọc giản đều vô cùng khẩn trương. Trên khán đài, chúng trưởng lão của Vân Dương Tông Khiếu Thiên cũng vô cùng khẩn trương. Nếu như Vân Hồng Lăng và Lục Lâm Thiên, bất luận một ai trong hai người có thể trực tiếp rút được ngọc giản trống không thì Vân Dương Tông có thể trực tiếp tiến vào top 3. Lúc này Vân Dương Tông đã có 18 bộ vũ khí huyền cấp cao giai và đan dược thất phẩm. Là ta. Khi Lục Lâm Thiên mở ngọc bài trong tay ra đột nhiên sửng sốt. Lục Lâm Thiên thật không ngờ vận khí của hắn ngày hôm nay lại tốt như vật, không ngờ lại rút được ngọc giản trống không. Tấn cấp top 3, vạn niên xích đồng vào tay. Trong đầu Lục Lâm Thiên hiện lên ý niệm này đầu tiên. Dựa theo ước định của hắn và Vân Khiếu Thiên, hắn chỉ cần tiến vào top 3 là có thể được đáp ứng một việc. Trong lòng hắn cũng đã nhắm tới việc mình cần rồi, chính là vạn niên xích đồng. Tiểu tặc, ta rút được số 2. Vẻ mặt Vân Hồng Lăng có chút thất vọng nhìn ngọc bài trong tay mình. Lập tức lại nhìn ngọc bài trong tay Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt lập tức vui vẻ lại. Tiểu tặc, không ngờ ngươi lại rút được ngọc bài trống, trực tiếp tiến vào top 3. Ai rút được ngọc bài trống? Lúc này thanh âm của Hồng Bào trưởng lão vang lên. Là đệ tử. Lục Lâm Thiên giơ ngọc bài trống không trong tay lên. Lục Lâm Thiên, ngươi trực tiếp tiến vào top 3. Hiện tại có thể lui ra chuẩn bị cho ngày mai. Hồng Bào trưởng lão mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Ha ha, top 3. Vũ Ngọc Tiền lập tức cười lớn, bàn tay bỗng nhiên vỗ vào đùi Tống trưởng lão, bàn tay hạ xuống vô cùng có lực. Vũ trưởng lão, ngươi lại vừa đánh vào đùi ta. Tống trưởng lão lớn tiếng nói. Ta biết, ngày hôm qua ngươi còn nói rằng nếu như đệ tử của ta tiến vào top 3 ngươi sẽ để ta đánh hai bên mà. Vũ trưởng lão cười hắc hắc nói. Chuyện này, Tống trưởng lão lập tức cười hắc hắc, trong lòng cũng vô cùng kích động. Ha ha, lúc này Vân Khiếu Thiên rốt cuộc sảng khoái phá lên cười. Tiến vào top 3, dựa theo quy định lúc này đã bảo vệ được mặt mũi của Vân Dương Tông. Vân Tông chủ, vận khí của Vân Dương Tông các ngươi thật quá tốt nha. Cổ Kiếm Phong mỉm cười nói. Đây không chỉ có thể coi là vận khí. Coi như là động thủ chúng ta cũng có cơ hội. Vân Khiếu Thiên cười nói. Chư vị trưởng môn, lần này quả thực hết cách rồi. Vốn ta còn muốn thu một ít vũ kỹ từ chư vị, hiện tại xem ra quả thực khó khăn nha. Nhìn vào Vân Khiếu Thiên trước mặt, chúng trưởng môn không khỏi bất đắc dĩ. Vân Dương Tông lúc này đã bảo vệ được địa vị của mình, Lục Lâm Thiên này không ngờ lại có thể trực tiếp tiến vào top 3. Hồng Lăng, nàng phải cẩn thận một chút. Tranh thủ tiến vào top 3. Thanh âm Lục Lâm Thiên vang lên trong tai Vân Hồng Lăng rồi lập tức lui ra khỏi võ đài. Trực tiếp tấn cấp, điều này làm cho Lục Lâm Thiên thở dài một hơi. Bây giờ hai người rút được số 1 lên đài, hai người còn lại đứng dưới chờ. Khi Lục Lâm Thiên đi ra khỏi võ đài thì Hồng Bào trưởng lão lập tức nói. Siêu siêu. Giữa sân, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Lúc này thân ảnh của Lục Lâm Thiên đã lên trên khán đài. Chăm chú nhìn xuống phía dưới mới phát hiện ra, mặt đất trên diễn võ trường ngày hôm qua vốn mất hết số, một mảnh hỗn độn, đất nứt nẻ, thế nhưng lúc này đã được Thiên Kiếm môn chữa trị qua. Lục Lâm Thiên, giỏi lắm, tiến vào top 3. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi tới khán đài, Khuất Đao Tuyệt là người thứ nhất tiến tới chúc mừng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Lúc này trong Tam Tông Tứ Môn cũng có không ít đệ tử bị thua trên tay Lục Lâm Thiên đều nhìn hắn. Ngay cả Lam Linh cũng ở trong đó, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên có chút phức tạp. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên và chúng trưởng lão, hộ pháp của Vân Dương Tông đều cười với hắn, cả đám có chút kích động. Lão đại, chúc mừng huynh trực tiếp tiến vào top 3. Hai đạo lưu quang, một bạch quang, một hoàng quang nhanh chóng rơi vào vai Lục Lâm Thiên. Chính là Tiểu Long và Bạch Linh. Là hai người bọn họ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên trên đài. Lúc này giữa đài có hai thân ảnh đã xuất hiện. Chính là Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông và thanh niên cao gầy kia. Hồng Lăng sẽ phải đấu với Nguyên Nhược Lan. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, Giản Tâm Nhi đấu với thanh niên cao gầy mặt che lụa trắng kia. Vân Hồng Lăng sẽ đấu với Nguyên Nhược Lan, tuyệt đối không ổn một chút nào. Đông. Khi trong diễn võ trường vang lên tiếng chuông lần nữa, chung quanh lập tức yên tĩnh. Lúc này trăm vạn ánh mắt đều nhìn vào hai thân ảnh giữa đài. Ngay cả các cường giả trong các sơn môn trên đài cao cũng không ngoại lệ. Giữa sân, hai người đứng từ xa nhìn nhau, ngay lập tức khí thế hai người bắt đầu khuếch tán, xuất hiện trong không trung.
không biết trận này ai thắng ai bại. Lục Lâm Thiên nhìn về phía võ đài thầm nghĩ trong lòng. Siêu! Nhưng vào lúc này, giản tâm nhi của Đại Linh Tông kia bắt đầu xuất thủ trước. Thủ ấn khẽ kết, trước người đột nhiên xuất hiện một đạo trưởng ấn phá không lao tới, khiến không gian chung quanh gấp khúc đánh về phía thanh niên gầy gò kia. Thủ ấn trong tay thanh niên gầy gò biến hóa, bàn tay thấp thoáng lóe lên ánh sáng, một thanh trường kiếm màu lam xuất hiện trong tay hắn. Lưu quang trên thân kiếm lóe lên, mơ hồ như gợn sóng, khẽ rung động, tạo thành từng tiếng kiếm minh, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Trong sát na này trường kiếm trong tay người thanh niên cao gầy kia đánh ra, mấy đạo kiếm quang xuyên thấu khâu giang đánh về phía trưởng ấn kia. Siêu! Lực lượng va chạm với nhau, kinh khí trong nháy mắt xung đột khiến cho không gian gấp khúc. Lập tức hai đạo năng lượng biến mất trong không trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Siêu! Hầu như trong nháy mắt linh lực trong tay giản tâm nhi bạo phát. Thủ ấn biến hóa. Một đạo trưởng ấn trong tay trong nháy mắt phá vỡ không gian mang theo uy áp đánh về phía thanh niên cao gầy. Thân là linh giả, giản tâm nhi lúc này vẫn bảo trì cự ly với đối phương. Nếu như linh giả ở gần vũ giả quá trên cơ bản chỉ chịu thiệt mà thôi. Siêu! Thân ảnh thanh niên cao gầy khẽ di động một cái, trường kiếm trong tay bắn ra một mảnh kiếm quang chói mắt, mơ hồ bên trong có hơi nước, trong nháy mắt va chạm với đạo trưởng ấn của giản tâm nhi. Kinh khí khuếch tán. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đám quang mang chói mắt. Thân thể mềm mại của giản tâm nhi lui về phía sau, vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía trước rồi đôi tay bắt đầu đánh ra một đạo thủ ấn. Trong không trung lúc này một đám năng lượng đậm đặc được hội tụ tới, năng lượng kinh khủng khiến cho chu vi không gian ba động kịch liệt. Muốn thi triển linh hồn công kích sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, vũ giả và linh giả ai cũng có sở trường riêng. Xem ra giản tâm nhi hẳn đang muốn thi triển linh hồn công kích. Trong sát na, trong nghi tâm của giản tâm nhi có một đạo lưu quang bắn ra. Năng lượng trong không trung lập tức bám vào nó tạo thành một đạo quang nhận vô cùng lớn. Sau khi tập trung lại quang nhận kêu lên một tiếng rồi phá không mà đi, tốc độ giống như thiểm điện bắn về phía thanh niên cao gầy kia. Hẳn là linh kỹ hoàng cấp cao giai, chủ yếu có tác dụng làm nhiễu loạn linh hồn. Cảm giác khí tức của quang nhận này. Lục Lâm Thiên đoán linh kỹ giản tâm nhi thi triển so với hư linh huyễn ấn của bản thân không khác nhau nhiều lắm, tuyệt đối là một loại linh kỹ cường hãn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn thanh niên cao gầy kia, kiếm quang trong tay thanh niên cao gầy kia trong nháy mắt được đánh ra, chân khí bàng bạc trong cơ thể không thể giữ lại mà bạo phát. Lập tức bên ngoài không gian lúc này xuất hiện từng đạo kiếm ảnh, giống như là những cánh hoa vậy. Năng lượng hệ thủy nhanh chóng hội tụ. Trong kiếm quang tàn sát bừa bãi trực tiếp cắt nát khí lưu trong không trung. Kiếm quang không ngừng rít gào trực tiếp trở thành lá chắn đạo công kích linh hồn lực của giản tâm nhi. Siêu! Hai đạo lực lượng va chạm với nhau khiến cho chung quanh tức thì bạo phát ra một mảnh quang mang chói mắt, kinh khí khuếch tán ra chung quanh. Khục! Khi kinh khí gần tiêu tán thân thể mềm mại của giản tâm nhi bắt đầu lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt, không ngờ nàng lại rơi vào thế hạ phong. Tông chủ Địa Linh Tông Âu Dương Huyền Anh lúc này nhìn thấy cảnh này trên khuôn mặt diễm lệ kia không khỏi có chút ngưng trọng. Giữa đài, thanh niên cao gầy đứng đó, dường như cũng không định thừa thắng xông lên. Lâm Thiên, để đoán xem trong hai người họ ai sẽ thắng. Lục Vô Song nói, đôi mắt xinh đẹp vẫn không rời khỏi hai người giữa đài. Nếu như giản tâm nhi không có con bài chưa lật, hẳn sẽ thua. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ nàng phải lập tức lộ ra con bài chưa lật của mình. Ngay lúc này, đôi tay giản tâm nhi tạo thành một thủ ấn quỷ dị, trong khoảnh khắc quanh người có một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng khuếch tán. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì trong bàn tay giản tâm nhi đã xuất hiện một đạo quang mang chói mắt. Quang mang thu lại, mọi người có thể nhìn ra, đó là một thanh trường kiếm, cỗ năng lượng quỷ dị mà cường hãn là từ bên trong thanh kiếm này khuếch tán ra ngoài. Linh khí. Trong nháy mắt. Trên khán đài tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ khí tức từ trên trường kiếm khuếch tán ra, chúng cường giả cũng không khó phát hiện ra, thanh trường kiếm này không phải là vật phàm mà là linh khí. Mà linh khí này lại là linh khí binh khí, là loại bảo vật có uy lực lớn. Mỗi một kiện linh khí, cho dù linh khí có cấp bậc thấp nhất cũng là trọng bảo của các thế lực lớn. Nàng cũng có linh khí trong người sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, lập tức cũng cảm thấy không bất ngờ lắm. Cũng không kinh hãi.
bởi trên người Vân Hồng Lăng cũng có linh khí, xem ra đây là con bài chưa lật cuối cùng của Giản Tâm Nhi. Lập tức Giản Tâm Nhi huy động linh khí trong tay, trường kiếm trong nháy mắt biến hóa, năng lượng bàng bạc khuếch tán ra chung quanh hóa thành 10 đạo kiếm quang, giống như một chiếc lưới bằng kiếm quang vô cùng lớn, bao phủ hướng về phía thanh niên cao gầy kia, có vẻ vô cùng quỷ dị. Kiếm quang được thôi động lập tức hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, mà trường kiếm lại hóa thành 10 cái ầm ầm bắn về phía người thanh niên kia. Năng lượng quỷ dị mà cuồng bạo khuếch tán khiến cho không gian run động, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên bên tai. Khí lưu không gian trực tiếp bị xé rách, khí tức cuồng bạo giống như một cơn lốc bao phủ không gian chừng nghìn thước chung quanh. Dưới 10 đạo kiếm quang này, không gian rung động, lúc này thanh niên cao gầy kia cũng bắt đầu liên tục thối lui. Hơn 10 đạo kiếm quang kia một mực bao phủ không gian chung quanh thanh niên cao gầy kia, đồng thời còn mang theo lực lượng công kích linh hồn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn thanh niên cao gầy kia. Dựa theo Lục Lâm Thiên phỏng đoán, thanh niên cao gầy này tuyệt đối còn có con bài chưa lật của mình. Hơn 10 đạo trường kiếm phá không xuống, càng ngày càng gần thanh niên này. Kinh khí sắc bén khiến cho mặt đất phía dưới nứt nẻ. Siêu siêu. Lúc này, thanh niên kia ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào kiếm quang đang mang theo khí thế phô thiên cái địa đánh xuống. Thủ ấn trong tay biến hóa, một cỗ chân khí mạnh mẽ xuất hiện. Quanh thân thể hắn vang lên tiếng lạch cạch. Trong nháy mắt dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trước người hắn xuất hiện một bức tường dày chừng một thước. Trái phải, tầng tầng lớp lớp không ngừng bao phủ quanh người hắn. Kinh phong vô hình khuếch tán, không gian chung quanh lúc này đã đạt tới tình trạng gấp khúc hoàn toàn. Trong nháy mắt này, thân ảnh của thanh niên cao gầy kia đã được những bức tường hoàn toàn bao phủ. Mà diện tích bao phủ của những bức tường kia lại tới 300 thước, một cỗ lực lượng cuồng bạo vọt tới. Vũ kỹ phòng ngự thổ hệ, chí ít cũng tới cấp bậc huyền cấp sơ giai. Thanh niên này không ngờ lại là vũ giả song hệ. Trên khán đài, chúng cường giả nhất thời kinh ngạc. Vũ kỹ phòng ngự thổ hệ này quả thực quá cường hãn. Lúc này trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự kinh ngạc. Người thanh niên này thi triển vũ kỹ thổ hệ so với đại địa cương thuẫn của hắn còn mạnh hơn nhiều lắm. Chí ít cũng phải tới cấp bậc huyền cấp sơ giai. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được. Linh hồn công kích của Giản Tâm Nhi đối với thanh niên cao gầy này dường như không có hiệu quả quá lớn. Điều này quả thực là ngoài ý muốn, trừ phi linh hồn lực của người thanh niên này cũng quá mức cường hãn. Mà đối phương từ đầu vẫn thi triển vũ kỹ thủy hệ, lúc này mới hiện ra thuộc tính thổ hệ, khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này quả thực không tầm thường. Vũ giả song hệ, vũ giả tam hệ tùy thời đều có thể thấy được. Lúc này, trong bầu trời, hơn 10 đạo kiếm quang mang theo khí thế hung hãn, trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người ầm ầm lao vào những bức tường do thanh niên kia tạo ra. Phanh! Trong nháy mắt này, toàn bộ không gian rung động, kình phong cường hãn va chạm tạo nên âm thanh ầm ầm trong không trung. Không gian nổ vang, tiếng nổ tầm thấp vang lên không ngừng. Từng đạo kiếm quang cường hãn khiến cho không gian ba động, cuối cùng năng lượng không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Từng lớp bức tường kia lúc này hóa thành năng lượng biến mất. Mà hơn 10 đạo kiếm quang của Giản Tâm Nhi lúc này cũng gần như sắp tiêu tán. Phanh phanh. Khi một đạo kiếm quang đánh vào một bức tường cuối cùng, hơn 10 đạo kiếm quang lúc này cũng chỉ có một đạo mà thôi. Linh khí này rơi vào trong tay người uy lực khi thi triển quả thực quá yếu, giờ tới phiên ta. Lúc này, thanh âm trầm thấp của người thanh niên kia truyền tới. Âm thanh có chút khàn khàn, thủ ấn trong tay biến hóa. Một cỗ chân khí thủy hệ nhanh chóng được rót vào trường kiếm trong tay. Nhất thời kiếm quang đại thịnh, vô số kiếm quang giống như thiên nữ tán hoa truyền đi, trong kiếm quang mơ hồ truyền ra âm thanh sóng biển cuồn cuộn. Siêu siêu. Trước kiếm quang, không gian bị nghiền nát, kinh khí cuồng bạo đầy rẫy. Chung quanh đài lúc này toàn bộ mặt đất đều run rẩy không ngừng. Những vết nứt trên mặt đất cũng không ngừng kéo dài. Sắc mặt Giản Tâm Nhi đại biến, thủ ấn trong tay nhanh chóng đánh ra. Linh khí trường kiếm kia trong nháy mắt bắn ra quang mang, tạo thành một đám kiếm ảnh. Hai đạo kiếm quang này không ngừng dây dưa với nhau, giống như một thanh lợi khí có thể cắt vỡ không gian, mỗi một đạo kiếm quang đều khiến cho không gian ba động. Tạo thành gợn sóng trong không gian. Thực lực quá mạnh. Trên khán đài, cường giả Tam Tông Tứ Môn không khỏi tán thưởng, ai cũng không ngờ được thực lực của người thanh niên này lại cường hãn tới mức độ như vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng có chút ngưng trọng. Hắn có cảm giác thực lực của người thanh niên này quá mức cường hãn,
còn có một loại cảm giác dường như đã gặp hắn rồi. Siêu siêu. Trong đám kiếm quang đầy rẫy, cuồng bạo trong không gian, lúc này kiếm quang trực tiếp xé rách không gian khiến cho không gian gấp khúc, kinh khí hỗn loạn, một đạo thân ảnh bị đẩy lùi ra. Lảo đảo rồi trực tiếp rút lui, chính là Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông. Con! Linh khí của Giản Tâm Nhi rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, trên vai trái của nàng lúc này máu tươi không ngừng chảy ra. Nàng đã bị đối phương làm cho trọng thương. Thắng bại đã định, sắc mặt Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông sửng sốt rồi lập tức thở dài. Vốn nàng tưởng rằng đệ tử trong tông có thực lực vũ tướng tứ trọng, hơn nữa lại có một kiện linh khí tuyệt đối có thể tranh chấp vị trí số 1. Thế nhưng hiện tại ngay cả top 3 cũng không thể đi vào. Trong nháy mắt, các trưởng môn của Tam Tông Tứ Môn nhìn nhau, trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Lăng Thanh Thắng, tiến vào top 3. Thanh âm của Hồng Bào trưởng lão truyền tới. Giản Tâm Nhi nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, thủ ấn khe biến hóa, trường kiếm quỷ dị này lập tức hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào trong lòng bàn tay nàng, thân thể khẽ lắc lư đi xuống võ đài. Thanh niên gầy gò còn lại trên đài che lụa trắng nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Lúc này hắn nhẹ nhàng lui ra, ánh mắt quét về phía khán đài một cái. Bốn phía diễn võ đài lúc này vô số người ồ lên. Trận chiến này quả thực khiến cho mọi người đại khai nhãn giới, so với trận chiến của Lục Lâm Thiên ngày hôm qua còn kịch liệt hơn nhiều. Trận thứ hai, Vân Hồng Lăng đấu với Nguyên Nhược Lan. Đông! Tiếng chuông du dương lần thứ hai vang lên. Trong tiếng sợ hãi than của mọi người, lúc này có hai thân ảnh xinh đẹp nhảy vào giữa đài. Hai thân ảnh linh cung, đường cong hoàn mỹ. Hai người đều là mỹ nhân, đặc biệt là Vân Hồng Lăng càng thêm tuyệt mỹ. Hai nàng lên đài cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Nhìn hai nữ nhân xinh đẹp cũng là một loại cảm giác hưởng thụ. Mọi người của Vân Dương Tông lúc này đều vô cùng khẩn trương. Chỉ là loại khẩn trương này đã không còn áp lực như trước, bởi vì bọn họ đã có một đệ tử tiến vào top 3 rồi. Lâm Thiên, đệ xem Hồng Lăng và Nguyên Nhược Lan ai có thể chiến thắng. Lục Vô Song ngồi bên cạnh Lục Lâm Thiên lúc này khẽ hỏi. Hồng Lăng tuy rằng là vũ giả tam hệ, lại có thực lực vũ tướng nhị trọng, có thể tiến vào top 5 mà chưa bộc lộ con bài ẩn giấu coi như là có chút vận khí. Nguyên Nhược Lan này cũng là vũ giả tam hệ, vũ tướng tứ trọng, bản thân chỉ sợ cũng còn có con bài chưa lật. Hồng Lăng nếu như muốn thắng trận, quả thực là rất khó. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Lúc này, hai nàng nhìn nhau, quanh thân xuất hiện một cỗ chiến ý. Hai nàng đều là thiên kiêu chi nữ, là vũ giả tam hệ, lúc này nhìn thấy đối phương tự nhiên đều dâng lên chiến ý. Thế nhưng hai người vẫn chưa giao thủ. Toàn bộ không gian lúc này có vẻ vô cùng áp lực trước chiến ý của hai người. Ánh mắt hai nàng đều nhìn thẳng đối phương, đứng bất động, địch bất động, địch động ta động. Siêu siêu. Trong không gian áp lực này, hai thân ảnh đứng đó một lát rồi vài đạo kình phong nhanh chóng bắn ra, kình khí lưu lại mấy vết tích nhàn nhạt trên võ đài. Trong lúc đó, trong tay hai thân ảnh xinh đẹp này đã xuất hiện một cây trường tiên, một thanh kiếm. Một đạo tiên ảnh. Một đạo kiếm ảnh giống như lưu tinh mạnh mẽ va chạm với nhau. Tiên ảnh giống như giao long bay lên không, kiếm ảnh như linh xà xuất động. Cả hai người đều hiểu rõ thực lực của đối thủ vô cùng cường hãn. Cho nên ngay từ đầu bọn họ không có thăm dò, cũng không bảo lưu cái gì. Chân khí và tốc độ, tiên ảnh và kiếm quang đều được xuất ra, thi triển tới mức tận cùng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ võ đài vang lên âm thanh ầm ầm. So với trận đấu trước đó có chút chậm rãi thì trận tiết tấu vô cùng nhanh. Hai bóng hình xinh đẹp không ngừng lóe lên, trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan được chân khí nóng bỏng và đậm đặc bao phủ, mang theo kình khí nóng bỏng hung hăng đánh về phía Vân Hồng Lăng. Kiếm quang sắc bén mang theo hỏa diễm nhẹ nhẹ xẹt qua không gian, lưu lại một dạo tàn ảnh nóng bỏng. Tiên ảnh của Vân Hồng Lăng vô cùng khó nắm bắt, giống như độc xà, vô cùng xảo quyệt. Khi thi triển ra thuộc tính thủy, phối hợp với trường tiên thì lực công kích phát ra càng mạnh mẽ. Quyết đấu cường hãn như vậy khiến cho cường giả trên đài không khỏi âm thầm gật đầu. Hai người này đều là người đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất trong Tam Tông Tứ Môn. Bất luận là trên phương diện chân khí hay thiên phú và tu luyện vũ kỹ đều được coi là đỉnh cấp. Mà lúc này Lục Lâm Thiên lần đầu tiên chứng kiến Vân Hồng Lăng thực sự xuất thủ. Hắn mỉm cười, nữ nhân điêu ngoa này thực lực quả thực không tầm thường. Thế nhưng lại không tham dự tranh đấu trong Long Bảng,
mà thực lực của nàng hiện tại không phải Triệu Kình Hải có thể so sánh được. Chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên cũng nhíu mày, tốc độ của Vân Hồng Lăng dường như so với Nguyên Nhược Lan còn kém một chút. Phanh phanh. Trong không gian, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, đối mặt với công kích cực kỳ hung hãn của Vân Hồng Lăng, sắc mặt Nguyên Nhược Lan vẫn bình tĩnh như cũ, không có sự thay đổi nào. Siêu siêu. Vân Hồng Lăng thi triển tiên ảnh bay khắp bầu trời, khiến cho không gian gấp khúc, tạo thành một vòng cung quỷ dị trong nháy mắt bắn về phía Nguyên Nhược Lan. Nhìn đám tiên ảnh đang nhanh chóng tiến tới, vẻ mặt Nguyên Nhược Lan trầm xuống, đồng thời kiếm quang trong tay xuất hiện, kiếm quang lập tức đại thịnh. Phanh! Đột nhiên, từng tiếng kêu thanh thúy không ngừng vang lên. Lúc này trên trường kiếm của Nguyên Nhược Lan trong nháy mắt ngưng tụ thành một đám năng lượng thủy hệ cuồng bạo. Đám năng lượng thủy hệ này trong nháy mắt hóa thành từng đạo băng chùy, xuyên qua không gian, tốc độ nhanh như thiểm điện trực tiếp cuốn vào một chỗ với tiên ảnh trên bầu trời. Thủy, hỏa, mộc, ba thuộc tính sao? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Nguyên Nhược Lan, thiên phú vũ giả tam hệ của nàng không dưới Vân Hồng Lăng. Trên điểm này Vân Hồng Lăng không chiếm được một chút tiện nghi nào. Ngay khi hai đạo lực lượng hung hãn va chạm với nhau thì tiên ảnh của Vân Hồng Lăng nhanh chóng tan tác hóa thành năng lượng vô hình biến mất trong thiên địa. Mà đám băng chùy lúc này vẫn còn dư lực trực tiếp bắn về phía Vân Hồng Lăng. Phong quyển tàn vân. Sắc mặt Vân Hồng Lăng đại biến. Trong tay này đột nhiên xuất hiện một cỗ khí lưu cuồng bạo không ngừng xoay tròn, giống như một cơn lốc không ngừng gào thét mang theo năng lượng kinh khủng. Một cỗ cuồng phong được ngưng tụ tới cực hạn trong nháy mắt đánh về đám băng chùy của Nguyên Nhược Lan. Cơn lốc này nhanh chóng nổ tung, dưới kình khí kinh khủng này vô số băng chùy bị chấn thành những mảnh vỡ, cuối cùng biến mất trong không gian. Khục, một đạo công kích thứ hai mới có thể ngăn chặn băng chùy quỷ dị kia, thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng bị một cỗ ám kình đánh vào khiến nàng phải lui về phía sau vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Nên xuất con bài ẩn giấu vậy. Lục Lâm Thiên nhướng mày, thực lực Vân Hồng Lăng rõ ràng không bằng Nguyên Nhược Lan kia, cùng một thiên phú, tu vi thấp hơn đương nhiên thực lực cũng sẽ thấp hơn. Thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng sau khi dừng lại, vẻ mặt nàng trầm xuống. Thủ ấn trong tay biến hóa, đột nhiên một đạo thủ ấn quỷ dị xuất hiện. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu trắng vô cùng quỷ dị, một cỗ năng lượng quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra không trung. Linh khí. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Con bài chưa lật của Vân Hồng Lăng chính là linh khí có hình dáng giống như cung điện kia, khi trước hắn đã từng bị vây trong đó. Không nghĩ tới nhà đầu Hồng Lăng cũng có linh khí trong người. Vũ giả thôi động linh khí, quả thực là hiếm thấy. Vẻ mặt Cổ Kiếm Phong ngạc nhiên, lập tức nói với Vân Khiếu Thiên. Nhà đầu này linh hồn lực không tồi, cho nên trong tông mới cho nó một kiện linh khí để sử dụng. Quả thực ta cũng không biết nó đã sử dụng tới tình trạng nào rồi. Vân Khiếu Thiên nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào phía dưới, lúc này lão cũng bắt đầu có chút ngưng trọng. Dưới sàn đấu một đạo bạch quang trên đài bắn về phía trước đột nhiên hóa thành một tòa cung điện màu trắng khổng lồ trên mặt đất. Sắc mặt Nguyên Nhược Lan trầm xuống, dường như nàng cũng có chút kinh hãi. Thân thể đột nhiên dùng một tốc độ như quỷ mị nhanh chóng thối lui. Đi! Thủ ấn trong tay Vân Hồng Lăng nhanh chóng biến hóa. Dường như việc điều khiển cung điện màu trắng này cũng phải tiêu hao vô cùng lớn, sắc mặt nàng nhanh chóng trắng bệch. Mà lúc này, cung điện màu trắng kia lần thứ hai được mở rộng, đã đạt tới tình trạng vài trăm thước, ầm ầm đập xuống, bao phủ không gian, mang theo một cỗ khí tức mạnh mẽ. Nguyên Nhược Lan mặc dù đã sớm chạy trốn thế nhưng vẫn chậm một bước, trong nháy mắt thân thể nàng đã bị cung điện màu trắng này bao phủ. Linh khí này có chút bất phàm. Vẻ mặt Cổ Kiếm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn vào giữa đài, vẻ mặt lúc này bắt đầu có chút lo lắng, thế nhưng lại lập tức mỉm cười nói. Linh khí nha! Cũng chỉ có Tam Tông Tứ Môn mới có thể lấy ra được vật như vậy. Linh khí không phải là thứ mà người bình thường như chúng ta có thể có. Nếu như ta cũng có một kiện linh khí trong tay thì tốt rồi. Đám người vây xem lúc này vô cùng khiếp sợ, linh khí đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một chuyện vô cùng xa vời. Mọi người lúc này đều dán mắt vào cung điện màu trắng kia. Mọi người có thể cảm giác được bên trong cung điện màu trắng kia có một khí tức khiến cho linh hồn của bọn họ run rẩy. Năng lượng tràn ngập chung quanh khiến cho không gian dường như đang rung lên. Lục Lâm Thiên cũng chăm chú nhìn vào. Linh khí này hắn đã từng được thử qua uy lực của nó vô cùng lợi hại. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không ngừng suy đoán,
Nguyên Nhược Lan kia có thể phá vỡ sự vây khốn của Vân Hồng Lăng hay không? Trên đài, từng đạo thủ ấn trong tay Vân Hồng Lăng không ngừng biến hóa, sắc mặt ngày càng tái nhợt, mọi người có thể nhìn được khi khống chế linh khí này tiêu hao nhiều tới mức nào. Ồ! Ngay lúc này toàn bộ cung điện khổng lồ màu trắng bắt đầu rung động, trên khán đài, vẻ mặt chúng cường giả đều vô cùng nghi hoặc. Siêu siêu! Tiếng xé gió truyền tới, toàn bộ cung điện khổng lồ màu trắng càng rung động kịch liệt thêm. Cung điện không ngừng rung lên, từ trong mặt đất có vô số đạo bạch quang bắn ra. Quang mang màu trắng từ mặt đất dưới cung điện nhanh chóng bắn ra, một cỗ lực lượng kinh khủng nhanh chóng khuếch tán. Cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt mọi người nhanh chóng biến đổi, nghi hoặc. Trong nháy mắt này, ngay khi mọi người đang nghi hoặc toàn bộ cung điện màu trắng đột nhiên phóng lên cao, trong không gian tạo thành một đạo bạch quang, trực tiếp xuyên qua gợn sóng không gian, khí thế phô thiên cái địa tỏa ra. Quang mang kinh khủng trên bầu trời lúc này là năng lượng phong hệ hội tụ lại. Đồng thời khi năng lượng kinh khủng này phóng lên cao hội tụ thành một quang cầu màu trắng chừng 200 thước, quang cầu xoay tròn, khiến cho không gian gấp khúc, cuối cùng đánh vào cung điện màu trắng kia. Lúc này thân thể Nguyên Nhược Lan lần thứ hai xuất hiện trên đài, khí tức quanh người tăng vọt, y phục màu tím tung bay phấp phới, tóc dài phía sau tung bay, mỗi một cọng tóc lúc này dường như đều ẩn chứa kinh khí cường hãn. Vũ tướng thất trọng, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, lúc này khí tức của Nguyên Nhược Lan đã đạt tới vũ tướng thất trọng, mà không phải vũ tướng tứ trọng như ban đầu. Trong nháy mắt này quang cầu màu trắng nổ tung, năng lượng phong hệ xé nát không gian. Cung điện màu trắng do Vân Hồng Lăng thôi động trong nháy mắt bị đánh văng ra, kinh khí liên miên không ngừng đánh vào trên bề mặt cung điện màu trắng. Khục khục, Vân Hồng Lăng ho một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu. Cung điện màu trắng đột nhiên mất đi lực lượng cung cấp quang mang theo đó mở dần đi, bằng mắt thường cũng có thể thấy được lúc này nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào trong tay Vân Hồng Lăng. Vũ kỹ phong hệ huyền cấp sơ giai, vũ tướng thất trọng, vũ giả tứ hệ. Lần đầu tiên Lục Lâm Thiên cảm thấy khiếp sợ, Nguyên Nhược Lan trên đài vừa mới thi triển vũ kỹ phong hệ huyền cấp sơ giai, mà Nguyên Nhược Lan mấy ngày nay xuất thủ đã biểu lộ ra thuộc tính thủy, thuộc tính hỏa, thuộc tính mộc. Lúc này thêm thuộc tính phong nữa là bốn loại thuộc tính. Mà lúc này thực lực của Nguyên Nhược Lan cũng là vũ tướng thất trọng, phỏng chừng trước đó nàng đã dùng thủ đoạn che giấu khí tức và thực lực của mình. Tới vòng này mới bộc phát ra. Cổ trưởng môn, Nguyên Nhược Lan trong tông môn nữa là vũ giả tứ hệ sao? Lúc này trên khán đài, những cường giả đều nhìn về phía cổ kiếm phong, việc Vân Hồng Lăng bị thua, hoặc là Nguyên Nhược Lan thắng lợi, tất cả đều bị mọi người ném qua một bên. Ngay cả Vân Khiếu Thiên lúc này, Dương trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn về phía cổ kiếm phong. Không sai, Nhược Lan chính là vũ giả tứ hệ. Nhìn thấy biểu tình trên mặt mọi người, cổ kiếm phong có chút thỏa mãn cười nói. Hít! Mọi người hít sâu một hơi, vũ giả tứ hệ, tốc độ tu luyện so với bình thường nhanh hơn 4 lần, thiên phú như vậy tuyệt đối là kinh khủng. Nếu nói một vũ giả tam hệ đã làm cho người ta ước ao đố kỵ, vậy thì vũ giả tứ hệ càng khiến cho người ta sợ hãi than. Vũ giả tam hệ chính là lông phượng sừng lân, nghìn vạn người mới có một. Mà vũ giả tứ hệ là trong hàng tỷ người không có lấy một, chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Vũ giả tứ hệ A. Các trưởng môn khẽ than, vũ giả vũ tướng thất trọng, thực lực trong đám người trẻ tuổi đã vượt quá xa. Nhìn vào Nguyên Nhược Lan trước mặt này, sắc mặt Vân Hồng Lăng trắng bệch. Lúc này biết được thực lực của đối phương, vũ giả tứ hệ, vũ tướng thất trọng, dù nàng có linh khí cũng không thể chống lại được. Linh khí tuy rằng lợi hại, thế nhưng nàng cũng không thể thi triển ra uy lực lớn nhất. Nếu như nàng là linh giả mà nói, uy lực khi thi triển có lẽ sẽ lớn hơn không ít. Ta thua. Vân Hồng Lăng lau vết máu nơi khóe miệng rồi nói với Nguyên Nhược Lan. Trận thứ hai, Nguyên Nhược Lan thắng, tiến vào top 3. Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn lớn tiếng tuyên bố. Đối với thắng lợi của Nguyên Nhược Lan, Hồng Bào trưởng lão cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Thực lực quá mạnh, Nguyên Nhược Lan kia không ngờ lại là vũ giả tứ hệ. Ngươi thấy không, Nguyên Nhược Lan là vũ tướng thất trọng, hóa ra nàng vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Vũ giả tứ hệ, quá kinh khủng nha, ta còn chưa bao giờ nghe qua vũ giả tứ hệ. Trong trăm vạn người xem lúc này đều vô cùng kinh ngạc, tức thì tiếng ồn ào lập tức vang lên. Hai canh giờ sau, trong đại sảnh của Thiên Kiếm Môn, mấy vị trưởng lão, còn có Vân Khiếu Thiên, Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng ngồi đó.
Vân Hồng Lăng ăn vào một viên đan dược, sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút, chỉ là vẫn còn trắng bệch. Hồng Lăng, con cảm thấy thế nào rồi? Vân Khiếu Thiên lo lắng hỏi. Cha, con không sao, không ảnh hưởng tới căn cơ, điều tức mấy ngày là ổn. Vân Hồng Lăng đáp. Không nghĩ tới thiên kiếm môn giấu kỹ đến như vậy, vũ giả tứ hệ, vũ tướng thất trọng, trong đám người trẻ tuổi ai có thể là đối thủ của nàng chứ? Dương trưởng lão khẽ lắc đầu nói. Vũ giả tứ hệ quá mức khan hiếm, thiên kiếm môn giấu kỹ cũng là chuyện bình thường. Tạ trưởng lão nói. Mặc kệ thế nào, Vân Dương Tông chúng ta đã có người tiến vào top 3 rồi. Vũ Ngọc Tiền nói. Cũng may có Lục Lâm Thiên trực tiếp tấn cấp, bằng không gặp phải ai trong hai người kia chỉ sợ Vân Dương Tông ta cũng không có cơ hội tiến vào top 3. Tống trưởng lão than nhẹ. Lăng Thanh, Nguyên Nhược Lan kia đều có thực lực rất mạnh. Giản Tâm Nhi tuy rằng có linh khí trong tay, lại là một linh giả, thế nhưng vẫn bị Lăng Thanh đánh bại. Thực lực hơn kém ra sao cũng có thể thấy được, không nghĩ tới lần đại hội Tam Tông Tứ Môn này xuất hiện nhiều người cường hãn như thế. Vân Khiếu Thiên nói, lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi cười khổ nói. Cũng may Lục Lâm Thiên có thể trực tiếp tấn cấp, bằng không quả thực là phiền toái. Trong lòng Vân Khiếu Thiên lúc này cũng cho rằng Lục Lâm Thiên rất khó đánh lại hai người kia. Cho nên lúc này không khỏi cảm thán Lục Lâm Thiên vận khí tốt, giải vây cho Vân Dương Tông. Đáng tiếc, lúc này Vân Dương Tông ta không thể cạnh tranh vị trí thứ nhất. Dương trưởng lão nói, Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn, còn có Lăng Thanh kia, thực lực hai người đều rất mạnh. Mà thực lực của Nguyên Nhược Lan dường như còn mạnh hơn một chút, vũ giả tứ hệ lại có tu vi vũ tướng thất trọng, cho dù là vũ giả vũ tướng bát trọng bình thường cũng chỉ có thể bại trong tay nàng. Huống chi Nguyên Nhược Lan còn có vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Vân Khiếu Thiên nói. Xem ra, Thiên Kiếm Môn vì muốn ngẩng cao đầu trong đại hội Tam Tông Tứ Môn cho nên đầu tư không ít rồi. Nếu như Vân Dương Tông ta cũng có vũ giả tứ hệ thì tốt biết mấy. Sau này tuyệt đối có thể trở thành cường giả phong vân. Tạ trưởng lão nói. Lâm Thiên, ngày mai con cứ cố gắng là được. Dù sao cũng đã tiến vào top 3 rồi. Vũ Ngọc Tiền vốn đối với đồ đệ bảo bối mình có lòng tin mạnh mẽ thế nhưng hiện tại đối với vòng ngày mai cũng không có một chút nắm chắc nào. Thậm chí ngay cả kỳ tích cũng không dám mơ tới, dù sao thực lực hơn kém quá lớn. Lục Lâm Thiên, vòng ngày mai bởi vì ngươi trực tiếp tấn cấp cho nên ngày mai trận đầu tiên ngươi phải lên đài. Mà Nguyên Nhược Lan và Lục Thanh kia sẽ rút thăm quyết định xem ai đấu với ngươi trước. Vân Khiếu Thiên nói với Lục Lâm Thiên. Mặc kệ là gặp phải ai. Ngày mai ngươi cứ cố gắng là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều đến thứ khác. Lần này ngươi tiến vào top 3, đã lập công lớn cho tông môn, sau khi trở về ta nhất định sẽ thưởng lớn. Vâng, tông chủ. Lục Lâm Thiên nói, cũng không nhiều lời. Trong đầu hắn hiện tại cũng hiện lên thân ảnh của hai người Nguyên Nhược Lan và tên thanh niên gầy gò kia. Thực lực hai người này đều rất mạnh, bản thân hắn gặp gỡ bất luận một người nào đều khó đối phó. Thậm chí có thể nói là căn bản không thể đối phó, trừ phi hắn liều mạng. Dương trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, ba người này không có một ai tin rằng Vân Dương Tông có thể chiếm được vị trí thứ hai hoặc thứ nhất. Thực lực hai người kia thực sự quá mạnh mẽ. Một lát sau, Lục Thiếu Du mới rời khỏi đại sảnh trở về phòng mình. Lão đại, huynh làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt lão đại dường như không tốt chút nào, Tiểu Long lập tức hỏi, đôi mắt nhỏ không ngừng đảo qua đảo lại. Đi tới trên vai Lục Thiếu Du. Ta đang suy nghĩ về ngày mai, hai người còn lại dường như đều khó đối phó. Lục Lâm Thiên nói, thực lực hai người kia đều rất mạnh, quả thực khó đối phó. Chỉ là nếu như dùng toàn lực lẽ nào ngươi không nắm chắc sao? Thân thể nhỏ nhắn của Bạch Linh lười biếng ghé vào cái ghế rồi nói, ngay cả cái đầu cũng không ngẩng lên. Nắm chắc quả thực không có, đến lúc đó tính tiếp. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, khoanh chân ngồi xuống, lúc này cũng đã là hoàng hôn. Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện. Cuộc chiến ngày mai hắn phải đối đầu với một trong hai người. Mặc kệ là ai nếu như hắn muốn thắng trên cơ bản đều không có hy vọng gì. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng không phải là người không chiến mà hàng. Huống chi nếu như tiến vào top 2 là có thể khiến cho Vân Khiếu Thiên đáp ứng thêm một việc, có chỗ tốt như vậy đương nhiên hắn sẽ cố gắng. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một đám quang mang, trên người Tiểu Long và Bạch Linh cũng có quang mang bao quanh, tất cả đều tiến vào trong trạng thái tu luyện. Bên ngoài,
có năng lượng thiên địa, Bạch Linh đã có thể tu luyện bình thường. Trong thành Thiên Kiếm hiện tại đều đàm luận về Nguyên Nhược Lan, vũ giả tứ hệ. Tin tức này giống như một cơn lốc, lúc chạng vạng, hầu như toàn bộ mọi người trong thành Thiên Kiếm to lớn này đều biết tới. Mà cùng lúc đó, tin tức này cũng từ trong thành Thiên Kiếm truyền tới không ít thế lực khác. Vũ giả tứ hệ xuất hiện tuyệt đối là một chuyện tình khiến cho người ta khiếp sợ. Vũ giả tứ hệ, tu vi càng cao, thực lực sẽ càng kinh khủng. Một người như vậy lại là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm môn, các thế lực lại càng phải quan tâm. Trong nơi đặt cược ở thành Thiên Kiếm hiện tại cũng chỉ còn lại ba người Lục Lâm Thiên, Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh. Mà vốn Lục Lâm Thiên tỷ lệ đặt cược rất thấp, từ vòng thứ ba có biểu hiện kinh người mới tăng lên một chút. Thế nhưng lúc này trong ba người còn lại thì hắn là kẻ có tỷ lệ thấp nhất. Mà vì cuộc chiến ngày mai tỷ lệ đặt cược của Lục Lâm Thiên đã là 1:300. Nguyên Nhược Lan là 1:1, Lăng Thanh thì là 1:2. Loại tỷ lệ này nếu như để Lục Lâm Thiên biết được nhất định sẽ phiền muộn muốn chết. Xem ra, toàn bộ mọi người trong thành Thiên Kiếm này không xem trọng hắn. Từ tỷ lệ có thể nhìn thấy, hầu như người trong thành Thiên Kiếm đều xem trọng Nguyên Nhược Lan, thứ nhì chính là Lăng Thanh. Mà Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn bị ném sang bên cạnh, 1:300, loại tỷ lệ này quá lớn, thế nhưng lại không có ai chú ý đến. Vào buổi tối, khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng và những ngôi sao không ngừng lóe lên ánh sáng. Dưới bầu trời đêm vắng vẻ, còn có những âm thanh náo nhiệt trong thành Thiên Kiếm, lúc này chỉ có một người đang thưởng thức bầu trời đêm mỹ lệ này. Tại mỗi tửu điếm bình dân, trên nóc nhà có một thân ảnh đang ngồi đó. Quần áo theo gió đêm tung bay phất phới. Trên mặt người này có một tấm lụa trắng, chính là Lăng Thanh tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn kia. Trong bóng tối, ánh mắt Lăng Thanh bắn ra một đạo tinh quang. Trong bóng tối này toát lên một cỗ vị đạo không nói nên lời. Thiếu chủ, vì sao còn chưa đi nghỉ? Ngày mai người còn phải đi tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Một lão giả vẻ mặt có chút âm lệ vô thanh vô tức xuất hiện trên mái nhà. Đối với người thanh niên trước mắt này phát ra sự tôn kính tuyệt đối. Ta biết rồi, tin tức của bảo vật tiến triển tới đâu rồi? Thanh niên gầy gò này không quay đầu lại, nhìn vào vầng trăng treo trên không trung hỏi. Gần đây có chút bận rộn cho nên không có tiến triển gì mới. Dù sao tin tức này cũng đã trôi qua nhiều năm, bảo vật kia dường như rơi vào trong tay một tiểu gia gia tộc ở trấn Thanh Vân. Chờ sau khi xác định kỹ ta lại bẩm báo với thiếu chủ. Được. Nhanh chóng xác định đi, nếu như bảo vật này bị các thế lực khác biết được chúng ta sẽ tốn rất nhiều công phu. Thanh niên gầy gò nói. Vâng, thiếu chủ. Lão giả có chút âm lệ nói. Thiếu chủ, ngày mai luận võ, toàn bộ người trong thành đều đoán người và Nguyễn Nhược Lan kia có hy vọng, thiếu chủ thực sự muốn đánh bại Nguyễn Nhược Lan kia sao? Đánh bại Nguyễn Nhược Lan sẽ tạo thành đả kích thật lớn cho Tam Tông Tứ Môn, Vũ Tướng thất trọng. Vũ giả tứ hệ còn chưa đủ lọt vào mắt của ta. Thanh âm khàn khàn của thanh niên kia vang lên. Thiếu chủ đương nhiên sẽ không đặt Nguyên Nhược Lan kia vào mắt rồi. Ngay cả giới chủ cũng nói thiên phú của thiếu chủ so với ngài còn mạnh hơn. Về phần Lục Lâm Thiên kia, vũ giả tam hệ cũng không phải là đối thủ của người. Lão giả âm lệ kia nói. Hóa ra hắn tên là Lục Lâm Thiên. Thanh niên gầy gò lẩm bẩm nói, thanh âm đột nhiên có chút run run. Âm thanh ầm ĩ không dứt trong thành, một đêm chậm rãi trôi qua. Khi tia nắng đầu tiên từ phía đông chiếu xuống mang theo một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cho mọi người thoải mái. Phía chân trời xa xa những ngôi sao bắt đầu biến mất. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể, một đêm tu luyện, tu vi có chút tiến bộ chậm rãi. Lão đại, hôm nay phải xem biểu hiện của huynh thế nào rồi. Tiểu Long cũng dừng tu luyện. Quang mang quanh thân chợt lóe lên, dường như trong khoảng thời gian này nó tiến bộ không ít. Lục Lâm Thiên, hôm nay mặc kệ là ngươi gặp phải kẻ nào, chỉ sợ đều vô cùng khó khăn. Ta cũng muốn biết, ngươi còn con bài ẩn giấu nào không? Bạch Linh nói. Hắc hắc. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, còn bài chưa lật của hắn xem ra hôm nay phải bại lộ, mặc kệ là gặp phải ai, hắn đều phải liều mạng. Sáng sớm. Trên diễn võ trường trong thành Thiên Kiếm đã bắt đầu tụ tập không ít người. Hai trận đấu đỉnh phong sắp tới tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua, càng những trận đấu về sau sẽ càng kịch liệt. Khi Lục Lâm Thiên theo mọi người Vân Dương Tông tới khán đài thì những trưởng môn của Tam Tông Tứ Môn khác cũng xuất hiện. Sau khi hàn huyên một lát, các đại cường giả lập tức ngồi xuống.
Lục Lâm Thiên và Lục Vô Song, còn có Khuất Đao Tuyệt, Hàn Phong cũng chỉ có thể đứng phía sau mà thôi. Thương thế Vân Hồng Lăng cũng không nhẹ, nhưng nàng cũng muốn đi tới. Hôm nay Lục Lâm Thiên phải lên đài, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Dọc đường đi, Vân Khiếu Thiên, Vũ Ngọc Tiền, Dương Trưởng Lão dường như cũng biết ý không tạo thành áp lực quá lớn cho hắn. Đều bảo hắn cố gắng là được, thua cũng không sao. Dù sao đi nữa hắn cũng đã vì Vân Dương Tông lập được đại công. Chỉ có Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, hai huynh đệ nhà này trong mắt có chút hận ý, cũng cười nhạo. Người mà bọn hắn luôn căm ghét một đường tấn cấp, khiến cho bọn họ oán hận không ngớt. Hiện tại gặp phải đối thủ khó nhằn không có cơ hội nào thắng khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng sảng khoái. Tiểu tặc, hai người bọn họ đều rất lợi hại, người phải cẩn thận một chút. Dù sao đi nữa cũng đã tiến vào top 3, cũng không cần cố gắng quá tránh để bị thương. Sắc mặt Vân Hồng Lăng có chút tái nhợt, sau khi biết thực lực của Nguyên Nhược Lan và Lăng Thanh kia nàng vô cùng lo lắng cho Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, cố gắng là được rồi. Lục Vô Song khẽ nói, tuy rằng biết Lục Lâm Thiên là linh vũ song tu, thế nhưng đối với con bài chưa lật của Lục Lâm Thiên nàng cũng không biết nhiều lắm. Trên khán đài, những đệ tử khác của Tam Tông Tứ Môn lúc này không ít người đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan. Mà Nguyên Nhược Lan không thể nghi ngờ lúc này khiến cho mọi người sùng bái cuồng nhiệt. Vũ tướng thất trọng, vũ giả tứ hệ, trong thế hệ trẻ tuổi ai có thể là địch thủ của nàng được chứ? Đại hội vẫn còn đang chuẩn bị, trên vũ đài còn có không ít đệ tử Thiên Kiếm Môn đang bận rộn. Mà lúc này bốn phía chung quanh vô cùng tấp nập. Vốn chỉ có thể dung nạp được 100 vạn người nhưng lúc này lại tới 120 vạn, tuy rằng chật chội. Thế nhưng không có ai cảm giác khó chịu mà lại vô cùng kích động và chờ mong. Chật chội, tiếng nói ầm ĩ không ngừng vang lên bên tai mọi người. Cảm nhận được bầu không khí sôi động này mỗi người đều không tự chủ được mà bị lây theo hòa vào không khí này. Trên võ trường, Nguyên Nhược Lan trên đài mặc bộ y phục màu tím khiến cho mọi người không khỏi ghé mắt nhìn qua. Thực lực kinh khủng lại là vũ giả tứ hệ khiến cho mọi người tặc lưỡi suýt xoa không thôi. Trong võ trường có không ít người hô lên tên Nguyên Nhược Lan, thỉnh thoảng cũng có âm thanh ủng hộ Lăng Thanh. Về phần Lục Lâm Thiên trong tiếng gọi ầm ĩ này đã không nghe thấy gì. Tới ngày hôm nay Lục Lâm Thiên vốn là một đầu hắc mã trong đại hội Tam Tông Tứ Môn thế nhưng bởi vì Nguyên Nhược Lan và Lăng Thanh biểu hiện cường hãn cho nên nhanh chóng bị chèn ép. Mọi người đều biết Lục Lâm Thiên bất phàm, cũng biết Lục Lâm Thiên rất mạnh. Có thể tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn đều là kẻ mạnh. Thế nhưng trong kẻ mạnh còn có kẻ manh hơn. So với Nguyên Nhược La và Lăng Thanh thì Lục Lâm Thiên lại kém hơn một ít. Chí ít cho tới hiện tại thực lực của Lục Lâm Thiên so với hai người kia yếu hơn nhiều. Lão đại, xem ra hôm nay cũng không có ai coi trọng huynh. Có mỗi đệ tốt với huynh mà thôi. Tiểu Long cảm nhận bầu không khí chung quanh, lúc lắc cái đầu nói. Ha ha. Lão đại của đệ tuyệt đối sẽ không để cho đệ phải mất mặt. Lục Lâm Thiên cười ha hả, vuốt ve đầu Tiểu Long. Đông. Một tiếng chuông du dương truyền đến, tiếng ồn ào trong diễn võ trường lập tức biến mất, lúc này trăm vạn ánh mắt đều nhìn vào giữa. Trên khán đài, một thân ảnh xinh đẹp thả người dựng lên, chân khí quanh thân xuất hiện, thân thể mềm mại từ trên khán đài tạo thành một đường cong hoa mỹ đáp nhẹ xuống mặt đất. Trên mặt đất một hạt bụi cũng không bốc lên. Điều này cũng đủ chứng minh cho thực lực của nàng. Chiêu thức ấy tự nhiên khiến cho không ít khán giả phía dưới cuồng nhiệt. Tiểu tặc, phải cẩn thận. Vân Hồng Lăng nói. Tiểu Long, Bạch Linh chuyển sang vai Lục Vô Song. Trong ánh mắt quan tâm của Lục Vô Song Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn về phía trước. Chân khí bùng lên, dưới chân có hai vòng xoáy, thân ảnh lập tức nhẹ nhàng đáp xuống võ đài, rơi vào vị trí cách Nguyên Nhược Lan không xa. Siêu. Lúc này. Một thân ảnh gầy gò cũng nhảy lên, người song song đúng cùng nhau. Theo sự xuất hiện của ba người, tiếng ầm ĩ bắt đầu vang lên, thanh âm hỗn tạp vang lên tận trời. Những ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng nhìn về phía ba người. Ba người này chính là top 3 trong đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này, chính là đại biểu cho những người trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất. Dưới ánh mắt của trăm vạn người phía dưới, Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn và hai vị hộ pháp chậm rãi đi lên đài. Khi tới trước mặt ba người thanh âm của Hồng Bào trưởng lão vang lên, thanh âm mang theo chân khí đủ để truyền khắp quanh diễn võ trường. Trải qua 4 ngày, 56 người tham dự, hiện tại cũng chỉ còn 3 người các ngươi. 3 người các ngươi chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Mà hôm nay sắp sửa đấu loại một người,
hai người còn lại sẽ tranh đoạt vị trí thứ nhất vào ngày mai. Người đứng đầu sẽ nhận được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, và nhận được vinh dự lớn lao. Hồng bào trưởng lão vừa nói xong, trong diễn võ trường lập tức vang lên thanh âm xôn xao. Lục Lâm Thiên, hôm qua ngươi trực tiếp tấn cấp cho nên hôm nay sẽ là người thứ nhất lên đài. Ngươi tiến lên đi. Hồng bào trưởng lão nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng đã sớm chuẩn bị, ngày hôm qua vận khí không tồi trực tiếp tiến vào top 3, thế nhưng hôm nay sẽ không may mắn thế nữa, phải trực tiếp lên đài. Siêu. Chân khí dưới chân chợt lóe, Lục Lâm Thiên đã tới võ đài trung ương của diễn võ trường. Hai người các ngươi rút thăm quyết định đi, trong này có hai ngọc bài, mỗi người các ngươi chọn một. Nếu như lấy phải ngọc bài trống thì trực tiếp tấn cấp. Chờ ngày mai tranh đoạt vị trí đầu tiên, còn lấy phải ngọc bài có số 1 thì phải lên đài. Ngay khi Lục Lâm Thiên lên đài thì Hồng Bào trưởng lão nói với hai người Nguyên Nhược Lan và Lăng Thanh. Trong khi hai người rút ngọc bài, mọi người phía dưới cũng vô cùng khẩn trương, không biết là ai sẽ trực tiếp tấn cấn. Là ai rút được ngọc giản trống? Hồng Bào trưởng lão hỏi. Ta! Thanh âm khàn khàn, trầm thấp từ trong miệng Lăng Thanh truyền đến. Trên tay hiện lên một ngọc bài trống. Trực tiếp tấn cấp, chờ trận chiến cuối cùng vào ngày mai. Hồng bào trưởng lão nói. Lục Lâm Thiên gặp Nguyên Nhược Lan. Trên khán đài, chúng trưởng lão mở miệng cười, Lục Lâm Thiên đụng phải Nguyên Nhược Lan vũ tướng thất trọng, vũ giả tứ hệ. Cho dù Lục Lâm Thiên bất phàm, thế nhưng kết quả cũng đã định trước. Nếu như Lục Lâm Thiên có thể thắng lợi quả thực là gặp quỷ rồi. Mọi người trong Vân Dương Tông nhướng mày. Có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Tiến vào top 3 bọn họ đã rất thỏa mãn, trận đấu này chỉ có thể nói là hình thức mà thôi. Vân Tông Chủ, trận này ngươi thấy thế nào? Thấy Lục Lâm Thiên gặp phải Nguyên Nhược Lan, Tông Chủ Vạn Thú Tông Duẫn Ngạc nói với Vân Khiếu Thiên. Hiện giờ đã nói kết quả dường như vẫn hơi sớm. Vân Khiếu Thiên đáp, tuy rằng trong lòng hắn hiện tại không cho rằng Lục Lâm Thiên có bao nhiêu hy vọng, thế nhưng hắn thân là Tông Chủ, cũng không thể khiến cho đệ tử mình nhục chí được. Xem ra, Vân Tông Chủ vẫn có lòng tin nha. Ta đề nghị mọi người và Vân Tông Chủ đánh cược một ván, mọi người thấy thế nào? Cổ Kiếm Phong, trưởng môn Thiên Kiếm Tông nhíu mày nhìn Vân Khiếu Thiên nói. Cổ trưởng môn, cái này không cần thiết. Vân Khiếu Thiên nói, cũng không thể để cho mấy tên cáo giả này bu vào, nếu như cược nữa chỉ sợ sẽ chắc chắn thua. Vân Tông Chủ, người cũng không thể như vậy nha. Người đã thắng hai trận không thể chạy thế được. Trận này ngươi phải đổi. Lục Lâm Thiên của các ngươi từ đầu vẫn lấy yếu thắng mạnh, ta nghĩ trận này cũng không phải không có cơ hội. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Lục Lâm Thiên thắng chúng ta sẽ mất cho Vân Tông Chủ hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Nếu như Nguyên Nhược Lan thắng Vân Tông Chủ chỉ mất một bộ vũ khí huyền cấp cao giai mà thôi. Tính đi tính lại Vân Tông Chủ đều chiếm tiện nghi không nhỏ nha. Cổ Kiếm Phong nói. Chuyện này... Vân Khiếu Thiên còn chưa nói xong, Cổ Kiếm Phong lại cười nói. Vân Tông Chủ không phải là ngay cả đệ tử của mình cũng khinh thường đó chứ. Nếu như Vân Tông Chủ thua thì tính ra vẫn lãi một bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Ta cũng đặt, hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai cược một bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Vân Tông Chủ, như vậy là ngươi chiếm tiện nghi lớn rồi nha. Duẫn Ngạc nói. Ta cũng giúp vui. Vi Bang Ngạn của Quy Nguyên Môn cắn răng nói. Mấy trưởng môn còn lại đều cắn răng theo. Lục Lâm Thiên gặp phải Nguyên Nhược Lan bọn họ không có lý do gì không theo. Tuy rằng tiền đặt cược có chút không công bằng, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên gặp phải Nguyên Nhược Lan, nếu tiền đặt cược công bằng thì Vân Khiếu Thiên sẽ không đồng ý. Mấy vị trưởng môn này đều có ý nghĩ như nhau muốn đòi lại một bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Liên tiếp thua hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai khiến cho trong lòng bọn họ nhỏ máu. Nếu có thể kiếm lại một bộ thì tốt quá rồi. Thế nên lúc này các đại trưởng môn chỉ có thể cắn răng mà theo. Vạn nhất nếu bị thua, lại thua hai bộ vũ khí huyền cấp cao giai, bọn họ sau này trở về sẽ không biết ăn nói thế nào với thái thượng trưởng lão trong môn phái. Lúc này nếu như có thể lấy được lại một bộ vũ khí từ tay Vân Khiếu Thiên này khi trở về có thể ăn nói dễ hơn một chút. Vân Khiếu Thiên cười khổ, đây đâu phải đặt cược chứ, những tên cáo giả này rõ ràng là muốn ăn cướp mà. Mà bản thân hắn lại không thể cự tuyệt. Được, Vân Mỗ theo chư vị trưởng môn cược. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, trong lòng thầm mắng. Đám hồ ly này, coi như bản thân mình thắng một cuộc là được rồi. Ha ha, Vân Tông Chủ,
nhìn dáng vẻ của ngươi dường như có chút lo lắng. Không sao, nói không chừng đệ tử Lục Lâm Thiên của các ngươi sẽ khiến cho chúng ta ngoài ý muốn đấy. Duẫn Ngạc cười ha hả, bộ dáng như lần này thắng chắc Vân Khiếu Thiên rồi vậy. Những trưởng môn khác cũng âm thầm mỉm cười, có thể lấy lại một bộ cũng tốt, lần này chiến thắng đã định rồi, nếu như thua nữa quả thực là gặp quỷ. Siêu! Giữa sân, một thân ảnh xinh đẹp hiên ra, đáp xuống trước người Lục Lâm Thiên. Chính là Nguyên Nhược Lan. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lại, nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt này, Nguyên Nhược Lan hôm nay dường như cố ý trang điểm một phen. Y phục màu tím bao bọc lấy thân thể linh lung, khuôn mặt trang điểm nhẹ, thoạt nhìn vô cùng kiều diễm. Mái tóc đen nhánh được buộc lại, trên đầu cài một bông hoa đỏ, càng làm nổi bật làn da nõn nà của nàng. Dáng người linh lung, dung nhan xinh đẹp tuy rằng so với Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song thì kém hơn thế nhưng cũng tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Theo sự xuất hiện của Nguyên Nhược Lan lập tức chung quanh im lặng, tiếng cảm thán truyền tới, trong lòng mọi người lúc này đã có kết quả rồi. Lục Lâm Thiên, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, thế nhưng hôm nay lại có chút không đủ rồi. Ngươi có thể trực tiếp chịu thua đi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, miệng khẽ mở, nhàn nhạt nói. Thật không, không chiến mà hàng, ta không làm được. Lục Lâm Thiên nói, sắc mặt không biến đổi. Ngươi quả thực có chút cốt khí. Nguyên Nhược Lan nói, ngươi ra tay trước đi, tu vi vũ tướng nhất trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta chưa từng chiếm tiện nghi của phụ nữ, ngươi là phụ nữ, cho nên cho ngươi xuất thủ trước. Lục Lâm Thiên tùy ý nói, tiểu tử này tới lúc này vẫn lịch sự như vậy, quả thực quá bừa bãi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên như vậy, chúng cường giả của Tam Tông Tứ Môn không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu tử này thua người không thua trận thế. Thua khí thế cũng không mất phong độ, quả thực giống ta như đúc. Vũ Ngọc Tiền, Vũ trưởng lão mỉm cười, đối với biểu hiện của tên đồ đệ này vô cùng thỏa mãn. Nghe Vũ Ngọc Tiền nói như vậy, chúng trưởng lão và hộ pháp trong Vân Dương Tông thiếu chút nữa nhổ một ngụm nước bọt vào lão. Toàn bộ Vân Dương Tông này ai mà không biết khí độ của Vũ trưởng lão ra sao? Sao tự dưng nói những lời này lại tự nhiên không biết đỏ mặt như vậy? Tiểu tử, để xem ngươi còn kiêu ngạo được nữa không? Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải, hai huynh đệ nhìn vào Lục Lâm Thiên có chút hả hê. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đụng phải Nguyên Nhược Lan thực lực cường hãn như vậy trong lòng vô cùng hả giận, mong chờ Lục Lâm Thiên bị trà đạp. Tiểu tặc này vận khí quả thực không tốt lắm. Vân Hồng Lăng chu miệng nói. Hồng Lăng tỷ đối với lão đại có chút lòng tin được hay không? Thực lực của lão đại cũng không sợ một vũ tướng thất trọng. Tiểu Long nói. Lúc này dưới tình huống mọi người kinh thường mình. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cười khổ. Nguyên Nhược Lan rất mạnh, thế nhưng nếu như chân chính chiến đấu ai thắng ai bại còn chưa biết được. Hắn cũng có hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai còn chưa thi triển ra. Còn có thể phối hợp với hư linh huyền ấn. Bằng thực lực hiện tại của hắn nếu như triệt để bung ra, đừng nói là vũ tướng thất trọng, cho dù là vũ tướng bát trọng hắn cũng có thể khiến cho đối phương vô cùng chật vật. Dù sao khi thi triển Chu Tước Quyết, bằng vào thực lực hiện tại uy lực không phải chỉ để không đó. Cùng lắm là liều mạng, đao hồn chảm hắn cũng chưa thi triển qua. Đương nhiên, đao hồn chảm, Chu Tước Quyết, hai con bài này không đến cuối cùng Lục Lâm Thiên sẽ không bại lộ một cách đơn giản được. Sau đó thực lực của hắn sẽ bại lộ trong mắt mọi người, chuyện này đối với hắn mà nói, không phải là một chuyện an toàn. Đã như vậy ta không khách khí nữa. Lúc này vẻ mặt Nguyên Nhược Lan trầm xuống. Chân khí từ trong cơ thể bạo phát ra. Chân khí quanh thân run run, cổ tay khẽ lắc một cái, một đạo trưởng ấn bỗng nhiên đánh về phía Lục Lâm Thiên. Quang mang nóng bỏng, giống như thiểm điện trong nháy mắt bắn về Lục Lâm Thiên. Tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh xinh đẹp hiện lên rồi lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Nhanh thật! Lục Lâm Thiên thầm sợ hãi than, tốc độ của Nguyên Nhược Lan này vô cùng nhanh chóng, không dưới hắn. Siêu! Một vòng xoáy hình thành quanh người, thân thể Lục Lâm Thiên tạo thành một đạo tàn ảnh rồi biến mất. Quang mang quanh người xuất hiện, nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp. Chiến đấu với một vũ tướng thất trọng như Nguyên Nhược Lan, trong lòng Lục Lâm Thiên biết thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ. Nếu như hắn không bố trí thanh linh khải giáp, có lẽ bản thân hắn sẽ phải chịu cảnh bị đánh cho bầm dập. Lúc này, Nguyên Nhược Lan đuổi theo không bỏ, tay áo tung bay, trưởng ấn lập tức biến đổi đuổi theo Lục Lâm Thiên. Thiên thủ liệt cương ấn. Trong chốc lát,
một cỗ năng lượng hùng hồn từ trong người Lục Lâm Thiên phóng lên cao hóa thành những đạo tàn ảnh, lập tức ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn ầm ầm va chạm với đạo trưởng ấn của Nguyên Nhược Lan. Phanh phanh, kinh khí khuếch tán, giữa không trung vang lên tiếng ầm ầm. Hai đạo thân ảnh từ trong kinh khí bị đẩy lui ra. Thân thể mềm mại của Nguyên Nhược Lan bị đẩy lùi về phía sau một bước, Lục Lâm Thiên thì trực tiếp lùi lại hơn 10 bước. Thật mạnh. Sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, vũ tướng cách nhau một trọng thực lực cách xa càng lớn. Hắn mới chỉ là vũ tướng nhất trọng, đối phương lại là vũ tướng thất trọng. Cách biệt quá lớn nha, nếu không phải hắn nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp, còn có thân thể cường hãn thì vừa rồi không thể chống lại nàng. Lục Lâm Thiên này quả thực có chút bất phàm. Trên khán đài, chúng cường giả lúc này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người giữa sân lúc này lại nhìn nhau. Sau đó hai đạo thân ảnh hầu như cùng một lúc hóa thành lưu quang xen kẽ với nhau. Tốc độ hai người đều vô cùng nhanh chóng, từng đạo công kích giống như thiểm điện được phóng ra. Toàn bộ võ đài lúc này được bao phủ trong tiếng ầm ầm. Mà lúc này chỉ có một ít người mới có thể thấy được biến hóa trong võ đài. Hai người này chiến đấu vô cùng kịch liệt, hoàn toàn dùng phương thức ngạnh kháng, so đấu tiêu hao chân khí với nhau. Điều này khiến cho không ít cường giả nghi hoặc không ngớt. Lục Lâm Thiên hẳn là biết thực lực của mình yếu hơn đối phương. Vì sao lại phải lựa chọn biện pháp chiến đấu bất lợi với mình như vậy? Một vũ tướng nhất trọng so tiêu hao chân khí với một vũ tướng thất trọng, quả thực không biết lượng sức. Hỏa viêm bạo, đại địa cương thuẫn, phong quyển tàn vân. Tiếng quát của Lục Lâm Thiên vang lên, thân ảnh dưới kình khí hỗn loạn không ngừng thoát ẩn thoát hiện. Phá phong quyền, khốn mộc ấn, tam trọng trưởng. Từng tiếng kêu truyền ra, lực lượng cuồng bạo tràn ngập không gian khiến cho không gian gợn sóng. Trên võ đài lúc này kình khí hỗn loạn, giống như từng quả bom nổ vậy. Vũ tướng nhất trọng trực tiếp ngạnh kháng vũ tướng thất trọng khiến cho mọi người há hốc mồm, khí thế như vậy cũng khiến cho mọi người phải lau mắt mà nhìn. Phanh phanh phanh, từng tiếng nổ lớn vang lên, kình khí không ngừng khuếch tán tới một phạm vi nhất định rồi mới tiêu tán trên không trung. Hoàng quang lóe lên. Thân ảnh hai người lại đan xen vào một chỗ, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng cuồng bạo va chạm với nhau. Chỉ có một ít người mới có thể nhìn thấy thân ảnh đang giao thủ của hai người. Năng lượng kinh khủng tràn ngập võ đài. Nhìn thấy một màn này, Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão không khỏi gật đầu. So với Lục Lâm Thiên lúc này, Triệu Kình Hải, Hàn Phong xếp thứ nhất thứ hai trên long bảng còn kém xa Lục Lâm Thiên. Công kích của hai người không ngừng va chạm cùng nhau. Vô số quang mang bắn ra, từng đạo lực lượng nổ vang. Phanh phanh. Khí tức cuồng bạo mà kinh khủng phóng lên cao. Trường ấn, quyền ấn, kinh khí đan xen cuối cùng vang lên tiếp nổ liên tiếp, một đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay về phía sau 10 thước. Phanh. Lục Lâm Thiên hung hăng đập vào mặt đất, khiến cho mặt đất phía sau lưng hắn nứt nẻ. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, miệng truyền đến cảm giác ngọt ngọt. Mạnh mẽ ngăn chặn bản thân phun ra một ngụm máu. Lục Lâm Thiên đứng dậy. Quang mang trên thanh linh khải giáp lúc này cũng đã lờ mờ, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng cười khổ. Thân thể mềm mại của Nguyên Nhược Lan lui về phía sau 2 bước. Khí tức quanh thân có chút ba động, nhìn vào Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Thân ảnh hai người đứng đó, trong không trung, kinh khí cuồng bạo đang chậm rãi biến mất. Lúc này thân ảnh hai người đứng đó, vô hình chung, áp lực trong diễn võ trường tăng lên. Khí tức khuếch tán khiến cho không ít khán giả phía dưới cảm thấy bị áp chế. Lục Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi lại có thể khiến ta xuất ra binh khí, quả thực ngươi khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn Lục Lâm Thiên, Nguyên Nhược Lan nói. Ngươi cũng cho ta ngoài ý muốn nha, ta liều mạng, ngươi cũng còn chưa xuất toàn lực. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Ong! Trong tay Nguyên Nhược Lan xuất hiện một thanh trường kiếm nói. Đệ tử thiên kiếm môn ta thực lực đều được gắn liền với kiếm. Ngươi cẩn thận. Tay cầm trường kiếm, khí thế trên người Nguyên Nhược Lan cũng bắt đầu biến đổi. Lúc này y phục không gió tự bay, mang theo một cỗ khí tức sắc bén bá đạo, toàn thân không có một chút khí tức yếu mềm nào. Ta sẽ liều mạng dùng hết toàn lực, muốn thắng ta, vậy thì phải xem thực lực của ngươi. Lục Lâm Thiên lãnh đạm nói, xung quanh thân hắn, chân khí bùng lên. Quang mang trên thanh linh khải giáp lúc này đại thịnh, chân khí tiết ra ngoài khiến cho không gian gợn sóng. Lúc này Nguyên Nhược Lan liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt này có chút kinh dị.
Từ khí thức của Lục Lâm Thiên lúc này khiến cho nàng có cảm giác, Lục Lâm Thiên trước mắt này không ngờ lại mang đến cho nàng cảm giác áp lực. Sắp kết thúc, Lục Lâm Thiên có thể kéo dài được như vậy đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng chỉ bằng như vậy không thể thắng được Nguyên Nhược Lan. Trưởng môn Huyền Sơn môn Chu Hoành Viễn nói, trong lòng đối với Lục Lâm Thiên cũng vô cùng tán thưởng. Bằng vào ánh mắt của bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được thiên phú của Lục Lâm Thiên. Nếu so về tuổi tác, Lục Lâm Thiên quả thực nhỏ hơn Nguyên Nhược Lan không ít. Vân Khiếu Thiên khẽ cười, lẩm bẩm nói. Còn một con bài cuối cùng, nên thi triển ra thôi. Khi trước trên chủ phong của Vân Dương Tông, Vân Hồng Lăng và Lục Lâm Thiên giao thủ, hắn từng thi triển một loại vũ kỹ quỷ dị. Vân Khiếu Thiên vẫn còn nhớ rõ, Lục Lâm Thiên từ đầu còn chưa thi triển ra. Điều này làm cho ở sâu trong nội tâm Vân Khiếu Thiên cũng có chút chờ mong. Có thể đầu nghịch long này sẽ tạo ra kỳ tích. Lúc này chung quanh, trăm vạn ánh mắt nhìn vào. Khí thế quanh người hai người vô hình chung đều được kéo lên. Trên khán đài, chúng cường giả cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người. Khí thế quanh thân hai người lúc này khiến cho không gian gợn sóng. Khí thế vô cùng báo đạo, chỉ có những cường giả và những khán giả ở gần mới có thể cảm nhận được. Loại cảm giác áp bách này đại bộ phận đến từ Nguyên Nhược Lan. Bởi vậy lúc này cũng không có bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc với Lục Lâm Thiên. Trong diễn võ trường hiện tại vô cùng yên tĩnh, mọi người đều ngừng thở, chờ đợi lần giao thủ cuối cùng của hai người. Khi khí thế hai người đều được kéo lên tới một mức độ nhất định thì khí thế trên người Nguyên Nhược Lan cũng được tăng lên tới mức độ vô cùng kinh khủng. Y phục bay phất phới. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lục Lâm Thiên mặt ngoài có vẻ bình thản, thế nhưng trong lòng vô cùng ngưng trọng. Kế tiếp Nguyên Nhược Lan sẽ thi triển toàn lực, có chống lại được hay không bản thân hắn cũng không biết. Chân khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, giống như vạn con ngựa không ngừng chạy đua. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn cũng sắp sửa bộc lộ một con bài chưa lật nữa. Thiên thủ liệt cương ấn. Năng lượng thổ hệ nhanh chóng hội tụ, một đạo trưởng ấn mang theo một đám tàn ảnh bắn ra về phía Nguyên Nhược Lan. Khí thế này cực kỳ cường hãn khiến cho người ta kinh ngạc. Thế nhưng chúng cường giả lúc này cũng không khó nhìn ra, khí tức trên người Lục Lâm Thiên nếu so với Nguyên Nhược Lan thì kém hơn không ít. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể chủ động xuất kích khiến cho mọi người cảm thán về dũng khí và chiến ý của hắn. Hai người đứng cách nhau 30 thước, cự ly 30 thước đầu như trong chớp mắt là có thể tiến tới. Trên đài, hai người trong nháy mắt tiếp cận với nhau. Bốn mắt đối diện, trong mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên bắn ra tinh quang, chiến ý dưới áp lực này rốt cuộc đã triệt để bạo phát. Cho tới nay hắn lúc nào cũng ẩn giấu thực lực của bản thân. Lúc này rốt cuộc không cần ẩn giấu nữa. Thân chưa động, thế nhưng khí lưu chung quanh đã ba động, Nguyên Nhược Lan cũng đã động. Không gian lắc lư, trường kiếm trong tay nàng giương lên, thân thể mềm mại lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Lưu quang kiếm quyết. Ngay khi thân ảnh Nguyên Nhược Lan xuất hiện lần thứ hai thì đã tới trước trường ấn của Lục Lâm Thiên. Trên trường kiếm có một đạo kiếm quang vô thanh vô tức xuất hiện. Siêu. Trường ấn và kiếm quang nhanh chóng va chạm với nhau bắn ra từng tia lửa. Không gian nơi kiếm quang và trường ấn va chạm lúc này có một mảnh quang mang chói mắt giống như pháo hoa xuất hiện. Trong lúc đó, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được. Trường ấn do Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra trong nháy mắt đã bị kiếm quang xé thành từng mảnh nhỏ. Kinh khí cuồng bạo mang theo tiếng gió rít gào khuếch tán ra bên ngoài. Lực lượng cuồng bạo đủ sức cắt vỡ gợn sóng trong không trung. Một đám kiếm quang khuếch tán, kiếm quang trong nháy mắt bao phủ bầu trời, nhanh chóng tiến về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thất bại rồi. Nhìn thấy một màn này, chúng cường giả cũng than không ngớt. Lục Lâm Thiên bằng vào tu vi vũ tướng nhất trọng lại có thực lực cường hãn như vậy, lúc bình thường chỉ có hắn đã có thực lực trực tiếp đối đầu với vũ tướng ngũ trọng. Đáng tiếc đối thủ của hắn lại là Nguyên Nhược Lan, vũ giả tứ hệ. Không đúng, Lục Lâm Thiên dường như còn có con bài chưa lật. Trong nháy mắt này, không ít cường giả hầu như cùng một lúc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên ở trong sự bao phủ của kiếm quang không ngờ lại nhắm mắt lại, thủ ấn trong tay biến đổi, quanh người có một cỗ khí tức nhanh chóng bành trước. Lúc này Lục Lâm Thiên đang tiến vào trong một trạng thái kỳ lạ. Đạo thủ ấn trong tay vừa kết thúc thì chân khí trong kinh mạch tràn ra, lập tức hội tụ vào lòng bàn tay, lỗ chân lông trên người mở ra, chân khí tràn theo. Cuối cùng bị một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Quang mang quanh người đại thịnh,
Quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này khí tức đột nhiên kéo lên. Khí tức này xuất hiện khiến cho mọi người trên khán đài không khỏi biến sắc. Chân khí trong người tràn ra ngoài đều bị trưởng ấn trong tay hút lại, lục sắc quang mang trên trưởng ấn đại thịnh, uy thế không ngừng kéo lên. Lúc này quang mang trên tay hắn giống như một khối nhọc phỉ thúy trong suốt vậy. Đây là ảm nhiên tiêu linh trưởng của Vân Dương Tông chúng ta. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên đột nhiên đại biến, hắn không biết Lục Lâm Thiên đã tu luyện ảm nhiên tiêu linh trưởng từ lúc nào. Mộc hệ, vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Mọi người sợ hãi than. Không phải là vì Lục Lâm Thiên thi triển vũ kỹ huyền cấp sơ giai mà là bởi vì lúc này Lục Lâm Thiên đang ngưng tụ năng lượng mộc hệ. Tất cả mọi người đều biết Lục Lâm Thiên là võ giả tam hệ, phong, hỏa, thổ. Thế nhưng lúc này hắn lại ngưng tụ năng lượng mộc hệ, chỉ có một lý do Lục Lâm Thiên cũng là vũ giả tứ hệ. Lục Lâm Thiên và vũ giả tứ hệ sao? Người của Vân Dương Tông lúc này trong nháy mắt hóa đá. Trong chớp mắt này, không gian bên trên trưởng ấn mà Lục Lâm Thiên ngưng tụ đột nhiên rung động, từng gợn sóng xuất hiện, khí tức uy áp tràn ngập chung quanh. Mà lúc này kiếm quang của Nguyên Nhược Lan đã tới trước người Lục Lâm Thiên, tất cả chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Lục Lâm Thiên mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra, không có một chút do dự nào, tay hắn đẩy ra. Trưởng ấn trong suốt như ngọc phỉ thủy kia lập tức bành trướng lao về phía kiếm quang trong không trung của Nguyên Nhược Lan. Trưởng ấn được đẩy đi, lực lượng cuồng bạo khiến cho không gian gợn sóng. Toàn bộ không gian lúc này không ngừng rít gào. Cuối cùng tiếng ầm ầm vang lên, kiếm quang và trưởng ấn đã va chạm với nhau. Hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm khiến cho không gian chấn động, tiếng nổ kinh thiên vang lên. Phanh phanh, âm thanh bạo liệt vang lên giữa không trung, một cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Bằng vào mắt thường lúc này có thể thấy được, trên võ đài lúc này có một đám kình phong đang bắn tứ tung, mỗi một đạo kình phong đều không ngừng chồng chất lên nhau, giống như thiên la địa võng, bao phủ trên kiếm quang trong bầu trời. Đạo kình phong hình cánh cung kia lập tức đánh xuống, không mang theo uy thế cuồng bạo, giống như là vô thanh vô tức hạ xuống, thế nhưng chính bởi vì khí thế nhẹ nhàng chậm rãi như vậy khiến cho những cường giả trên khán đài đều khiếp sợ. Lúc kình khí hình cung này bao phủ kiếm quang là lúc toàn bộ không gian chung quanh kình khí gấp khúc, một cỗ khí tức vô hình khuếch tán khiến cho không gian rung động. Lúc này kiếm quang bị kình phong bao phủ ở bên trong không ngừng run rẩy, giãy giụa. Cuối cùng kiếm quang dưới vô số đạo kình phong hình cung bay phủ bắt đầu tiêu tán. Năng lượng tản mát xuống mặt đất khiến cho mặt đất cứng rắn lúc này lại giống như thủy tinh tan vỡ, vô số vết nứt hiện ra lan tràn trên bề mặt. Khục khục. Trong đám kình khí tiêu tán này, một thân ảnh xinh đẹp bị đánh văng ra đồng thời lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Công kích thật quỷ dị. Trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan cắm vào trên mặt đất tạo thành một cái rãnh dài mấy thước mới khiến cho thân thể mềm mại của nàng đứng vững. Lúc này vẻ mặt nàng kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Chỉ có mình nàng biết một đạo công kích này của Lục Lâm Thiên khiến cho kiếm quang của nàng ngưng tụ ra trong nháy mắt tiêu tán. Mà bản thân nàng lại bị bao phủ trong đó, có cảm giác chân khí của nàng hoàn toàn biến mất. Đạo công kích này không ngờ dưới tình huống nàng không phòng bị khiến cho nàng tiêu hao 1/3. Đạo công kích này quả thực quá quỷ dị. Mà đồng thời Nguyên Nhược Lan cũng biết, Lục Lâm Thiên trước mắt nàng hiện tại cũng là vũ giả tứ hệ. Thân thể Lục Lâm Thiên lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Coi như là sau khi đột phá tới vũ tướng thì mức độ tiêu hao khi thi triển ảm nhiên tiêu linh trưởng cũng vô cùng kinh người. Vũ giả tứ hệ, lại xuất hiện một vũ giả tứ hệ. Trong diễn võ trường mọi người bắt đầu sôi trào. Hôm qua xuất hiện một vũ giả tứ hệ trong hàng tỷ vũ giả đều khó có được, hôm nay không ngờ lại xuất hiện thêm một người. Vũ giả tứ hệ nha. Tiểu tử này ẩn giấu quá sâu. Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão, Tống trưởng lão, Tạ trưởng lão nhìn nhau, trên khuôn mặt bọn họ hiện giờ vô cùng khiếp sợ. Lúc này trong lòng mấy vị trưởng lão đều xuất hiện một ý nghĩ, Vân Dương Tông rốt cuộc cũng có một vũ giả tứ hệ. Hay cho một Vân Khiếu Thiên, vũ giả tứ hệ trong tông môn ngươi không ngờ cũng giấu sâu như vậy. Tông chủ Vạn Thú Tông duẫn ngạc trừng mắt nhìn Vân Khiếu Thiên. Vân Tông chủ, ngươi quá không thật thà rồi. Những trưởng môn còn lại đều liếc mắt nhìn Vân Khiếu Thiên. Bọn họ cũng thật không ngờ, vốn Lục Lâm Thiên sắp thất bại, tới thời khắc cuối cùng chống lại Nguyên Nhược Lan đồng thời hiện ra thân phận vũ giả tứ hệ. Vân Khiếu Thiên bày ra vẻ mặt vô tội, vũ giả tứ hệ,
hắn cũng vừa mới được biết như mọi người a. Vũ giả tứ hệ, hảo tiểu tử, ngay cả sư phụ ngươi cũng giấu, lát nữa xem ta thu thập ngươi thế nào. Vũ Ngọc Tiền lúc này kích động tới mức run người, ngoài miệng trách cứ thế nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kích động. Tiểu tặc này không ngờ lại là vũ giả tứ hệ. Vân Hồng Lăng há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, ngay cả Lục Vô Song lúc này cũng có chút kinh ngạc. Ngươi cũng là vũ giả tứ hệ. Nguyên Nhược Lan nhìn về phía Lục Lâm Thiên, cho tới nay nàng đều cho rằng chỉ có mình nàng là vũ giả tứ hệ. Lúc này lại có một vũ giả tứ hệ khác đứng trước mặt nàng, đương nhiên nàng không khỏi kinh ngạc một phen. Đúng thì sao? Lục Lâm Thiên nói, mạnh mẽ áp chế chân khí trong cơ thể. Vừa rồi thi triển ảm nhiên tiêu linh trưởng cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho đối phương, nhiều nhất chỉ khiến cho đối phương tiêu hao một chút mà thôi. Ngươi rất mạnh, thế nhưng tu vi vẫn kém một chút. Vừa rồi tuy rằng ta không bảo lưu thực lực, thế nhưng kế tiếp ta sẽ thi triển ra con bài ẩn của mình, ngươi còn có thể chống lại được sao? Ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết ta cũng chưa thi triển con bài chưa lật của ta. Hoặc là nói, ta có thể chống lại được cũng không biết chừng. Lục Lâm Thiên nói, trên khuôn mặt tái nhợt lúc này xuất hiện tiểu ý. Nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, Nguyên Nhược Lan bắt đầu có động tác. Không gian quanh người nàng lúc này gợn sóng, kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan không ngừng đánh ra từng đạo kiếm quang trong không trung. Kiếm quang nhanh chóng khuếch tán, một cỗ lực lượng kinh khủng khiến cho không gian ba động kịch liệt, khí tức tràn ra khiến cho mọi người ngừng thở. Cổ trưởng môn, vũ kỹ Nguyên Nhược Lan thi triển hẳn là tuyệt kỹ Lưu Vân Kiếm Vũ thành danh của Thiên Kiếm môn các ngươi đúng không? Nhìn chăm chú vào võ đài, Âu Dương Huyền Anh hỏi Cổ Kiếm Phong. Không sai. Không nghĩ tới thực lực của Lục Lâm Thiên lại có thể bức Nhược Lan đến nông nỗi này. Cổ Kiếm Phong khẽ thở dài, lập tức nghiêng người nói với Vân Khiếu Thiên. Vân Tông Chủ, vốn ta tưởng rằng mình đã ẩn giấu rất sâu không nghĩ tới người ẩn giấu sâu nhất lại là ngươi. Bội phục. Vân Khiếu Thiên cười khổ. Hắn cũng không có giải thích. Nếu như hiện tại hắn nói rằng mình cũng vừa mới biết Lục Lâm Thiên là vũ giả tứ giai, chỉ sợ cũng không có ai tin. Không nghĩ tới. Lục Lâm Thiên bằng thực lực vũ tướng nhất trọng lại khiến cho Nguyên Nhược Lan phải thi triển tuyệt kỹ của Thiên Kiếm môn Lưu Vân Kiếm Vũ. Kiếm quyết này tuy rằng chỉ có cấp bậc huyền cấp sơ giai thế nhưng cực kỳ quỷ dị, uy lực không tầm thường. Xuân Ngạc nói, Lục Lâm Thiên còn có thể chống lại được không? Lúc này hầu như tất cả các cường giả đều nghĩ tới vấn đề này. Trên đài, Lục Lâm Thiên cũng đã bắt đầu động, vẻ mặt ngưng trọng, thủ ấn trong tay tạo thành những đường vòng cung huyền ảo. Quang mang thần dị xuất hiện trước người, khí tức toàn thân lúc này phát sinh một loại biến hóa quỷ dị. Từng đạo quang mang thần dị lúc này xuất hiện rồi lập tức ngưng tụ ra. Trên quang mang tản mát ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Khí tức của cỗ năng lượng kinh khủng này khiến cho không gian gấp khúc, tỏa ra khí tức làm cho tim đám người phía dưới đập nhanh. Cỗ lực lượng kinh khủng này xuất hiện, chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên giống như thủy triều xuống không ngừng từ trong kinh mạch chạy ra. Hội tụ với quang mang kinh khủng này. Mà lúc này trước người Nguyên Nhược Lan kiếm quang tràn ngập, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng gợn sóng không gian, khí thế phô thiên cái địa bạo phát ra. Trên kiếm quang kinh khủng này mang theo năng lượng phong thuộc tính nồng nặc, kiếm quang xé rách không gian, kình khí cuồng bạo tràn ngập không trung. Lúc này trên thân thể linh lung của Nguyên Nhược Lan khí tức đã tăng vọt tới cực hạn. Y phục màu tím bay phất phới, mái tóc dài xõa ra. Lúc này mỗi một sợi tóc của nàng đều ẩn chứa kình khí cường hãn. Mà khí tức kinh khủng khiến tim người ta đập nhanh trước người Lục Lâm Thiên lúc này cũng phóng lên cao. Cùng với quang mang thần dị dung hợp, khí tức kinh khủng càng thịnh, khí tức cuồng bạo lan tràn. Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được, chỉ bằng thực lực vũ tướng nhất trọng, hơn nữa lại có chân khí bên trong đan điền khổng lồ khiến cho uy lực của chu tước quyết này dường như so với trong tưởng tượng của hắn còn cuồng bạo hơn một chút. Quang mang bảy màu hội tụ, từng đạo linh lực trong người Lục Lâm Thiên âm thầm dung hợp vào bên trong quang mang. Một cỗ quang mang chói mắt nhanh chóng thành hình, trong không gian tràn ngập khí tức kinh khủng, không gian chung quanh liên tục bị gấp khúc. Khí tức kinh khủng này trong chớp mắt lập tức ở trước người Lục Lâm Thiên an tĩnh lại. Lúc này dưới trăm vạn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quang mang trước người hắn phóng lên bầu trời ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng bằng đỏ rực bằng năng lượng dài chừng trăm thước. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng này cả người màu đỏ, quanh thân dường như có hỏa diễm, hai cánh mở ra có hỏa diễm tràn ngập, không gian chung quanh lắc lư. Đây là vũ kỹ gì? Dường như còn có linh lực ba động.
Trên khán đài, những cường giả đều kinh ngạc đứng lên. Cảm nhận được khí tức của vũ kỹ Lục Lâm Thiên thi triển ra khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Trong lúc kinh ngạc này cũng không có nhiều người chú ý tới linh lực ba động bên trong, dù sao linh lực ba động quá nhỏ bé khiến cho mọi người còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Trong nháy mắt này, kiếm quang do Nguyên Nhược Lan ngưng tụ ra đã xé rách không gian đánh tới. Siêu! Một mảnh kiếm quang tràn ngập phá không mà tới, giống như cơn mưa xối xả, vô số kiếm quang hiện lên trong không gian, hướng về phía Lục Lâm Thiên mà bao phủ. Mỗi một đạo kiếm quang dường như đều có lực xuyên thấu không gian, hội tụ cùng một chỗ, uy thế vô cùng kinh khủng. Năng lượng phong thuộc tính cuồng bạo tràn ngập không gian khiến cho không gian gợn sóng, vô số gợn sóng giống như một cơn lốc không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Lưu Vân Kiếm Vũ. Một tiếng quát vang lên. Một đạo kiếm quyết cuối cùng được Nguyên Nhược Lan đánh ra. Trong không gian lúc này lực lượng cuồng bạo khiến cho áp lực không gian xung quanh nặng nề, không ít người đứng xem đều có cảm giác hô hấp khó khăn. Kiếm ảnh trên bầu trời giống như những hạt mưa, kinh khí cuồng bạo xuyên qua hư không hung hăng bao phủ về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Từ lúc ngưng tụ tới lúc công kích nói thì chậm nhưng trên thực tế lại không đến 5 tức. Lúc này trên bầu trời kiếm ảnh giống như những giọt nước mưa xuyên thủng không gian mang theo lực lượng cuồng bạo bắn tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Chu Tước Quyết. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Trong mắt bắn ra tinh quang. Trong đan điền khổng lồ lúc này chân khí không ngừng tiêu hao rồi dung hợp vào đầu Phượng Hoàng bằng năng lượng kia. Cuối cùng hai tay tại thành một đạo thủ ấn rồi đánh ra. Đầu Phượng Hoàng đỏ sậm do năng lượng ngưng tụ thành tức thì vỗ cánh. Lúc này Lục Lâm Thiên đã liều mạng dùng gần như là toàn lực thi triển Chu Tước Quyết, không bảo lưu một chút nào. Đầu Phượng Hoàng màu đỏ này xẹt qua không gian, thân thể trăm thước lúc này lập tức bành trướng, hỏa diễm quanh thân gào thét, khí tức trên người lúc này vô cùng kinh khủng. Khí tức cuồng bạo phóng lên cao, khí đầu Phượng Hoàng bằng năng lượng này đụng phải kiếm quang của Nguyên Nhược Lan thì đã bành trướng tới 800 thước. Cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, những người đứng gần hơn chút lúc này đột nhiên có cảm giác sởn tóc gáy, khí tức này làm cho tim bọn họ đập nhanh lên. Trên khán đài, chúng cường giả Tam Tông Tứ Môn trong nháy mắt đại biến, ánh mắt kinh hãi lập tức đứng lên. Trên võ đài, đầu Phượng Hoàng bằng năng lượng kia nhanh chóng vỗ cánh, không gian và không khí chung quanh trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Khi đụng phải kiếm quang như mưa rơi kia thì đầu Phượng Hoàng này trong nháy mắt biến thành một hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu bạo động lập tức bành trướng, sau đó một tiếng nổ tung vang lên. Hỏa diễm cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh võ đài. Khí tức kinh khủng phóng lên cao, hỏa diễm trực tiếp tán loạn, cuối cùng bao phủ bầu trời trong vòng 1.500 thước. Bao phủ cả kiếm quang như mưa của Nguyên Nhược Lan, mà hỏa diễm này cũng bao phủ cả Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan. Ầm ầm, hỏa diễm bắt đầu nổ vang, không gian rung động kịch liệt. Mặt đất phía dưới lập tức nứt nẻ. Đất đá trên mặt đất bắn tứ tung, nếu không phải võ đài khổng lồ thì hiện tại đã bắn tới tận khán phòng rồi. Hỏa diễm bao phủ tất cả khiến cho mọi người không nhìn rõ, ngay cả các cường giả trên khán phòng trong nháy mắt cũng không nhìn thấy tình huống bên trong hỏa diễm. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn vào trong hỏa diễm mà thôi. Cường giả Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong, Cổ Phong trưởng lão vốn đối với Nguyên Nhược Lan tuyệt đối có lòng tin. Thế nhưng lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên thi triển ra vũ kỹ kinh khủng như vậy, vẻ mặt bọn họ mới đột nhiên ngưng trọng. Bằng vào ánh mắt của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, vũ kỹ kinh khủng quỷ dị kia của Lục Lâm Thiên không dưới Lưu Vân Kiếm Vũ của Nguyên Nhược Lan. Tính cuồng bạo dường như còn mạnh hơn một chút. Trong vô số ánh mắt hoảng sợ, khí tức cuồng bạo mà kinh khủng này trong chốc lát mới tiêu tán. Lúc tất cả trở lại bình thường thì trên võ đài lúc này trong không gian 1.000 thước một mảnh hỗn độn. Đất đá tứ tung hiện lên trước mặt mọi người. Võ đài bị nghiền nát, trên mặt đất có từng cái rãnh lớn lan tới tận phía xa. Sau một lát, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo thân ảnh đồng thời từ trong đống đá vụn ngoi lên. Sắc mặt hai người lúc này đều tái nhợt, vẻ mặt uể oải, vô cùng chật vật. Trên thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên bằng mắt thường cũng có thể thấy được những dấu vết của mấy đạo kiếm ảnh để lại, nếu không phải lực phòng ngự của nó cường hãn thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Mà lúc này, Nguyên Nhược Lan vẻ mặt chật vật, tóc tai toán loạn, trường kiếm trong tay cắm xuống mặt đất mới chống được thân thể. Chiếc váy màu tím trên người bị đốt cháy một góc, trên lưng lộ ra một góc da thịt trắng nõn, một cái bụng bằng phẳng trắng nõn hiện lên. Trên chân trái nàng lúc này tỏa ra mùi da khen khét. Làn da trơn tuột mềm mại hiện lên vô cùng quyến rũ,
quả thực mê hoặc vô cùng. Mà lúc này khóe miệng hai người đều có vết máu. Khai Sơn trưởng. Trong nháy mắt khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, thân thể hắn lập tức nhảy lên, đẩy một đạo trưởng ấn rời đi hung hăng đánh về phía Nguyên Nhược Lan. Một đạo tàn ảnh xuất hiện, tốc độ Lục Lâm Thiên tuy rằng chậm hơn không ít, nhưng vẫn còn rất nhanh. Sắc mặt Nguyên Nhược Lan hoảng hốt, muốn chống lại nhưng dường như đã vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ thủ ấn. Thiên kiếm môn thua. Một tiếng quát lớn trong nháy mắt truyền đến, một thân ảnh giống như quỷ mị như phá không lao tới xuất hiện trước mặt Nguyên Nhược Lan. Trong tay thân ảnh này có một đạo quang mang nhu hòa đánh tan lực đạo quanh người Lục Lâm Thiên, chính là Cổ Phong trưởng lão của Thiên Kiếm Môn. Mục đích của Thiên Kiếm Môn rất rõ ràng, coi như là thua cũng không thể để cho thương thế của Nguyên Nhược Lan quá nặng ảnh hưởng tới căn cơ sau này. Dù sao Nguyên Nhược Lan đối với Thiên Kiếm Môn quá trọng yếu. Thân thể Lục Lâm Thiên uể oải, lập tức ngồi xuống mặt đất. Sắc mặt trắng bệch tới mức đáng sợ, trong nháy mắt té xuống mặt đất hắn lập tức bỏ một viên đan dược vào trong miệng. Lục Lâm Thiên, ngươi thắng rồi. Cổ Phong trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên nói, trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Siêu! Ngay lúc này một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa đài, nâng Lục Lâm Thiên lên rồi nói. Không có việc gì chứ, nhanh điều tức một chút. Dương trưởng lão, đệ tử không sao. Lục Lâm Thiên đáp, thu lại thanh linh khải giáp trên người. Người vừa mới xuất hiện chính là Dương trưởng lão, Vũ Vương của Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên thắng. Yên lặng trong kinh ngạc qua đi, nhất thời tiếng ầm ĩ vang lên. Hai vũ giả tứ hệ đại chiến, một vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ tướng thất trọng, tuyệt đối làm cho người ta chấn động. Từng tiếng hô tên Lục Lâm Thiên vang lên quanh quẩn trên diễn võ trường. Trận đại chiến này vượt qua dự liệu của mọi người. Vân Khiếu Thiên nở nụ cười, thậm chí là có chút kích động. Ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên lại càng thấy thuận mắt, tiểu tử này quả thực lần lượt khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.